Trong một điện vũ sụp đổ, truyền thuyết nơi này là tẩm cung của địa hoàng đại thánh. Mặt đất nứt cái khe hở to xé rách nguyên đất đai, kéo dài mấy ngàn vạn dặm. Từ khe nứt phát ra khí diệt thế vô cùng tận, làm bầu trời tối đen, đất đai mấy ngàn vạn dặm chìm trong chết chóc. Nếu không phải đám chí tôn vương giả thế hệ trẻ bị cự linh dương thần truy sát trốn ra di tích thái cổ, bọn họ đã bị khí diệt thế giết sạch. Dưới cái khe 9.000 dặm, một bia đá khổng lồ vô biên kẹt tại đó. Trong tử khí xám xịt bia giá lộ ra một góc, một chùy sắt cổ xưa dì xét chân áp bia đá phát ra từng vòng sáng vàng, thanh khí chói mắt chảy xuôi, như thần đinh đóng chặt bia đá. Ầm 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 ầm. Bia đá rung bần bật, chấn vỡ các tử khí, muốn thoát khỏi chùy thiên thạch ức chế. Bia đá lại lộ ra một góc, trên góc khác cũng lơ lửng chùy sắt dì xét. Có vết xét rơi xuống. Bên trong bắn ra ánh sáng vàng rực rỡ, ức vạn thần quang chấn áp bia đá. Có mấy chiến binh cổ xưa mạnh mẽ đang chấn áp bia đá, mỗi chiến binh đều vang dội cổ kim, lực lượng mạnh mẽ, thánh khí huy hoàng. Trong khí diệt thế mông lung lơ lửng một thần kiếm cổ xưa. Chuôi kiếm như rồng, kiếm phong như máu, thanh kiếm thiên đế. Kiếm chấn áp trên bia đá miễn cưỡng kiềm chế nó. Nhưng bia đá đã phá tan phong ấn thái cổ. Dù có lực lượng mấy thần binh cổ xưa cũng không thể hoàn toàn trấn áp bia đá. Nó vẫn lắc lư, bia đá chậm rãi trồi lên trên mặt đất. Lại thấy ánh mặt trời, chỉ là vấn đề thời gian. Đám vương giả thế hệ trẻ đứng bên ngoài di tích thái cổ, nhìn từ xa di tích thái cổ thâm trầm. Mặt đất thỉnh thoảng rung rinh, có cơ si tử vong khủng bố từ bên trong tràn ra. Cỏ cây dưới đất héo úa, đất đai nhuộm màu đỏ. Trời, đây là loại lực lượng gì? Mấy chục cự linh dương thần dính vào hơi thở tử vong liền thành tro. Tất cả vương giả thế hệ trẻ lòng lạnh lẽo, rợn tóc gáy. Khí diệt thế đó không chỉ chấn động sinh linh cường đại trong tiểu linh tiên giới. Thánh tổ, yêu đế, yêu hậu các tộc trong Tây Ngưu Hạ Châu cũng bừng tỉnh khỏi tu luyện, lòng phập phồng lo sợ, như phút cuối trước tận thế. Trên đỉnh Phượng Hoàng Sơn có một niết bàn thiên trì. Đây là nơi các tổ tiên Phượng Hoàng yêu tộc ngủ say. Bên trong tụ tập máu hàng vạn thánh linh Phượng Hoàng yêu tộc từ xưa đến nay, là vô thượng thánh địa của Phượng Hoàng yêu tộc. Lúc này trong niết bàn thiên trì máu sôi trào, sóng máu ngập trời. Một nữ nhân da trắng như tuyết bay ra khỏi niết bàn thiên trì, tê xê ó đỏ rực dài 10 vạn trượng, như thác nước lửa bay trong không khí. Ánh mắt nữ nhân sâu thẳm, trong con ngươi ẩn chứa ngàn vạn ngôi sao, mỗi sợi tóc chứa ức đạo tác thánh linh. Nữ nhân tu luyện trong niết bàn thiên trì 1 vạn năm, đang trùng kích cảnh giới người bình thường không thể tưởng tượng. Lúc này nữ nhân bị khí diệt thế đánh thức, phải xuất quan trước. Khí thế trên người phi tiên Phượng Hoàng yêu hậu như thần hoàng, mắt ngước nhìn bầu trời, tình hình cách ức vạn dặm rõ ràng trước mắt. Phi tiên Phượng Hoàng yêu hậu nói, diệt thế thần bia xuất thế. Một bà lão quỷ bên niết bàn thiên trì, hai tay nâng thần trượng san hô đỏ như máu. Có vô số đạo tắc thánh linh đan xen trong thần trượng hình thành hàng vạn hoa văn huyền dị. Bà lão hỏi, yêu hậu, đại kiếp nạn đánh đến nơi rồi sao? Phi tiên Phượng Hoàng yêu hậu nói, ta cần đi tiểu linh tiên giới một chuyến, mọi thứ trong Phượng Hoàng Sơn giao cho ngươi. Cường giả yêu tộc biến mất trong hư không, thanh âm mờ mịt tuyệt vời. Thanh âm cư gia uy nghiêm không cho phép cãi lời, tựa pháp chỉ thần linh. Chính giữa hỗn độn thiên thành. Trong biển cả hỗn độn có cung điện tiên phủ, di tích rách nát, hần lộ xa xưa. Một lão nhân tóc bạc phơ bò ra từ phế tích tiên thổ, thần y rách nát, làn da tỏa áng rực rỡ. Trong thiên địa có vô số linh khí tự động tụ về lão nhân, khiến lão trở nên cao lớn, thần thánh. Thành chủ thứ nhất hỗn độn thành khẽ thở dài. Nên đến rốt cuộc vẫn đến. Thành chủ thứ nhất hỗn độn thành biến mất tại chỗ. Chí tôn các tộc bị hơi thở từ tiểu linh tiên giới kinh động. Nhiều nhân vật cường đại không gì sánh bằng chạy ngay đi tiểu linh tiên giới, đây là một đám chí tôn tuyệt thế vô song nhất. Lúc này Phong Phi Vân đang ngồi trong hỗn độn hải không quan sát diệt thế thần thạch rực lửa, trực giác bất an bao trùm trong lòng hắn. Phong Phi Vân không biết rằng thần điện chìm vào lòng đất vì dự cảm diệt thế thần bia sắp xuất thế nên nó trốn trước. Diệt thế thần bia xuất thế dẫn đến sóng to gió lớn, Phong Phi Vân không biết những điều này. Bị nhốt trong thần điện 8 ngày. Phong Phi Vân dùng hết mọi cách mà không mở cửa thần điện được. Phong Phi Vân không tìm thấy lối ra nào khác, thần điện như không gian kín to lớn. Không thể mở đường hầm thiên quốc. Tế đài giữa thần điện đã tĩnh lặng, những máu thánh linh không biết chảy đến đâu,
tóm lại sau khi nó tuôn vào tế đài thì biến mất. Không lẽ trên đời này có lực lượng vĩ đại nào luyện hóa máu thánh linh? Trừ phi là huyết hồn châu, hung binh thái cổ. Phong Phi Vân sẽ không cho rằng tế đài giấu hung binh thái cổ, nếu có thì mảnh đất này đã biến thành chỗ giết người. Nếu không tìm thấy lối ra thì đành phải cưỡng ép phá mở. Phong Phi Vân tiểu hệ hoán yêu hoàng kiếm, cánh tay ngưng tụ khí thánh linh vô cùng tận. Yêu hoàng kiếm phát ra tiếng ngân vui vẻ, kiếm quang tăng vọt, hung quang rực rỡ, tà khí khiếp người. Mao Ô Quy bảo vệ tỉ muội quý ra sau lưng mình, dùng trận pháp bao bọc. Yêu hoàng kiếm toát ra chút khí giết người đủ tiêu diệt quý tâm nô, quý tiểu nô. Phong Phi Vân vung kiếm, kiếm khí hình thành cái bóng hoàng xà đập vào cánh cửa thần điện. Nguyên hỗn độn hải không lắc bần bật, cánh cửa dày nặng bị xẻ vết kiếm sâu ba tấc. Đạo tắc thánh linh chạy dọc cánh cửa, rất nhanh vết kiếm biến mất. Sao có thể như vậy? Phong Phi Vân cảm giác cánh tay tê dại, yêu hoàng kiếm còn đang ngân vang nhưng cánh cửa thần điện không có chút dấu vết gì. Đây chính là thái cổ hung binh. Thái cổ hung binh không thể hủy một cánh cửa, nói ra có ai tin không? Mao Ô Quy khuyên. Vô dụng, đây là nơi hai vị thánh tổ tọa hóa, tòa thần điện như ngôi mộ chôn thánh tổ. Hai vị thánh tổ là nhân vật lợi hại biết bao, dù thánh linh bình thường đến chưa chắc phá được mộ của họ. Phong Phi Vân hiếm khi thấy Mao Ô Quy tôn sùng ai đó. Phong Phi Vân không thử tiếp, hắn cất yêu hoàng kiếm. Phong Phi Vân hít sâu bình tĩnh cảm xúc nóng nảy, rất nhanh tâm tình dịu lại. Phong Phi Vân cười nói. Nếu thần điện tự động đóng lại thì cũng có thể tự mở ra, không gấp được. Dù sao nơi này đậm đặc khí thánh linh, có đạo hai thánh tổ tọa hóa còn sót lại, là bảo địa vô thượng để tu luyện. Hay chúng ta bàn luận về dương thần thánh thai đi. Phong Phi Vân nhìn tỉ muội quý gia. Quý tiểu nô nói. Vô sỉ. Phong Phi Vân bực mình, hắn nói bàn luận về dương thần thánh thai chứ có bảo chuyện giường chiếu đâu mà bị chửi là vô sỉ. Quý tâm nô xấu hổ nói. Dương thần thánh thai rất quan trọng, không thể tùy tiện giao cho ngươi. Vẫn câu nói cũ, nếu ngươi không cưới chúng ta làm thê tử thì tuyệt đối không giao dương thần thánh thai ra. Phong Phi Vân nói. Cưới. Tỉ muội quý gia đồng thanh kêu lên. Cái gì? Quý tâm nô, quý tiểu nô cho rằng mình nghe ngầm. Mao Ô Quy trợn tròn mắt. Phong Phi Vân không hề xấu hổ. Ta nói cưới. Tại sao? Trước kia nhắc đến cưới hỏi thì Phong Phi Vân luôn băn khoăn đắn đo, bây giờ hắn đồng ý ngay, thật kỳ lạ. Quý tâm nô, quý tiểu nô không biết Phong Phi Vân đã luyện hóa yêu tính và ma tính vào yêu hoàng kiếm, hóa thành kiếm linh. Tính cách Phong Phi Vân bây giờ quang minh chính đại, không có tà niệm, cũng không có ma niệm, chỉ có bản tính. Hiện tại muốn dương thần thánh thai là bản tâm của Phong Phi Vân. Nếu lấy dương thần thánh thai rồi phải cứu tỉ muội quý gia, gánh trách nhiệm chăm sóc bọn họ. Một số nhân quả khác sẽ chuyển vào người Phong Phi Vân. Trước kia Phong Phi Vân ngụy trang lòng mình, muốn có dương thần thánh thai rồi lại cố ý ức chế suy nghĩ, đây là tư tưởng âm u. Nhờ Tây Môn suy tiêu, Trung Nguyên nhất điểm qua điểm thông. Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện không có gì đáng bị chỉ trích, cũng là cuộc sống mỗi nam nhân đều muốn, cần gì giả bộ mình trong sáng, giả dối. Như một nam nhân thích nữ nhân rồi lại cứ dùng đủ lý do đạo mạo trang nghiêm cách xa nàng. Từ bỏ nàng. Nhưng khi nàng bị nam nhân khác có được, lòng mình có vui không? Thái độ của Phong Phi Vân với dương thần thánh thai tựa như nam nhân với nữ nhân. Nếu dương thần thánh thai bị nam nhân khác có được thì Phong Phi Vân có vui không? Đáp án là không. Con người sẽ có thất tình lục dục, có thất tình lục dục thì không thể làm chính nhân quân tử được. Nên mới nói quân tử là ngụy trang, tiểu nhân mới làm. Quân tử như pho tượng trong miếu. Ngươi thấy tượng đạo mạo trang nghiêm ngồi đó, nhận nhang khói, vái lạy. Nhưng ngươi mãi mãi không biết trong pho tượng đầy đất bùn cỏ khô héo. Tiểu nhân như tín đồ vái thần tượng, nói ra những chuyện sai trái của mình cho tượng nghe, kể lại cuộc đời mình đã trải qua những gì. Nếu thần linh quân tử thật sự tồn tại sẽ khinh bỉ loại người này, xem thường loại người này, thậm chí thầm cười nhạo loại người này. Đây là đạo lý Phong Phi Vân lĩnh ngộ được sau khi bài trừ yêu tính và ma tính ra khỏi người. Làm người dựa theo bản tâm, không cần ngụy trang, chính mình cho rằng đúng đắn thì cứ thẳng tiến, còn mình cho rằng sai thì tuyệt đối không thể chạm vào. Mặt quý tâm nô đỏ bừng, cúi mặt hỏi. Rốt cuộc ngươi thật lòng muốn cưới chúng ta hay vì muốn có dương thần thánh thai?
Phong Phi Vân không giấu giếm. Đại kiếp nạn sắp đến, thêm một phần thực lực là có thêm cơ hội giữ mạng, cũng có thể bảo vệ người thân, bằng hữu của mình. Hú thật là ta muốn có Dương Thần thánh thai. Đương nhiên nếu các nàng gả cho ta thì ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các nàng. Ta sẽ không để ai ăn hiếp các nàng, ta sẽ cho các nàng đãi ngộ công bằng nhất. Quý tiểu nô nói, ngươi chỉ muốn có Dương Thần thánh thai, sau khi có được rồi sẽ vô tình vứt bỏ chúng ta, như cái tên họ Kỳ kia. Quý tiểu nô vẫn không thể quên đêm mẫu thân của mình chết thảm, lòng rất hận nam nhân trong thiên hạ. Phong Phi Vân nói, ta sẽ không làm vậy. Quý tiểu nô dẫu mỏ, ai thèm tin. Quý tâm nô nói, ta tin. Quý tiểu nô tức giận nạt, tỷ, sao tỷ ngốc vậy? Phong Phi Vân là tên lãng tử lăng nhăng, gian dối, nàng sẽ không thật lòng tốt với chúng ta. Tỷ tin lời hắn nói, đầu óc tỷ bị sao vậy? Quý tâm nô nói, với tu vi của hắn bây giờ không cần gạt chúng ta. Nếu hắn muốn biết cách có được Dương Thần thánh thai thì hoàn toàn có thể sử dụng siêu hồn thần thông cưỡng bức tìm thứ hắn muốn biết trong đầu chúng ta. Quý tiểu nô thấy sợ Phong Phi Vân, hỏi, ngươi thật sự biết thần thông siêu hồn? Phong Phi Vân gật đầu. Quý tiểu nô hãi hùng, biết ngay ngươi không phải người tốt. Quý tiểu nô kéo tay quý tâm nô, tỷ, chúng ta nên làm sao đây? Chúng ta không đánh lại hắn. Quý tâm nô khẽ thở dài. Đại kiếp nạn sắp đến, tu vi như chúng ta không thể tự bảo vệ mình, chỉ Phong Phi Vân mới bảo vệ chúng ta được. Chúng ta giao Dương Thần thánh thai cho hắn, tu vi Phong Phi Vân càng cao thì chúng ta càng an toàn. Phong Phi Vân cười nói, tỷ tỷ hiểu lý lẽ hơn, nếu các người không giao Dương Thần thánh thai cho ta thì ta sẽ không cưỡng ép. Mặc dù ta muốn Dương Thần thánh thai nhưng sẽ không dùng mọi thủ đoạn, càng không ép buộc hai nữ nhân yếu đuối. Quý tiểu nô gai mắt Phong Phi Vân. Nói như thể ngươi là người tốt. Nghĩ đến sẽ giao Dương Thần thánh thai cho Phong Phi Vân thì quý tiểu nô càng khó chịu hơn. Nhưng trừ cái tên đáng ghét này ra, bảo quý tiểu nô giao Dương Thần thánh thai cho nam nhân khác nàng cảm thấy còn không bằng đưa cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười nói. Ta vốn không phải người tốt, nhưng có lúc nhiều người cảm thấy ta không tệ, làm một số chuyện người tốt nên làm. Xì. Phong Phi Vân nói. Các nàng có đưa Dương Thần thánh thai không? Quý tâm nô nói. Thành thân trước. Phong Phi Vân hỏi. Đính hôn trước được không? Quý tiểu nô nói. Cũng được, chúng ta đính hôn trước mặt tượng thần hai vị thánh tổ. Tương lai nếu ngươi chối chuyện này thì thánh uy của thánh tổ sẽ đánh ngươi ra cho. Phong Phi Vân chưa từng cho rằng hắn sẽ chịu thiệt, được lấy hai thê tử như hoa như ngọc lại còn được Dương Thần thánh thai mà thánh linh khao khát. Ba người thề nguyện đính hôn trước tượng thần hai vị thánh tổ. Phong Phi Vân được tỷ muội quý gia cho biết cách có Dương Thần thánh thai. Phong Phi Vân trợn mắt há hốc mồm, hóa đá. Phong Phi Vân nhìn quý tâm nô, quý tiểu nô thật lâu. Phong Phi Vân nói. Hèn gì các nàng nhất định đòi gả cho tam ới chịu đưa Dương Thần thánh thai, hóa ra là vậy. Quý tâm nô, quý tiểu nô rất xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng. Tỷ muội quý gia mím chặt môi. Như hai nụ hoa hé nụ. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Chuyện này hơi hóc búa. Quý tiểu nô nghiến răng. Không lẽ ngươi hối hận? Phong Phi Vân không hối hận, chuyện này hắn cầu còn không được. Ban đầu Phong Phi Vân cho rằng Dương Thần thánh thai giấu trong người quý tâm nô, quý tiểu nô. Phong Phi Vân sẽ lấy Dương Thần thánh thai ra khỏi người tỷ muội quý gia, chậm rãi luyện hóa, trùng kích nhân tổ động thiên. Thần vật như Dương Thần thánh thai phải mất mấy trăm năm mới luyện hóa nó. Phong Phi Vân đoán đúng, Dương Thần thánh thai thật sự giấu trong người quý tâm nô, quý tiểu nô. Nhưng cách lấy ra khá đặc biệt, chỗ giấu cũng đặc biệt. Quan trọng nhất là Dương Thần thánh thai không cần tốn mấy trăm năm luyện hóa, chỉ cần một đêm là hoàn toàn hấp thu. Đây là chuyện tốt, đỡ tốn mấy trăm năm. Vậy tại sao Phong Phi Vân nhíu mày? Phong Phi Vân suy nghĩ càng lâu xa hơn. Hiện nay tu vi của Phong Phi Vân là vũ hóa đệ thất trọng, ngưng tụ 83 đạo tắc thánh linh. Nếu lúc này có Dương Thần thánh thai, hắn có thể trùng kích đỉnh vũ hóa đệ cửu trọng trong thời gian ngắn nhất, trở thành đệ nhất nhân dưới thánh linh. Loại người như thập tam thái tử long tộc thì Phong Phi Vân đập tay một cái là đánh bầm đầu. Nhưng muốn đạt đến cảnh giới thánh linh lại vô cùng xa xôi. Nếu Phong Phi Vân tu luyện đến vũ hóa đệ cửu trọng, trong thánh thể ngưng tụ ra đạo thai. Dùng đạo thai của mình dung hợp Dương Thần thánh thai thì rất có thể một hơi trùng kích cảnh giới thánh linh,
đỡ khổ tu mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Từ đỉnh vũ hóa đệ cửu trọng đột phá cảnh giới thánh linh khó khăn hơn từ vũ hóa đệ thất trọng đến vũ hóa đệ cửu trọng gấp ngàn vạn lần. Hiện giờ Phong Phi Vân đang do dự, muốn tiến bộ tu vi trong thời gian ngắn hay suy nghĩ xa đến cảnh giới thánh linh. Cuối cùng Phong Phi Vân kiềm nén suy nghĩ lấy Dương Thần Thánh Thai ngay. Phong Phi Vân nói, bây giờ tạm thời không lấy Dương Thần Thánh Thai, chờ khi tu vi của ta đến vũ hóa đệ cửu trọng, cũng là lúc ta trùng kích cảnh giới thánh linh. Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô thở phào nhẹ nhõm, mới rồi tỉ muội quý ra toát mồ hôi hột, sợ Phong Phi Vân cướp mất Dương Thần Thánh Thai của hai người ngay tại đây, thế thì quá tùy tiện. Trong hỗn độn hải không tràn ngập khí thánh linh đậm đặc, có ích rất lớn cho việc tu luyện, khiến người tăng tốc độ lĩnh ngộ gấp 10 lần. Tạm thời không ra được, Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, tập trung tham ngộ đạo tắc thánh linh. Càng sớm đến vũ hóa đệ cửu trọng thì càng sớm trùng kích cảnh giới thánh linh. Dưới thánh linh đều là con kiến. Như phi tiên phượng hoàng yêu hậu, chỉ một sợi tóc chứa hàng ước đạo tắc thánh linh. Đỉnh vũ hóa đệ bát trọng mới có một vạn trung ương vương triều. Tức là một sợi tóc của phi tiên phượng hoàng yêu hậu tương đương một vạn cường giả đỉnh vũ hóa đệ bát trọng. Một sợi tóc của phi tiên phượng hoàng yêu hậu có thể tùy ý giết bất cứ sinh linh nào dưới cảnh giới thánh linh. Bán thánh, chuẩn thánh gì đó chỉ là sinh vật có en kiến. Tại sao thánh linh vô tình? Bởi vì bọn họ quá cường đại đến nỗi không thuộc về con người. Không đến cảnh giới thánh linh mãi mãi không biết thánh linh mạnh cỡ nào. Dù là kiếp trước ai kiếp này Phong Phi Vân đều khao khát sẽ đến cảnh giới kia. Lỗ tai đất bay ra khỏi người Phong Phi Vân, lơ lửng trong không khí, đan xen đạo tắc thánh linh rậm rạp. Đây là đạo thuộc về Hoa Hậu Đại Thánh, cũng là đạo mạnh nhất trong thiên địa. Phong Phi Vân tập trung hết sức vào lĩnh ngộ đạo thánh linh. Vô số khí thánh linh tụ tập vào người Phong Phi Vân. Một tháng qua đi, đạo tắc thánh linh trong người Phong Phi Vân đến 84 cái. Hai tháng, 85 đạo tắc thánh linh. Ba tháng, 87 đạo tắc thánh linh. Một năm trôi qua, có 99 đạo tắc thánh linh trong người Phong Phi Vân, đến đỉnh vũ hóa đệ thất trọng. Tốc độ lĩnh ngộ rất khủng, nhiều bán thánh tốn 1.000 năm không ngưng tụ được một đạo tắc thánh linh. Phong Phi Vân chỉ mất một năm là ngưng tụ ra 16 đạo tắc thánh linh. Đương nhiên một phần nhờ Phong Phi Vân có thiên phú siêu đẳng, cũng nhờ lỗ tai đất cường đại, hoàn cảnh nơi này tuyệt diệu. Đạt đến đỉnh vũ hóa đệ thất trọng, rốt cuộc Phong Phi Vân gặp bình cảnh, lại mất nửa năm nhưng không đột phá 100 đạo tắc thánh linh. Nhìn như chỉ cách một đạo tắc thánh linh nhưng đó là chênh lệch cả cảnh giới, phát huy ra lực lượng cũng khác hẳn. Cuối cùng Phong Phi Vân dừng lại. Phong Phi Vân mở mắt ra, đôi mắt trong suốt như nước. Tu luyện một năm rưỡi đến đỉnh vũ hóa đệ thất trọng, nhưng tại sao khó đột phá vũ hóa đệ bát trọng như vậy? Trong thần điện, Mao Ô Quy, Quý Tâm Nô và Quý Tiểu Nô cũng đang tu luyện. Mao Ô Quy thu nhiều tinh hoa hỏa khí trong diệt diễm sơn, giờ nó đang dùng những tinh hoa hỏa khí này luyện hóa nguyền rủa. Qua một năm rưỡi tu luyện, tu vi của Mao Ô Quy đã phục hồi đến vũ hóa đệ lục trọng. Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô được Mao Ô Quy tặng cho nhiều báu vật, đan dược giúp người trực tiếp niết bàn, nguyên hội cổ dược, khí tinh hoa, thánh pháp tu luyện. Đối với tỷ muội quý gia thì các thứ này vô cùng vô tận, tốc độ tu luyện siêu mau. Nay Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô đã là niết bàn đệ nhị trọng thiên. Phong Phi Vân không quấy rầy Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô, hắn lại đến bên dưới tượng thần, vái hai vị thánh tổ. Phong Phi Vân nhìn phá thiên cung, vẫn thánh tiễn trong tay tượng thần. Đây là vô thượng thần binh mà Cửu Tiễn Đại Thánh để lại, là một trong cá chiến binh mạnh nhất thiên địa này, ai kiềm được không động tâm. Phong Phi Vân nghĩ đến tiễn ảnh cây vẫn thánh tiễn thấy trong thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân lấy thanh đồng cổ thuyền ra, thử xem nó có thể câu thông với phá tiên cung, vẫn thánh tiễn không. Một thần niệm cổ xưa truyền vào tai Phong Phi Vân. Vô dụng, cất linh chu đi. Là giọng của ai? Là thần niệm hai vị thánh tổ giữ lại. Hay là khí linh phá tiên cung, vẫn thánh tiễn? Phong Phi Vân mừng như điện, thần niệm hỏi. Tiền bối nói vậy là sao? Thần niệm không xuất hiện nữa, như thể chưa từng có. Thần niệm không xuất hiện nữa, như thể chưa từng có. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng dưới tượng thần, hai tay nâng thanh đồng cổ thuyền, lòng bình lặng như kính, không nóng nảy. Thật lâu sau thần niệm kia lại vang lên. Người lĩnh ngộ đạo của Hoa Hậu Đại Thánh. Đi đến một bước này đã không dễ dàng.
Nhưng ngươi muốn đột phá vũ hóa đệ bát trọng chỉ lĩnh ngộ đạo của Hoa hậu đại thánh còn kém xa. Lũ đạo tắc cuối cùng cần ngươi tự mình cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ đạo của bản thân. Thần niệm nói xong câu đó thì biến mất hoàn toàn. Phong Phi Vân đăm chiêu suy nghĩ, nhỏ giọng nói. Cảm ngộ thiên địa, ngưng tụ một lũ đạo thuộc về mình. Tiên hư động chủ cũng từng nói lời tương tự, nói tỉ mỉ hơn thần niệm. Bây giờ Phong Phi Vân đã hiểu ý của tiên hư động chủ. Muốn thành thánh phải có đạo của riêng mình, đương nhiên muốn sáng tạo đạo của mình không phải một giây là có được. Cần có quá trình phôi thai, manh nha, sinh trưởng, trưởng thành. Về đạo của mình hiện nay Phong Phi Vân chưa có phôi thai chứ đừng bảo là manh nha. Nhiều chuẩn thánh vũ hóa đệ cửu trọng chia tu thánh thành 5 giai đoạn, ý niệm, đạo thai, thai động, uẩn thánh, thánh linh. Đây là 5 tiểu cảnh giới tu thánh tỉ mỉ, chỉ khi đến bán thánh cảnh mới có tư cách nghiên cứu 5 tiểu cảnh giới, do đó trùng kích thánh linh cảnh. Đa số chuẩn thánh tu hánh giai đoạn thứ 2, cảnh giới đạo thai. 10 chuẩn thánh chưa chắc có một đến cảnh giới, thai động. Về cảnh giới uẩn thánh thì đó là đỉnh cao nhất dưới thánh linh, đã lấy được vé vào cửa cảnh giới thánh linh. Chỉ cần đạo thánh linh trong người uẩn dục đủ mạnh rồi độ qua thánh linh sinh kiếp là sẽ trở thành thánh linh thật sự. Đương nhiên thánh linh sinh kiếp đào thải rất nhiều chuẩn thánh kinh tài tuyệt diễm. Tử kiếp dễ chết, sinh kiếp khó sống. Sinh vốn khó hơn tử gấp chục, trăm lần. Đây là 5 bước thành thánh. Tồn tại đẳng cấp như tiên hư động chủ chắc chắn không phải nhân vật vũ hóa đệ cửu trọng bình thường, rất có thể đã đến cảnh giới thứ 3, thai động hay thậm chí càng cao. Phong Phi Vân bây giờ còn kẹt ở bên ngoài 5 cảnh giới, vì hắn không có ý niệm cơ bản nhất, chưa xác định phương hướng thành thánh. Nếu so sánh vũ hóa đệ thất trọng là người mới học vẽ, vũ hóa đệ bát trọng là bắt đầu lĩnh ngộ kỹ xảo vẽ, tổng kết phong cách riêng của mình. Người không tổng kết ra mãi mãi không thể đến vũ hóa đệ bát trọng. Tu luyện vũ hóa đệ bát trọng không chỉ phỏng theo đạo của người ta mà còn cần tu ra ý niệm của mình. Muốn tu tánh đầu tiên phải có một ý niệm. Ý niệm này không thể tùy tiện xác định, đã xác định thì đi mãi đến cuối, chạy thẳng thánh cảnh. Phong Phi Vân chìm trong suy tư, dò tìm đường trong tư duy hỗn loạn. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân 3 tháng. Sau y 3 tháng Phong Phi Vân lại mở mắt ra, ánh mắt kiên quyết chưa từng có, khí chất thay đổi. Ban đầu ta tu luyện luôn sống trong thù hận và mờ mịt, tìm sự thật trong tu luyện, sa đọa trong thù hận, đấu tranh tiến lên trong thù hận. Nhưng thù hận này thật sự tồn tại sao? Kiếp trước có thật không? Con đường tu luyện này mình đi có đúng không? Cái gì là sự thật? Cái gì là chân lý? Chỉ có một chân lý, không thay đổi vì ý chí của ai, không vì thiên đạo bất công mà nghi ngờ, không vì mọi người quay lưng mà khinh bỉ. Chân lý là tứ thần thánh nhất. Có thể chiến thắng tất cả giả dối, giả tạo trên thế giới này. Ta muốn tu đạo như vậy, đạo chân lý. Nếu ta thành thánh danh hiệu là chân thánh, nếu ta thành đại thánh thì danh hiệu là chân lý đại thánh. Ta tu chân lý trong lòng mình, tu chân lý trong thiên địa. Con đường tu thánh này đã định trước khó khăn hơn thánh linh khác, khó đi hơn, xa xôi hơn. Nhưng ta mãi mãi không lùi bước, dù cho tan xương nát thịt. Phong Phi Vân đang tình bày ý niệm của mình. Lập lời thề. Trên đời này ít có ai dám khiêu chiến chân lý, càng hiếm người dùng chân lý tu thánh. Bởi vì chân lý quá mênh mông, tồn tại trong mỗi góc thiên địa. Trên người có chân lý, cây có chân lý, cỏ có chân lý, động vật có hỗn độn hải. Một hạt cát một cục đá, một ngọn núi một dòng sông đều có chân lý. Tây Ngưu Hạ Châu có chân lý, tiểu linh thiên giới có chân lý, trong trời sao cũng có chân lý. Khu vực trong truyền thuyết. Tiên giới có chân lý. Chân lý vô cùng vô tận, không ai dám nói mình nhìn thấu hư vọng, nắm giữ tất cả chân lý trên đời. Đừng nói Phong Phi Vân lĩnh ngộ hết chân lý trên đời, hắn chỉ lĩnh ngộ 1/100 vạn, 1/1000 vạn chân lý trên thế gian cũng đủ để thành thánh. Ý niệm trong lòng kiên định là có thể tập trung hết sức cảm ngộ chân lý trong thiên địa, rồi những chân lý tụ tập lại. Khi chân lý đến số lượng nhất định sẽ biến chất, hình thành đạo tắc thánh linh thuộc về mình. Đây là một quá trình dài dòng. Không biết bao nhiêu năm qua đi, số lượng chân lý trong người Phong Phi Vân đến giá trị nhất định. Cơ thể Phong Phi Vân như xảy ra phản ứng nhiệt hạch nổ cái bùm. Một đạo tắc thánh linh màu trắng sinh ra trong thánh linh nội đan, mạnh hơn đạo tắc thánh linh của Hoa hậu đại thánh chút xíu. 99 đạo tắc thánh linh xoay tròn quanh đạo tắc thánh linh chính giữa.
100 đạo tắc thánh linh quấn vào nhau hình thành cây cột chống trời to lớn, lơ lửng trong thánh linh nội đan. Đây là cảnh giới vũ hóa đệ bát trọng. Phong Phi Vân lĩnh ngộ đạo thánh linh cũng xảy ra thay đổi lớn, hắn chìm trong cảnh giới mới tinh, cảnh giới tiến bộ bước dài. Cảnh giới đột phá cùng với thể chất biến mạnh. Xương cốt trong người Phong Phi Vân nhấp nháy sắp lột xác thành phượng cốt. Đây là cơ hội tuyệt vời, nếu lợi dụng tốt tại sao khiến nhiều xương cốt lột xác thành phượng cốt. Phong Phi Vân sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phong Phi Vân lấy nhiều tinh hoa lửa ra hấp thu vào cơ thể, thúc đẩy nhiều xương cốt lột xác thành phượng cốt. Bùm 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 bùm. Xương kêu răng rắc phát ra thanh âm liên tục, chỉ 10 phút đã sinh ra 41 khối phượng cốt. Số lượng phượng cốt trong người Phong Phi Vân là 397 khối, thể chất lại đến gần cảnh giới thần thoại một bước. Phong Phi Vân nội ỷ thị thần thức, phát hiện sau khi dung hợp tấm gia thần bia văn thì năng lực lĩnh ngộ đạo tắc thánh linh của đám linh thú chiến thể càng mạnh mẽ hơn. Nhiều linh thú chiến thể tu luyện ra đạo tắc thánh linh thứ hai, có thậm chí tu luyện ra đạo tắc thánh linh thứ ba. Phong Phi Vân vốn có 100 đạo tắc thánh linh, cộng số đạo tắc thánh linh 1 vạn linh thú chiến thể có được. Hiện tại trong người hắn có tổng cộng 27.850 đạo tắc thánh linh, hơn xa đám tu sĩ đỉnh vũ hóa đệ bát trọng. Còn về thập tam thái tử long tộc thì Phong Phi Vân nắm chắc 80% đánh bại được gã. Mao Ô Quy, Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô bị khí thế phát ra từ người Phong Phi Vân kinh động, biết hắn lại đột phá tu vi. Mao Ô Quy nhìn Phong Phi Vân, đôi mắt sâu thẳm. Vũ hóa đệ bát trọng. Mao Ô Quy muốn nhìn thấu Phong Phi Vân lĩnh ngộ ý niệm thánh linh, nhưng nó không cách nào nhìn ra, dường như không có lại như không chỗ không ở. Đây chính là đạo chân lý. Phong Phi Vân bấm đốt suy tính, nói. Đã qua 2 năm lẻ 5 tháng, tại sao cửa thần điện còn chưa mở? Tuy nơi này là thánh địa tu luyện, tốn 100 năm Phong Phi Vân rất có khả năng trùng kích vũ hóa đệ cửu trọng. Nhưng Phong Phi Vân không thể chờ lâu như thế. Hiện tại thế cục thiên hạ hỗn loạn. Đại kiếp nạn tùy thời buông xuống. Nếu Phong Phi Vân ở lại thần điện 100 năm, trời biết Tây Ngưu Hạ Châu có bị hủy diệt chưa? Ma nhân áo đen không vội vã, nó cảm thấy nơi này là động tiên tu luyện, có cơ hội hoàn toàn luyện hóa vô thuật trên người. Mao Ô Quy cười nói. Nếu ngươi có thể đến cảnh giới thánh linh thì sẽ xông ra được. Tu vi của Mao Ô Quy đã đến vũ hóa đệ thất trọng, cơ thể thay đổi rất nhiều. Làn da trơn trắng mọc nhiều vảy. Đầu trở nên kỳ lạ. Đỉnh đầu Mao Ô Quy mọc cái sừng hơi giống miệng rắn. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Con rùa này chắc không phải là huyền vũ cổ xưa đi. Phong Phi Vân cứ thấy Mao Ô Quy đang lột xác hướng huyền vũ. Lại qua 6 ngày, tế đài chính giữa thần điện lại xảy ra dị động. Tế đài bắt đầu di chuyển, cánh cửa chậm rãi mở ra. Mây mù từ ngoài cửa tràn vào mang theo lạnh lẽo. Thần điện bay trong tầng mây. Cửa thần điện rốt cuộc mở ra. Mọi người mừng rỡ, nếu có thể ra ngoài thì ai muốn mãi mãi bị nhốt trong này. Phong Phi Vân lao ra ngoài cửa, đứng trên thềm đá, nhìn biển mây cuồn cuộn dưới chân, trong mắt bắn ra hai tia lửa nhìn phương xa. Đó là mảnh đất mênh mông, không giới hạ. Một số cổ thú hung mãnh chạy nhanh dưới đất, thân thể cao cỡ ngọn núi, gầm giống hướng thần điện bay trên bầu trời. Growl. Một thú quyền to lớn đánh lên trời nhưng không đụng vào thần điện được. Tốc độ bay của thần điện quá nhanh, bỏ xa con thú, cuối cùng không thấy bóng dáng nó đâu. Mọi người đứng trên bậc thang ngoài thần điện, nhìn đất dưới chân mình. Không ai phát hiện hai pho tượng màu lam chính giữa thần điện mắt hơi nhúc nhích lóe thánh quang lam, sau đó tối sầm, thu ánh sáng vào người. Mao Ô Quy nói, nơi này là trung tâm tiểu linh tiên giới, đại lục tiên giới. Hậu thời kỳ thái cổ nơi này dựng dục ra nhiều sinh linh cường đại, trong đó có cả thánh linh. Không ngờ thần điện đưa chúng ta đến đại lục tiên giới. Phong Phi Vân nói. Ta thấy thần điện bay nhanh dường như sắp bay ra khỏi đại lục tiên giới. Đúng rồi, để ta xem. Mao Ô Quy móc tấm bản đồ ra rồng rách một góc ra khỏi mai rùa, tấm da vẽ hoa văn cổ xưa, có nơi đánh dấu cẩn thận. Đây là bản đồ tiểu linh tiên giới. Kỳ lạ. Móng vuốt Mao Ô Quy gãi cổ. Thần điện bay hướng thiên môn chi đài. Phong Phi Vân nheo mắt nói. Ý ngươi là thần điện mang chúng ta chìm xuống lòng đất, bay đến đại lục tiên giới rồi bây giờ đưa chúng ta về lại thiên môn chi đài. Mao Ô Quy khó hiểu nói. Phán đoán theo hướng bay của thần điện thì đúng là chúng ta đang hướng về thiên môn chi đài,
rất có thể sẽ bay trở lại di tích thái cổ. Thần điện bay một vòng vì nguyên nhân gì? Phong Phi Vân nhìn hướng thiên môn chi đài, lấy diệt thế thần thạch nho nhỏ ra. Cục đá nhỏ lại bốc cháy, ngọn lửa càng lúc càng mãnh liệt hơn như muốn đốt thủng bàn tay Phong Phi Vân. Khí diệt thế thật khủng khiếp, không, không lẽ? Phong Phi Vân đứng trên nóc thần điện, áo trắng như tuyết, tóc đen nhánh, hai tay chắp sau lưng, khí chất như kiếm tiên thanh thoát. Ánh mắt Phong Phi Vân xa xăm, hắn cảm giác hướng thiên môn chi đài truyền đến khí diệt thế, dựng dục thần uy hủy thiên diệt địa. Cách xa ức vạn dặm vẫn làm người sợ hãi. Mao Ô Quy cũng cảm nhận được hơi thở đó, lòng nặng trĩu. Diệt thế thần bia xuất thế. Trong thần điện, giọng nữ nhân uy nghiêm vang lên. Các ngươi mau về thần điện, diệt thế thần bia sắp hoàn toàn xuất thế. Thần điện sẽ lao đi với tốc độ cao nhất, trở lại thiên môn chi đài. Thanh âm này hùng hồn chấn động, như thần chỉ của chân thần trong thiên địa. Là giọng của ai? Phong Phi Vân biến mất khỏi nóc thần điện, ngay sau đó xuất hiện trong thần điện. Mắt Phong Phi Vân sáng rực nhìn hai pho tượng màu lam xinh đẹp giữa thần điện. Tượng thần tỏa thánh quang màu lam, như chân thần hiển thánh. Cửa thần điện khép lại, bay với tốc độ cao nhất. Mao Ô Quy, Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô quỳ trước thần điện. Mao Ô Quy khóc ròng rã. Hai vị thánh tổ chưa chết hẳn, thánh tổ còn để lại ý chí, tiểu Mao có thể gặp lại thánh tổ lần cuối. Pho tượng nữ thần xinh đẹp cầm phá tiên cung truyền ra thần niệm uy nghiêm. Ai bảo chúng ta đã chết? Người tượng trong suốt như tạc bằng ngọc bích, mặc dù vẫn là pho tượng nhưng toát ra sức sống vô tận. Mao Ô Quy kinh ngạc nói. Hai vị thánh tổ đã chết, cứng, không lẽ? Dám nhục nhã thánh tổ, đáng đánh. Mao Ô Quy bay ra ngoài đập vào vách tường, đầu váng mắt hoa. Giọng tượng thánh tổ cầm vẫn thánh tiễn dịu dàng hơn. 48.000 năm trước chúng ta thần du thái hư, thần niệm ly thể, ước vạn hóa thân. Biến thân thể thành tượng đá có thể giảm chậm sói mòn sức sống. Bây giờ thần niệm của chúng ta đã quay về, có máu tám thánh linh tẩm bổ, rất nhanh sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Thật là biến thái. Thần du thái hư 48.000 năm, cơ thể biến thành tượng đá giảm chậm sức sống biến mất, những thủ đoạn này toàn là kinh hãi thế tục. Hai bà phù thủy rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm? Lòng Phong Phi Vân tràn đầy rung động, đây mới là hóa thạch thật sự. Tám thánh linh trong hồ máu chắc đã bị hai thánh tổ xử lý thành máu thánh linh tẩm bổ thân thể, giữ cho sức sống không biến mất. Mao Ô Quy mừng rỡ nói. Hóa ra hai vị thánh tổ chưa chết, thật là thái đáng vui đáng mừng. Nếu hai vị thánh tổ quay về mộ phủ là có thể chủ trì đại cục, dọn sạch phản nghịch, quét sạch nội tặc. Chúng ta biết hết chuyện xảy ra trong mộ phủ, chuyện này để từ từ thanh toán. Bây giờ diệt thế thần bia xuất thế mới là việc quan trọng nhất. Thánh tổ cầm vẫn thánh tiễn mắt sáng ngời, có ức vạn ngôi sao chứa trong con ngươi. Thánh tổ cầm vẫn thánh tiễn nhìn Mao Ô Quy bên dưới. Ngươi là ai? Tại sao biết thân phận của chúng ta? Mao Ô Quy nói. Hồi bẩm Thù Hoàng thánh tổ, ta là Tiểu Mao. Pho tượng cầm vẫn thánh tiễn tên Thù Hoàng, pho tượng cầm chân lý tên Tuyết Anh. Bọn họ chính là Dương Thần thánh thai song sinh dị, càng là hai thánh tổ mộ phủ, đã sống trên 20 vạn năm. Trong thiên địa chắc khó tìm ra sinh linh nào sống càng lâu đời hơn Thủ Hoàng, Tuyết Anh. Tổ Long Vương Long Tộc ở trước mặt hai người cũng thuộc hàng tiểu bối. Thủ Hoàng Thánh Tổ lạnh nhạt nói. Chưa nghe qua. Mao Ô Quy lau mồ hôi chán. 5 vạn năm trước khi hai vị Thánh Tổ còn ở mộ phủ thì ta và Gia Gia từng đến bái kiến. Hai vị Thánh Tổ tu vi thông thiên triệt địa, đương nhiên không nhớ Tiểu Huyền Vũ như ta. Gia Gia của ta là người thủ hộ phương Bắc mộ phủ. Nhưng từ 3 vạn năm trước đã xuống lỗ. Tuy Gia Gia cũng đến cảnh giới thánh linh nhưng tuổi thọ thua xa hai vị thánh tổ. Vốn ta sẽ kế thừa vị trí của Gia Gia, trở thành người thủ hộ phương Bắc. Nhưng sau này mộ phủ xảy ra vài chuyện, vị trí người thủ hộ phương Bắc bị cướp. Ta hận quá, ta trung thành tận tâm như vậy, ta phong hoa tuyệt đại như vậy, ta. Đẳng cấp thánh linh đều có thể thấy rõ vật nhỏ trong một ý niệm, bọn họ đã biết thân phận của Mao Ô Quy. Nhưng Tuyết Anh Thánh Tổ, Thủ Hoàng Thánh Tổ thấy nó dài dòng quá. Bùm! Mao Ô Quy lại bị đánh dính vách. Mao Ô Quy bị đá bay lại được đến ích lợi, phù thuật phòng ấn nó vạn năm bị Tuyết Anh Thánh Tổ tùy tay một kích đánh tan. Thân thể Tuyết Anh Thánh Tổ sáng trong, thanh âm dịu dàng. Phù thuật trên người của ngươi đã được giải, hãy tự phục hồi tu vi đi.
nếu ngươi là tôn tử của lão Huyền Vũ thì vị trí người thủ hộ phương Bắc tương lai do ngươi đảm nhiệm. Tính cách Tuyết Anh Thánh Tổ dịu dàng hơn Thủ Hoàng Thánh Tổ nhiều. Đa tạ Tuyết Anh Thánh Tổ. Mao Ô Quy nhanh chóng lột xác, rất nhanh nó biến thành Huyền Vũ thân hình to lớn, tu vi phục hồi. Linh khí trong thiên địa tụ tập vào Mao Ô Quy, khí thế càng lúc càng khủng bố. Trước kia Mao Ô Quy thu gom tinh hoa lửa giờ có công dụng. Mao Ô Quy hấp thu điên cuồng, rất nhanh tu vi vượt qua Phong Phi Vân, không ngừng leo lên cao, như sắp xông mở cảnh giới thánh linh. Khí thế của Mao Ô Quy không thu giấu như hai vị thánh tổ, không ngừng trướng lớn lên, như núi lửa, như sao, như mặt trời nóng cháy. Phong Phi Vân buộc phải vận chuyển khí thánh linh ngăn cản, bảo vệ Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô sau lưng. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Má ơi, tu vi của con rùa này thật ra rất mạnh. Trước khi chúng vu thuật nó là đại nhân vật, hèn gì tri thức, kinh nghiệm phong phú đến thế. Thật như trên trời biết một nửa, dưới đất biết một nửa. Cuối cùng Mao Ô Quy không phá tan cảnh giới thánh linh, kẹt lại ở chuẩn thánh. Nhưng khí thế cực kỳ cường đại, tuyệt đối không đơn giản là đến chuẩn thánh đạo thai. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Thân thể nó không đột phá cảnh giới thánh linh, nếu không thì quá nghịch thiên. Mao Ô Quy ngồi xếp bằng củng cố tu vi. Bị phong ấn mấy vạn năm, tu vi giảm xuống nhiều như vậy. Ta muốn khóc, nhưng cũng tốt, đạo tắc thánh linh càng lắng đọng, giúp ích rất lớn cho tương lai trùng kích cảnh giới thánh linh. Từ đầu đến cuối hai vị thánh tổ không nói một câu với Phong Phi Vân. Có lẽ ở trong mắt Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Anh Thánh Tổ thì con kiến Phong Phi Vân chưa đủ tư cách đối thoại với bọn họ. Hoặc vì hai thánh tổ chưa thức tỉnh hoàn toàn. Phong Phi Vân đã hiểu đại khái đầu đuôi ngọn nguồn. Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Anh Thánh Tổ biết trước Diệt Thế Thần Bia sắp xuất thế, nhưng khi ấy thần niệm của bọn họ còn đang ngao du thái hư, thân thể chưa thức tỉnh, không thể ngăn cản lực lượng Diệt Thế Thần Bia. Thế là hai thánh tổ đóng cửa thần điện lại, để thần điện chìm vào lòng đất. Hiện giờ thần niệm Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Anh Thánh Tổ đã quay về, thân thể sắp thức tỉnh nên bay về Thiên Môn Chi Đài, trấn áp Diệt Thế Thần Bia. Thần điện bay siêu mau, chưa đến một canh giờ đã trở về Thiên Môn Chi Đài. Thần điện dừng lại trong tầng mây, không bay đến gần di tích Thái Cổ. Lấy di tích Thái Cổ làm trung tâm, đất đai 300 ước dặm bị khí Diệt Thế bao phủ. Bầu trời tối tăm, sấm chớp đi đùng, có sương mù đỏ dâng lên trong hư không, cảnh tượng tận thế. Trên đất đai 300 ước dặm cây cối khô héo, xác chết đầy đất. Không biết có bao nhiêu sinh linh chết vì nhiễm khí Diệt Thế, chỉ có thể đếm bằng số vạn ước. Có sông biến thành sông thây, máu và thi thủy tụ tập lại, xác chết xương trắng trôi nổi. Trên bầu trời dày đặc sát khí oan hồn, tiếng ức vạn sinh linh gào khóc như quỷ vực. Diệt Thế Thần Bia xuất thế quả nhiên là cảnh tượng địa hủy thiên diệt. Không uổng cái tên đệ nhất hung binh Thái Cổ, chưa xuất thế hoàn toàn đã tạo thành nhiều giết chóc. Phong Phi Vân đứng bên ngoài thần điện, vòng Phật hiện ra sau lưng, ngăn cách khí Diệt Thế mỏng ra ngoài thân thể. Nơi này cách trung tâm di tích Thái Cổ 200 ước dặm nhưng trong không khí tràn ngập khí Diệt Thế vẫn khiến sinh linh dưới thiên mệnh cảnh chết đi. Dưới đất còn một ít sinh linh cường đại sống sót, cẩn thận chạy hướng di tích Thái Cổ. Trên bầu trời thỉnh thoảng có khí thế mạnh mẽ xẹt qua, xông vào nơi khí Diệt Thế đậm đặc nhất. Tuy là kiếp nạn nhưng cũng là kỳ ngộ. Thần điện tạm dừng giây lát rồi bay đi tiếp, cách di tích Thái Cổ khoảng 10 ước dặm thì lại ngừng. Khí Diệt Thế nơi này rất đậm, tầng mây đen kịt, không thấy bầu trời. Dưới đất hầu như không có sinh linh còn sống, xác nhiều sinh vật thành bãi máu loãng thấm vào đất bùn. Tu sĩ dưới vũ hóa cảnh đến đây sẽ thành bãi máu, chết không còn linh hồn. Growl. Một con cọp màu trắng dài 27.000 dặm xẹt qua không trung, cơ thể to như ngôi sao cỡ nhỏ, ánh sáng rực rỡ hơn cả sao. Ước vạn thánh quang đan xen trên người con cọp trắng, phát ra tiếng xé gió chân thiên động địa. Cọp trắng bay qua bầu trời biến hình nam nhân trung niên áo trắng uy vũ, biến mất trong mây mù đen cuồn cuộn. Tiếng hổ gầm vừa rồi vang lên từ 3.000 vạn dặm xa nhưng vẫn chấn linh hồn Phong Phi Vân suýt tan vỡ, huyết khí cuộn trào trong ngực. Nội tạng Phong Phi Vân còn đang đau đớn. Quá cường đại. Đây mới là chí tôn thiên địa, bất tử bất quá so với nam nhân trung niên như con nít chập chững biết đi. Không lẽ là thánh linh của Bạch Hổ yêu tộc? Một hướng khác, bầu trời bị đốt đỏ, lửa hình thành đại dương ngăn cách khí Diệt Thế xung quanh. Trong lửa bao bọc chim thần đỏ thẫm, không phải Phượng Hoàng mà là Hỏa Loan.
thân hình hỏa loan nhỏ dần thành chim nhỏ màu đỏ to cỡ bàn tay, biến mất trong khí diệt thế đen kịt. Bao nhiêu đại nhân vật đến đây? Phong Phi Vân cảm giác còn nhiều sinh linh cường đại bản xứ tiểu linh tiên giới cũng chạy đến, khí thế rất kinh khủng. Nhưng các sinh linh bản thổ đứng trong bóng tối, dường như đang chờ đợi cái gì. Phong Phi Vân cảm giác hơi thở của Thủy Nguyệt Đình. Thủy Nguyệt Đình là thánh linh, nếu nàng muốn giấu thân hình thì thánh linh khác cũng không tìm thấy. Nhưng không hiểu sao Phong Phi Vân cảm giác rõ ràng Thủy Nguyệt Đình luyện chế, mối liên kết kỳ diệu khó nói thành lời. Phong Phi Vân không xông vào sâu hơn, mặc dù tu vi của hắn cao nhưng so với những nhân vật đẳng cấp thánh tổ thì chỉ là con kiến mạnh hơn một chút. Đứng trong thần điện là an toàn nhất. Phượng Hoàng Thiên Nhãn không thể thấy xa ngoài 10 ức dặm, không biết tình huống di tích thái cổ bây giờ thế nào. Thiên địa nguyên khí không ngừng dao động, đất rung rinh. Đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai, thiên môn chi đài lắc lư theo. Khí diệt thế trong thiên địa đậm đặc hơn gấp 10 lần, sát khí như mực nước ập vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vận chuyển kim tàm Phật khí, ngưng tụ tầng Phật quang trên làn da mới chặn lại khí diệt thế được. Còn cách xa 10 ức dặm mà khí diệt thế đủ giết hiền giả vũ hóa cảnh, chỉ có đại hiền giả mới miễn cưỡng ngăn lại được. Diệt thế thần bia hoàn toàn xuất thế. Mất 2 năm rưỡi để diệt thế thần bia hoàn toàn thoát khốn, bay ra khỏi lòng đất, bộc phát sát khí tuyệt thế vô song. Di tích thái cổ giờ đây biến thành vùng đất tuyệt sát, trong đất cát di chuyển từng đợt huyết văn. Trong không khí chảy xuôi các dòng sông ma, như chiến trường tử vong thái cổ. Mấy chiến binh cổ xưa trấn áp diệt thế thần bia không bỏ cuộc, vẫn bao vây nó, muốn trấn áp xuống lòng đất. Diệt thế thần bia phát ra ánh sáng chết chóc đánh bay mấy chiến binh cổ xưa, cắm vào đỉnh núi xẻ đôi ngọn núi thành hiệp cốc. Có nửa bên núi rơi xuống đất, mặt đất hõm xuống thành hồ nước to khô cạn. Có nửa bên núi bay lên cao đánh rơi ngôi sao ngoài vũ trụ. Mấy chiến binh cổ xưa kia có lai lịch kinh khủng, lực lượng cái thế, nếu không đã chẳng thể trấn áp diệt thế thần bia lâu như vậy. Phong Phi Vân thấy một chiến binh cổ xưa bay ra, hình dạng như kiếm, kiếm khí như rồng. Kiếm khí kéo dài vạn dặm, cảm giác uy nghiêm như nước sôi trào. Hoàng trong kiếm. Mao Ô Quy nói. Chắc đó là hiên viên kiếm của đế sư. Lúc đế sư tuổi già đến di tích thái cổ trấn áp diệt thế thần bia, phong kiếm tại đây, vùi thây trên mảnh đất này. Đó là một vị vĩ nhân đáng giá kính trọng. Nếu không có đế sư, e rằng từ 1.000 vạn năm trước diệt thế thần bia đã xuất thế. Hiện nay cơ thể Mao Ô Quy to cỡ bánh xe, người mọc vảy. Mai rùa trên lưng vẫn cổ kính xa xưa, đầu nó trông như dao xà. Hiên viên kiếm. Phong Phi Vân nhìn thanh thần kiếm, thấy nó bị diệt thế thần bia đánh bay thành sao băng xẹt qua chân trời. Thủy Nguyệt Đình đứng trong không trung như thần nữ giáng trần, vươn cánh tay xinh đẹp bắt lấy hiên viên kiếm như rồng. Thủy Nguyệt Đình và hiên viên nhất nhất đứng cách thần điện trăm vạn dặm. Hiên viên kiếm không dễ bị thu phục, kiếm phong ngân lên, trong thân kiếm lao ra 1.000.000 kiếm khí. Kiếm ý vạn kiếm quy tông. Môi đỏ phun một chữ. Phá. Tất cả kiếm khí bị đánh tan. Thủy Nguyệt Đình giao lưu với hiên viên kiếm. Kiếm phong vốn sắc bén, khí thế ngút trời, nhưng nghe Thủy Nguyệt Đình nói xong hiên viên kiếm bình tĩnh lại. Thủy Nguyệt Đình đưa hiên viên kiếm cho hiên viên nhất nhất, nói câu gì với nàng, ánh mắt sâu thẳm liếc hướng thần điện. Thủy Nguyệt Đình và Phong Phi Vân cách hư không đối diện nhau. Mắt Thủy Nguyệt Đình sáng như sao nhưng không có tình cảm dao động. Rất nhanh Thủy Nguyệt Đình thu về tầm mắt, cùng hiên viên nhất nhất biến mất trong mây mù. Mao Ô Quy cũng thấy cảnh vừa rồi. Thủy Nguyệt Thánh Thần đúng là mạnh, nhẹ nhàng thu phục hiên viên kiếm, hèn gì có thể chém Thánh Đồ Long. Phong Phi Vân nheo mắt nói. Nếu hiên viên kiếm bị thu phục dễ như vậy thì nó không phải hiên viên kiếm. Phong Phi Vân đại khái đoán được Thủy Nguyệt Đình nói gì với hiên viên kiếm. Có 5 chiến binh cổ xưa trấn áp diệt thế thần bia, hiên viên kiếm là một trong số đó. 4 chiến binh khác cũng là thần nhẫn cổ xưa nổi tiếng như cồn. 2 chiến binh bị đại thần thông giả lấy đi, 2 cái cuối bay hướng thần điện. Đây là 2 cây trường kích rỉ sét, trong lúc bay bề mặt trường kích vỡ ra, bên trong bắn ra ánh sáng vàng chói mắt, lộ ra thân tên. 2 mũi vẫn thánh tiễn. 1 con bạch hổ to lớn đuổi theo 2 vẫn thánh tiễn, muốn chiếm giữ. Xẹt 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 xẹt. Vẫn thánh tiễn bay vào thần điện, lơ lửng quanh tượng 2 thánh tổ. Phách hổ thánh tổ dừng lại biến hình người, lơ lửng cách mấy trăm dặm.
thánh khí dồi dào hình thành thần hoa thiên luân màu trắng trên đầu Phách Hổ Thánh Tổ. Phách Hổ Thánh Tổ cảm giác thần điện bất phàm nên không tùy tiện xông vào. Phách Hổ Thánh Tổ nhìn Phong Phi Vân lại xem Mao Ô Quy, hỏi. Không lẽ bên trong là vị đạo hữu nào của Huyền Vũ Thần Hải? Mao Ô Quy truyền âm cho Phong Phi Vân. Đây là Phách Hổ Thánh Tổ của Bạch Hổ yêu tộc, pháp lực ngập trời, uy chấn hoàn vũ. Nếu không phải lệ khí quá nặng thì Phách Hổ Thánh Tổ đã trở thành tộc trưởng Bạch Hổ yêu tộc. Phong Phi Vân nói. Chưa từng nghe qua, ta chỉ nghe về Bạch Hổ Đại Đế, bất tử bất quá. Bất tử gia tộc vốn là hoàng tộc Bạch Hổ yêu tộc. Bất tử bất quá là tử tôn hoàng tộc, Bạch Hổ Đại Đế là lão tổ tông của bất tử bất quá. Bạch Hổ Đại Đế thân thể thành thánh, sức chiến đấu số một trong Bạch Hổ yêu tộc. Thiên địa này chỉ có 3, 5 sinh linh là dám đấu tay không với Bạch Hổ Đại Đế. Một là Tổ Long Vương, 2 là Đại Ma Long, còn 1, 2 biến thái không xuất thế có lẽ đủ năng lực đối chọi với Bạch Hổ Đại Đế. Những người này toàn là tồn tại khủng bố thân thể thành thánh. Khi cơ thể thành thánh đại biểu cho thân thể bất hủ, linh hồn diệt, thân thể cũng vĩnh viễn không diệt, trừ khi bị người luyện hóa. Như đế chủng cơ thể chưa đến cảnh giới thành thánh, vì vậy thân thể mục nát. Đương nhiên không phải thân thể thành thánh là vô địch thiên hạ, đó chỉ là lực lượng cơ thể đến đỉnh, không hủ bất hủ. Nhiều thánh linh thần thông võ pháp mạnh mẽ, tu luyện đến đỉnh vẫn có thể vô địch thiên hạ. Phách Hổ Thánh Tổ có tu vi như thế nào? Đây là nhân vật thành thánh, một ý niệm biết hết chuyện thiên hạ. Tuy Mao Ô Quy, Phong Phi Vân truyền âm giao lưu nhưng không gạt được thánh niệm của Phách Hổ Thánh Tổ. Đến cảnh giới thánh linh sẽ không dễ dàng tức giận, nhưng không có nghĩa là sẽ tùy ý cho người ta trêu chọc, khinh nhờn. Khí thế trên người Phách Hổ Thánh Tổ trở nên cực kỳ bá đạo, ánh sáng trắng nóng cháy như mặt trời ban trưa. Phong Phi Vân, Mao Ô Quy bị áp lực không nói nên lời, như bầu trời đè xuống, xương kêu răng rắc sắp rớt ra. Đây là thánh uy không gì sánh bằng. Thánh linh giận dữ, chúng sinh bị thương. Giọng thủ hoàng thánh tổ vọng ra thần điện. Tiểu bối, mau lùi ra, tha cho ngươi khỏi chết. Ca tính thủ hoàng thánh tổ luôn lạnh lùng, bá đạo, thánh linh đứng trước mặt cũng không lọt vào mắt nàng được. Phách Hổ Thánh Tổ cũng là loại người câm cao khí ngạo. Thật lớn lối, dám gọi bản thánh tổ là tiểu bối. Giọng thủ hoàng thánh tổ uy nghiêm, khí phách hiên ngang. Dù là Bạch Hổ Đại Đế đến thì ta cũng vẫn gọi hắn là tiểu bối. Phách Hổ Thánh Tổ tu luyện 3 vạn năm mới đến cảnh giới hiện tại, được ước vạn sinh linh triều bái hình thành kiêu ngạo. Bạch Hổ Đại Đế cũng chỉ ngang hàng với Phách Hổ Thánh Tổ, giờ gã bị người ta kêu là tiểu bối. Đây là sự khinh nhờn Thánh Tổ. Bản Thánh Tổ muốn xem các hạ lấy cái gì mà ngạo như thế. Chán Phách Hổ Thánh Tổ ngưng tụ chữ vương, khí vương bá vòng u canh thân thể. Một ấn ký cổ xưa to lớn hiện ra trong chữ vương định ấn xuống thần điện. Đây là Bạch Hổ Vương Ấn, một loại thần thông thánh linh. Vương Ấn bay ra có thể ấn trời sao. Nhưng Phách Hổ Thánh Tổ khựng lại, Bạch Hổ Vương Ấn không nhấn xuống. Phách Hổ Thánh Tổ cảm giác linh hồn mình ủn dày, lực lượng phá trời nát đất tỏa định gã. Phá Tiên Cung đã kéo, một mũi vẫn thánh tiễn đặt trên dây cung, có vô số đạo tắc đan sen trên cung tên. Phách Hổ Thánh Tổ sợ hết hồn, từ khi thành thánh đã nhiều năm gã không nếm mùi sợ hãi. Thì ra là bọn họ. Phách Hổ Thánh Tổ vội thu về Bạch Hổ Vương Ấn, trán toát mồ hôi ròng ròng. Phách Hổ Thánh Tổ đã nhận ra thân phận người trong thần điện. Phách Hổ Thánh Tổ cung kính cúi đầu hướng thần điện. Vãn bối Phách Hổ bái kiến hai vị thánh tổ thủ hoàng, Tuyết Anh. Vãn bối không cố ý xúc phạm, chỉ vì tu vi kém không nhìn thấy chân thân hai vị thánh tổ. Xin hai vị thánh tổ thu lại thánh uy, xin đừng tức giận. Tâm tình Phách Hổ Thánh Tổ như câm điếc ăn hoàng liên, đắng chát. Ra đường không coi lịch, cứ tưởng hai lão yêu bà chết từ lâu, không ngờ mấy vạn năm sau bọn họ lại chạy ra. Phách Hổ Thánh Tổ tự xưng vãn bối không oan chút nào. Lúc thủ hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ uy chấn thiên hạ thì gia gia của Phách Hổ Thánh Tổ còn đang mặc yếm. Khoảng 5 vạn năm trước hai thánh tổ biến mất khỏi thiên địa, người đời cho rằng họ đã chết, ai ngờ 5 vạn năm sau thủ hoàng, Tuyết Anh lại đi ra. 5 vạn năm, hiền giả Tây Ngưu Hạ Châu đều đổi người. Thủ hoàng thánh tổ nói. Cút đi. Phách Hổ Thánh Tổ thở phào nhẹ nhõm, không dám trở mặt, cụp đuôi chạy đi. Phong Phi Vân phục sát đất. Quá oách, khiến thánh linh cút, và thánh linh cút thật.
Đây là mới là oai. Chỉ có thủ hoàng thánh tổ mới dám bá khí như vậy, đổi lại bạch hổ đại đế dám kêu cút không chừng phách hổ thánh tổ đã kéo quần kéo áo liều mạng. Thánh linh có tôn nghiêm của mình, nhưng chân lý đạo tắc nói thẳng một câu. Muốn mạng hay tôn nghiêm, tự chọn đi. Vẫn thánh tiễn bắn xuyên qua, thánh linh thành tử linh. Phách hổ thánh tổ không dám chọc giận hai lão yêu bà, nên gã cụp đuôi trốn. Vốn có hai, ba sinh linh cường đại đuổi theo vẫn thánh tiễn đến gần thần điện, thấy phách hổ thánh tổ gục mặt chạy thì rất băn khoăn, không dám ra tay. Phách hổ thánh tổ nhìn chỗ mấy sinh linh cường đại ẩn núp, cười khẩy nói. Một đám bỏ mạng, đi đi, hai lão yêu bà kia nổi danh tâm ngoan thủ lạt, trong tay dính máu thánh linh không dưới con số 10. Phách hổ thánh tổ ngoái đầu nhìn thần điện đen thui, sống lưng lạnh lẽo. Phách hổ thánh tổ sợ quá biến thành bóng trắng bay xa thật xa. Năm chiến binh cổ xưa bị người lấy đi, diệt thế thần bia hoàn toàn xuất thế. Diệt thế thần bia dựng trong di tích thái cổ rộng lớn, hơi thở ma dị tuôn ra. Ầm, một con Phật nộ kim vượn tòng lao ra từ lòng đất, cao cao mấy ngàn trượng, toàn thân là Phật quang. Trông như một kim cương thần Phật phá đất bay hướng diệt thế thần bia. Con Phật nộ kim vượn đã trưởng thành, sức chiến đấu yếu hơn thánh linh một chút nhưng có thể đối đầu với thánh linh. Đây là sinh vật cơ thể kinh khủng còn hơn rồng, phượng. Một con chim nhỏ màu đỏ bay ra biến thành hỏa loan to lớn đốt đất đai, đốt đỏ bầu trời. Một móng vuốt to mấy trăm dặm công kích Phật nộ kim vượn. Phật nộ kim vượn phát ra nộ Phật sư tử hống, hình thành chuông vàng to lớn bao bọc mình lại. Ầm, mặt đất mấy trăm vạn dặm vỡ nát. Còn Phật nộ kim vượn bị hỏa loan vỗ lún xuống lòng đất. Nhưng Phật nộ kim vượn không bị giết, nó lại vọt ra, tiếng hú kinh thiên động địa. Sinh linh đẳng cấp thánh linh đều ra tay, đại khai sát giới tranh giành diệt thế thần bia. Thiên địa này vỡ nát, khắp nơi là thánh pháp loạn lưu. Tuy thiên địa không dung chứa diệt thế thần bia nhưng dù gì nó là đệ nhất hung binh thái cổ, uy nhiếp vô song, sát khí không gì sánh được. Có bia trong tay, vô địch thiên hạ. Nếu trở thành chủ nhân của diệt thế thần bia thì trong thiên hạ còn ai đánh lại? Đây là hấp dẫn mà thánh linh cũng không chịu nổi. Hơn nữa Phong Phi Vân đã nói ra bí mật diệt thế thần bia, giờ đây nhiều người biết trên diệt thế thần bia chép lại chỗ giấu bản thể 7 chiếc linh chu. Điều này càng kích thích tính người tham lam, nhiều người muốn chiếm diệt thế thần bia làm của riêng, phân tích bí mật rồi trở thành người cứu thế. Đây là cơ hội lưu danh vạn cổ. Vù 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 vù. Một mũi tên màu vàng kéo cái đuôi ánh sáng dài mấy trăm dặm. Đây là một mũi vẫn thánh tiễn nhưng không phải hai vị thánh tổ bắn ra, mũi tên từ trên trời bay xuống. Tuyết Anh thánh tổ khẽ kêu. Ủa! Trong đôi mắt lam ẩn chứa ức vạn thần hà hình thành thánh ấn trong bàn tay thuôn. Tuyết Anh thánh tổ sử dụng thần niệm để lấy lại vẫn thánh tiễn, nhưng nàng thất bại. Khí thế vẫn thánh tiễn rất khủng bố, chấn động không gian, chấn nhiếp tâm linh. Vẫn thánh tiễn xuyên thấu cơ thể con Phật nộ kim vượn, mang theo bóng đỏ bay vào tầng mây, biến mất. Bùm! Sức sống của Phật nộ kim vượn tan biến, té xuống đất. Một sinh linh sức chiến đấu có thể đánh với thánh linh đã chết, chỉ một mũi tên. Phách hổ thánh tổ giật nảy mình, cho rằng mũi tên bắn ra từ thần điện. Phách hổ thánh tổ chửi thầm. Hai lão yêu bà muốn đại khai sát giới sao? Nhiều sinh linh cường đại bị tiễn quang chấn nhiếp. Sức sống thánh linh mạnh mẽ không dễ chết, nhưng một mũi tên bắn chết một. Các sinh linh cảm thấy lòng nặng trĩu, lỡ vẫn thánh tiễn đột nhiên bay tới thì mình ngăn được không? Thật là nghĩ cái gì linh cái đó. Vù 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 vù. Mũi tên màu vàng xé gió bay tới, không gian tiểu linh tiên giới cũng không chặn lại nó được. Mũi tên xuyên thủng không gian tiểu linh tiên giới. Tiểu linh tiên giới sinh ra một vị tu vi đã rất gần cảnh giới thánh linh. Dùng máu thánh linh hiến tế vu thuật có thể tạm đánh vài chiêu cùng thánh linh. Nhưng khi vị kia thi triển hàng vạn vu thuật ngăn cản mũi tên bay hướng mình, những vu thuật như tờ giấy bị xuyên thủng. Cuối cùng vẫn thánh tiễn xuyên qua nửa thánh linh dụng cụ đâm thủng đầu sinh linh kia. Lại một sinh linh ngang ngửa thánh linh, máu nhuộm đỏ khung trời, đất đai vang tiếng bi ca. Phách hổ thánh tổ cụp đuôi chạy vắt giò lên cổ. Má ơi, hai lão yêu bà quá đáng. Thánh linh không dễ tu hành. Bọn họ muốn chém liền chém, không chơi vào được, lão tử không giành diệt thế thần bia nữa. Phong Phi Vân cúi gập đầu hướng hai tượng thần giữa thần điện. Đó là vẫn thánh tiễn do kẻ ẩn núp vực ngoại bắn ra.
xin hai vị thánh tổ hãy thu về Vẫn Thánh Tiễn, ngăn cản bọn họ giết chóc. Phong Phi Vân từng thấy Vẫn Thánh Tiễn xuyên thủng người Thủy Nguyệt Đình, suýt giết nàng. Tuyết Anh Thánh Tổ nói, khí linh Vẫn Thánh Tiễn kia bị Chí Cường chấn áp, ta sử dụng Thu Tự Tiễn Quyết cũng không thể lấy lại nó được. Tu vi của kẻ ẩn núp vực ngoại này tuyệt thế vô song, rất có thể là thiên đạo trong truyền thuyết. Phong Phi Vân hỏi, vậy bây giờ nên làm sao đây? Chẳng lẽ mặc kệ cho kẻ ẩn núp vực ngoại giết chóc, trơ mắt nhìn Diệt Thế Thần Bia bị lấy đi? Thủ Hoàng Thánh Tổ uy nghiêm hỏi, người lĩnh ngộ đạo thánh linh của Hoa Hậu Đại Thánh đúng không? Phong Phi Vân gật đầu. Thủ Hoàng Thánh Tổ nói, tuy thần niệm của chúng ta đã quay lại nhưng thân thể chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu ngươi đã lĩnh ngộ đạo thánh linh của Hoa Hậu Đại Thánh thì có thể chịu được thánh hồn hai ta. Bây giờ ta truyền cho ngươi Cửu Tử Tiễn Quyết, kèm theo lực lượng của hai ta. Đi tru sát thiên đạo, nghênh chiến chí tôn thánh linh trong thiên hạ. Ngươi có dám không? Phong Phi Vân há hốc mồm, rất ngạc nhiên. Phong Phi Vân hỏi lại. Mang theo thánh hồn của hai vị thánh tổ đi giết thiên đạo. Tuyết Anh Thánh Tổ gật đầu, nói. Cầm Phá Tiên Cung, lưng cõng Vẫn Thánh Tiễn, mang theo uy hai thánh dương cung bắn thánh linh. Chỉ có thánh linh mới chịu nổi lực lượng hai vị thánh linh, bây giờ Phong Phi Vân phải dùng thân xác chịu tải lực lượng hai vị thánh tổ, chuyện này rất khó tưởng tượng. Giống như một con kiến cõng hai con voi đi chiến đấu, sơ sẩy một cái là chưa bắt đầu chiến đấu con kiến đã bị đè chết. Nếu Thủ Hoàng Thánh Tổ đề nghị thì chắc có cơ may làm được. Phong Phi Vân vận dụng pháp tướng thánh linh Hoa Hậu Đại Thánh lơ lửng sau lưng, đầu người đuôi rắn, thánh tượng trang nghiêm, cảm giác vô cùng thần thánh. Hai thánh hồn bay ra khỏi pho tượng màu lam lơ lửng hai bên pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh, rót toàn bộ lực lượng vào. Hai lực lượng mênh mông dâng lên từ sau lưng Phong Phi Vân, lực lượng sông trời cao. Vô số khí thánh linh nhập vào người Phong Phi Vân, hình thành tinh hải trong cơ thể. Phá Tiên Cung. Phong Phi Vân cầm Phá Tiên Cung, cây cung bình thường bỗng chốc phát ra ức vạn thần tắc, như lưng rồng, dãy núi, thiên hà. Không biết nó nặng bao nhiêu ức cân, phát ra tiên quang vàng sáng rực. Đây là bản thể của Phá Tiên Cung, là cung thần của Cửu Tiễn Đại Thánh, danh truyền thiên cổ, để lại vô tận thần thoại truyền thuyết. Vẫn Thánh Tiễn. Ba mũi Vẫn Thánh Tiễn bay đến sau lưng Phong Phi Vân, như cõng ba con thần long. Tay cầm Phá Tiên Cung, lưng cõng Vẫn Thánh Tiễn. Vù 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 vù. Mũi Vẫn Thánh Tiễn màu vàng lại từ trên mây bay xuống, kéo bóng tên vàng dài mấy trăm dặm tựa như sao băng rơi. Lại đến. Có hai sinh linh ngang ngửa thánh linh đã chết, lần này ai tiêu đời? Trong di tích thái cổ, các chí tôn thấp thỏm lo âu, né tránh, ẩn núp, trốn mũi nhọn Vẫn Thánh Tiễn. Cũng có một số chí tôn thực lực cường đại không sợ Vẫn Thánh Tiễn. Thủy Nguyệt Đình là một trong số đó. Thủy Nguyệt Đình đứng dưới bầu trời, mắt như làn nước, thân ngọc như trăng. Thủy Nguyệt Đình nhìn Vẫn Thánh Tiễn màu vàng, duỗi tay ra. Hiên Viên Kiếm. Tiếng kiếm ngân. Hiên Viên Kiếm bay vào tay Thủy Nguyệt Đình, kiếm khí khuếch tán hình thành hàng vạn sông kiếm nối trời và đất. Khí thế của Thủy Nguyệt Đình liên tục tăng lên, tiên hà quanh thân rực rỡ, người tỏa sáng. Thủy Nguyệt Đình như thánh linh ngay mặt đối đầu Vẫn Thánh Tiễn. Nhiều chí tôn nhìn nữ nhân đứng trên bầu trời, khâm phục khí thế thẳng tiến không lùi bước. Thủy Nguyệt Thánh Thần đúng là khí phách, dám trực diện Vẫn Thánh Tiễn. Không uổng là nhân vật chém thánh đồ long. Nghe nói Thủy Nguyệt Thánh Thần từng bị Vẫn Thánh Tiễn xuyên thủng người nhưng không chết. Thủy Nguyệt Thánh Thần đã đối đầu với Vẫn Thánh Tiễn nên biết nó cường đại, nếu không nắm chắc Thủy Nguyệt Thánh Thần sẽ không mạo hiểm. Đối diện Vẫn Thánh Tiễn không ai nhẹ nhàng, vì chịu đựng áp lực quá mạnh. Trong Vẫn Thánh Tiễn sót lại đạo của Cửu Tiễn Đại Thánh, sinh ra áp lực lớn với thánh linh. Thủy Nguyệt Đình biến mất, chủ động nghênh chiến. Kiếm khí chém xuống va chạm với Vẫn Thánh Tiễn. Sóng khí khủng khiếp khuếch tán, thiên môn chi đài rung rinh. Sinh linh cách mấy trăm ước dặm cũng bị ảnh hưởng. Kiếm khí xé rách không gian, tiễn ý xuyên thấu bầu trời. Ầm 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 ầm. Chỉ một giây Hiên Viên Kiếm và Vẫn Thánh Tiễn va chạm 99 vạn lần. Bóng tiên Thủy Nguyệt Đình hô Hiên Viên Kiếm, mỗi lần đều chặn Vẫn Thánh Tiễn lại, thụt lùi một bước. Sau một giây Thủy Nguyệt Đình đã lùi 99 vạn bước. Vẫn Thánh Tiễn rụt về, bay vào tầng mây. Thủy Nguyệt Đình giơ kiếm đứng thẳng, người yêu kiều. Thanh âm uy nghiêm lan xa ức vạn dặm. Thiên đạo, người còn muốn ăn núp đến bao giờ?
vù 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 vù. Đáp lại Thủy Nguyệt Đình là mũi tên. Lần này trên vẫn thánh tiễn đốt máu thánh linh, xác thánh linh treo ở đuôi tên. Vô số huyết khí, đạo thánh linh chảy vào vẫn thánh tiễn. Là xác của nộ Phật Kim Vượn. Ánh mắt Thủy Nguyệt Đình trầm trọng. Vẫn thánh tiễn đụng vào người Thủy Nguyệt Đình, dù nàng kịp giơ hiên viên kiếm che trước mặt vẫn bị đánh bay, người đập vào diệt thế thần bia. Vẫn thánh tiễn đẩy diệt thế thần bia bay ra xa 8 vạn dặm, mùi tên mới chuyển hướng lại bay lên trời. Người Thủy Nguyệt Đình dán diệt thế thần bia trượt xuống đất, hiên viên kiếm chống người, thánh quang trong mắt mở tối. Đây chính là lực lượng thiên đạo. Thánh thần, thành chủ thứ nhất hỗn độn thành bay qua đáp xuống trước diệt thế thần bia, tóc trắng bay bay, thánh khí quanh người. Thành chủ thứ nhất hỗn độn thành đứng bên cạnh Thủy Nguyệt Đình bảo vệ, sợ có người dậu đổ bìm leo. Thủy Nguyệt Đình cộng hiên viên kiếm đều thua, thiên đạo đúng là lợi hại, không uổng là thủ lĩnh kẻ ẩn núp vực ngoại. Nghe đồn thiên đạo sống từ thái cổ đến tận bây giờ, không thể dùng lẽ thường ước đoán. Vẫn thánh tiễn lại bay từ tầng mây, xác nộ Phật kiếm vượn treo đằng sau. Trên mũi tên hình thành quả cầu lửa kéo cái đuôi vàng dài mấy ngàn dặm bay hướng diệt thế thần bia. Thủy Nguyệt Đình, thành chủ thứ nhất hỗn độn thành đứng dưới diệt thế thần bia, bị lực lượng vẫn thánh tiễn tỏa định không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn chiến. Trong bóng tối, một số chuẩn bị thái cổ thánh yêu tộc cười nhạt. Nếu vẫn thánh tiễn giết 2 sinh linh nhân tộc thì chuyện nhân tộc trùng kích thái cổ thánh tổ là trò cười. Vù 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 vù. Đột nhiên một mũi vẫn thánh tiễn bay ra, kéo cái đuôi vàng đụng vào vẫn thánh tiễn kia. 2 mũi vẫn thánh tiễn va chạm trong không trung phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Tình huống nằm ngoài dự đoán của mọi người, lại một mũi vẫn thánh tiễn. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh diệt thế thần bia, chân đạp mạnh, tay cầm phá tiên cung. Một tay duỗi ra hư không, miệng Phong Phi Vân phun một chữ. Thu. Vẫn thánh tiễn kia vạch đường cong hoa lệ bay vào tay Phong Phi Vân. Vẫn thánh tiễn khác cũng bay ngược về, muốn chạy vào tầng mây. Thiên đạo, người còn muốn thu về vẫn thánh tiễn. Phong Phi Vân hào khí ngút trời, bế nghễ thiên hạ, dương cung cài tên, kéo phá tiên cung ra. Phong Phi Vân niệm cửu tự kiếm quyết. Vẫn. Một vầng trăng cong hiện ra trên diệt thế thần bia. Thần tiễn màu vàng mang theo ức vạn đạo tắc bay thẳng lên trời cao, phá tan mây mù. Trên bầu trời hiện ra một tòa thành tím, trong thành cổ dựng vô số cờ đen. Vẫn thánh tiễn vàng đâm thủng tường thành, bay vào tử thành, đánh vào người khoác áo đen, đeo mặt nạ kim loại. Bùm! Ma nhân áo đen bay ra ngoài, đụng thủng mấy trăm tầng vách tường, cuối cùng đập vào vách tường khác. Người ma nhân nứt mấy trăm cái khe, hầu như rách toạc. Ma nhân đáp xuống đất. Người tràn ra khí lưu vàng như vạn long u canh thân chữa lành thân thể tan vỡ. Ma nhân sờ ngực, mắt nhìn xuống dưới. Ma nhân khàn giọng cười. Thật là anh hùng xuất thiếu niên, suýt bị ngươi lấy mạng già. Phong Phi Vân thu vẫn thánh tiễn về, nói. Vẫn thánh tiễn không giết được ngươi. Ma nhân áo đen cười tủm tỉm. Suốt chút nữa, chỉ một chút, chút xíu. Ma nhân đứng trong tử thành màu đen. Dưới tầng mây có vô số sinh linh chí tôn nhưng ma nhân chẳng hề e sợ, ung dung cười nói. Đây mới là phong độ kiêu hùng vạn cổ. Xưng hô thiên đạo không nói chơi. Nhiều chí tôn lần đầu tiên thấy mặt thiên đạo, trước kia chỉ loáng thoáng nghe nhắc về nhân vật cấm kỵ này. Ở trong lòng các chí tôn thì thiên đạo là ma quỷ. Nay thiên đạo lộ mặt, còn bị một bán yêu trẻ tuổi buộc ra. Nhiều chí tôn nhìn Phong Phi Vân, nhiều người lần đầu tiên thấy thiếu niên này. Sự dứt khoát mạnh mẽ, dám đói chiến ngay mặt thiên đạo. Dù có cao nhân ra cố lực lượng cho hắn nhưng phải chịu đựng áp lực tâm lý người bình thường không chịu nổi. Phong Phi Vân chân đạp diệt thế thần bia, tay cầm phá tiên cung, cõng 3 mũi vẫn thánh tiễn. Phong Phi Vân đứng thẳng, tóc dài phất phơ, như cửu tiễn đại thánh thời trẻ. Mắt Phong Phi Vân sáng rực nhìn tử thành trên bầu trời. Người tu luyện địa hoàng kim thân kinh, thân thể bất tử, máu thịt bất hủ. Kim thân bất bại. Tử thành nhìn như lơ lửng trên mây nhưng thật ra nó ở trong không gian khác. Ma nhân áo đen gật đầu cười nói. Ánh mắt rất tốt, thiếu niên, ngươi còn quá trẻ tuổi. Phụ thân của ngươi chỉ có thể đấu 8 lạng nửa cân với ta, còn ngươi thì tu luyện thêm mấy vạn năm nữa đi. Vậy sao, địa hoàng kim thân kinh chưa chắc bất bại, hôm nay ta phá kim thân của ngươi. Phong Phi Vân Dương cung cài tên, khí thế trên người hoàn toàn bộc phát ra. Phong Phi Vân liên tục bắn 3 mũi tên,
ba luồng tiễn quang bay lên trời, khí thế cực kỳ mạnh mẽ, chớp mắt đâm thủng Tử Thành Tím ba cái lỗ to. Ánh sáng vàng bao bọc người ma nhân áo đen, ánh sáng như mặt trời rực rỡ làm người ta mù lòa. Ma nhân áo đen sử dụng lực lượng địa hoàng kim thân kinh đối kháng với vẫn thánh tiễn. Thời kỳ thái cổ cơ thể địa hoàng đại thánh đến cảnh giới đại thánh, tay không đánh nát thánh linh dụng cụ. Cho nên địa hoàng đại thánh không rèn luyện thánh linh dụng cụ, cơ thể địa hoàng đại thánh mạnh hơn bất cứ thánh linh dụng cụ nào. Ma nhân áo đen tu luyện địa hoàng kim thân kinh tuy không đến cảnh giới khủng như địa hoàng đại thánh nhưng lực lượng của Phong Phi Vân cũng không thể so sánh với cửu tiễn đại thánh, tu vi tiễn đạo càng thua xa thủ hoàng thánh tổ, tuyết anh thánh tổ. Nên ma nhân áo đen có thể đấu với vẫn thánh tiễn do Phong Phi Vân bắn ra. Nhiều người nhìn ra đầu tê dại, đây là thủ lĩnh kẻ ẩn núp vực ngoại, tu vi quá kinh khủng, tay không đấu với vẫn thánh tiễn, tuyệt đối là cảnh giới thân thể thành thánh. Giọng thủ hoàng thánh tổ vang bên tai Phong Phi Vân. Bay lên trên trời chiến với hắn, đánh bại địa hoàng kim thân kinh. Thủ hoàng thánh tổ biết Phong Phi Vân tu luyện cửu tự tiễn quyết thời gian ngắn ngủi, không phát huy ra uy lực thánh tiễn được. Nhưng thủ hoàng thánh tổ luôn bá đạo, không cho phép ai chảnh trước mặt mình. Pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh, thánh hồn thủ hoàng thánh tổ, tuyết anh thánh tổ hiện ra sau lưng Phong Phi Vân. Lực lượng của Phong Phi Vân lại tăng vọt, chân dẫm diệt thế thần bia vọt lên cao, biến thành thánh quang lao vào tử thành. Phong Phi Vân đánh bay các tử linh bảo vệ, không ai địch lại. Phong Phi Vân xông vào ma nhân áo đen. Ha 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 ha, thì ra là hai vị thánh tổ thủ hoàng, tuyết anh giá lâm, hèn chi mạnh mẽ như thế. Ma nhân áo đen biết thủ hoàng thánh tổ, tuyết anh thánh tổ lợi hại. Phong Phi Vân cõng lực lượng hai thánh tổ lao đến. Khí thế thần chắn giết thần, Phật ngăn chu Phật. Ma nhân áo đen không dám tranh phong với thủ hoàng thánh tổ, tuyết anh thánh tổ, biến thành ánh sáng đen đụng thủng vách tường tiểu linh tiên giới chạy ra thiên ngoại, lao vào vũ trụ. Phong Phi Vân cõng ba mũi vẫn thánh tiễn, tay cầm phá tiên cung nhảy giữa các ngôi sao truy sát ma nhân áo đen. Tuyết anh, thủ hoàng là hai thánh tổ của mộ phủ, nắm gưỡi phá tiên cung, vẫn thánh tiễn. Thánh linh trong thiên hạ đều gọi bọn họ là tiền bối. Thủ hoàng thánh tổ, tuyết anh thánh tổ xuất hiện, không ai dám xưng là thánh tổ. Phong Phi Vân thi triển pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh, mang theo thánh hồn của tuyết anh thánh tổ, thủ hoàng thánh tổ, uy thế không ai địch nổi. Bùm! Phong Phi Vân đáp xuống một ngôi sao, chân giang rộng, dương phá tiên cung. Ức vạn đạo tắc thánh linh trong người tuôn vào phá tiên cung, miệng niệm cửu tự tiễn quyết. Diệt! Diệt tự tiễn quyết! Vẫn thánh tiễn hóa thành thần long màu vàng nổ nát mấy chục ngôi sao, vũ trụ run rẩy. Bùm! Ma nhân áo đen quay đầu lại, cơ thể chướng cao 80 vạn dặm, như vũ trụ thiên thần, đỉnh thiên lập địa, một ngón tay to không giới hạn. Địa thiên cầu! Bàn tay ma nhân áo đen như mặt trời và mặt trăng, lòng bàn tay nâng thánh linh dụng cụ. Hình tròn màu trắng, phát ra ánh sáng và nhiệt độ kinh khủng hơn hàng tinh mặt trời, đốt trời sao xung quanh, các ngôi sao bị cắn nuốt. Vẫn thánh tiễn đánh vào địa thiên cầu, lực lượng hùng dũng, sát khí khuếch tán hư không, lực lượng hủy diệt thái hư. Phong Phi Vân cải tên, niệm diệt tự tiễn quyết. Diệt. Mũi tên thứ hai bắn ra. Diệt. Mũi tên thứ ba bắn ra. Diệt. Mũi tên thứ bốn bắn ra. Ba mũi vẫn thánh tiễn công kích xong quay về tay Phong Phi Vân, cứ thế lặp lại. Phong Phi Vân liên tục bắn 103 mũi tên. Ma nhân áo đen bị đánh phun máu thánh, pháp tướng to lớn tan nát bay ra xa mấy ngàn ước dặm, đụng vỡ bao nhiêu là tinh cầu. Tóc tai Phong Phi Vân dựng đứng, khí phách hiên ngang. Diệt! Mũi tên thứ 104 bắn ra. Địa thiên cầu thánh linh dụng cụ bị chữ diệt đánh nát thành 1.800 mảnh nhỏ bay ngược về. Các ngôi sao bị mảnh nhỏ thánh linh dụng cụ đánh tan nát. Dám chặn vẫn thánh tiễn, thánh linh dụng cụ cũng phải nát. Phập, phập, ma nhân áo đen bị mảnh mảnh thánh linh dụng cụ đánh trúng, cơ thể thủng 7 cái lỗ. Địa hoàng kim thân kinh bị phá, ma nhân áo đen bị thương nặng. Ma nhân áo đen nói, thủ hoàng, tuyết anh quả nhiên lợi hại, lão phu nhận thua. Ma nhân áo đen đứng trên thiên thạch màu đen, người chảy 7 suối máu nhưng gã không quan tâm. Áo đen bay bay, mặt nạ âm trầm như u linh địa ngục. Phong Phi Vân đạp gió đáp xuống thiên thạch gần ma nhân áo đen. Tóc đen bay bay, trường bào gọn gàng sạch sẽ, anh tư khiếp người. Phong Phi Vân lại kéo phá tiên cung,
ba mũi vẫn thánh tiễn đặt trên cây cùng. Ma nhân áo đen nhìn Phong Phi Vân, cười khàn. Nhân quả tuần hoàn đều có báo, đây chính là nhân quả. Phong Phi Vân hỏi. Ngươi nói nhân quả ý chỉ cái gì? Ma nhân áo đen nói. Phụ mẫu ngươi dùng vảy rồng da phượng, da rồng lông phượng tế luyện thần y là do ta đề nghị. Vu Hành Thiên chết là một tay ta tạo ra. Nếu Vu Hành Thiên không chết thì đã không đi luân hồi lộ, sẽ không gặp tàn niệm thái cổ thần phượng. Nếu Vu Hành Thiên không gặp tàn niệm thái cổ thần phượng thì ngươi không có thành tựu như hôm nay. Nếu ngươi không có thành tựu ngày nay thì không chịu đựng nổi lực lượng của hai thánh tổ thủ hoàng, Tuyết Anh, càng không thể đánh bại ta. Tất cả chẳng phải là nhân quả sao? Có nhân thì có quả, đây chính là thiên đạo tuần hoàn. Ma nhân áo đen ung dung cười, cơ thể như hòa vào trời sao. Về lĩnh ngộ thiên đạo ma nhân áo đen đã đến huyền cảnh tối cao. Phong Phi Vân nói, ngươi và phụ mẫu của ta có quan hệ gì? Ma nhân áo đen mỉm cười nói. Từng uống rượu, từng chơi cờ. Nói có quan hệ thì là kẻ thù đi, kẻ thù lớn. Phong Phi Vân nói. Ta muốn biết bọn họ đi đâu. Ma nhân áo đen nói. Một đi quá khứ, một đến tương lai, rất khó nói bọn họ còn trở về được không. Nói thật là ta không thích phụ thân của ngươi. Tương lai nếu có cơ hội hãy chuyển lời giúp ta, làm nam nhân đừng để nữ nhân quản lý, rất mất mặt. Thiếu niên, bây giờ ta phải trở về thế giới của mình. Lần sau gặp mặt sẽ không thân thiện. Trước nay chưa từng thân thiện, người nghĩ có thể đi được. Vẫn, diệt, sát, ba mũi vẫn thánh tiến cùng bay ra kèm theo ba loại lực lượng khác nhau giam cầm không gian, thời gian, sinh mệnh. Ma nhân áo đen cười cười. Chỉ xích thiên nhai. Hai tay ma nhân áo đen đặt ở đan điền, cơ thể biến mất ngay sau đó xuất hiện trong không gian khác, đã cách rất xa trong vũ trụ. Người cũng biết thiên nhai gang tấc bộ. Phong Phi Vân giật mình, thu ba mũi vẫn thánh tiễn về. Vẫn thánh tiễn bay sau lưng hắn. Ma nhân áo đen đứng sâu trong trời sao tối đen xa xăm, như bóng quỷ đứng thẳng. Ma nhân áo đen cười nói. Thiếu niên, ta không phải thiên đạo thật sự, người có thể gọi ta là vô đạo. Nói đúng hơn kẻ ẩn núp vực ngoại có hai thủ lĩnh, thiên đạo ngoài sáng, vô đạo trong tối, ha 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 ha. Hãy tự mình đi tìm. Vô đạo thi triển thiên nhai gang tấc bộ, một bước một thiên nhai, trốn ra thiên ngoại. Thủ hoàng thánh tổ lạnh lùng quát. Muốn trốn, không dễ vậy. Trời sao run rẩy. Phong Phi Vân được lực lượng thánh hồn của thủ hoàng, Tuyết Anh ra cố, hắn giơ tay lên, toàn thân ánh vàng rực rỡ, vô số Phật quang lượn lờ trên người. Phong Phi Vân phát ra tiếng sư tử gầm. Càn khôn hỗn nguyên trưởng ấn thiên địa. Phật thủ bay vào trời sao, to dần, ngàn dặm. Vạn giảm, mười vạn giảm, ngàn vạn giảm, ước vạn giảm. Một Phật thủ sắp bóp nát vũ trụ. Đây là áo nghĩa cao nhất của Phật trưởng ấn, áo nghĩa càn khôn áo nghĩa, hỗn nguyên, thiên địa, tất cả áo nghĩa chồng chất hình thành lực lượng. Một Phật thủ che trời sao. Vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Bùm! Ma nhân áo đen bị Phật thủ ấn bóp nát, phát ra tiếng gào thét, vô số đạo tắc thánh linh đứt đoạn. Phật thủ ấn bay về. Trong tay Phong Phi Vân không có ma nhân áo đen, chỉ có một mũi vẫn thánh tiễn. Thánh khí thế thân, vô đạo đã thoát. Phong Phi Vân đứng trên thiên thạch nhìn trời sao sâu thẳm vô biên, nhíu mày. Để ma nhân áo đen đẳng cấp chí tôn chạy thoát là tai hạo lớn. Tuyết Anh thánh tổ nói. Ma nhân áo đen đã thân thể thành thánh, tu vi bước vào vô lượng chân thánh cảnh. Trừ phi đại thánh còn sống, không ai bảo đảm 100% giết được hắn. Thu. Tay Phong Phi Vân ngưng tụ ngọn lửa luyện hóa lực lượng trấn áp khí linh vẫn thánh tiễn. Mũi vẫn thánh tiễn thứ 4 lấy lại tự do, tự động bay ra sau lưng Phong Phi Vân. Mỗi mũi vẫn thánh tiễn hình dạng khác nhau. 4 mũi vẫn thánh tiễn đối ứng thần long, sông núi, thiên hà, huyền vũ. Mỗi mũi vẫn thánh tiễn mạnh hơn thánh linh dụng cụ bình thường. Nếu 9 vẫn thánh tiễn và phá tiên cung gom lại hình thành bộ đại thánh cổ khí, vẫn thánh tiễn sẽ lột xác biến mạnh hơn nữa. Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Ma nhân áo đen tự xưng là vô đạo, vậy thiên đạo là ai? Tu vi đến cảnh giới như ma nhân áo đen khinh thường nói dối. Vô đạo trong tối, thiên đạo ngoài sáng. Chứng minh vô đạo là đại nhân vật mọi người đều biết, rất khó đoán. Tuyết Anh Thánh Tổ nói. Nguy rồi, trong tiểu linh tiên giới có biến, có kẻ ra tay với thần điện.
Trong thần điện có thần tượng bản thể của Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Anh Thánh Tổ, nếu bị người phá hủy thì bọn họ sẽ là du hồn, dù lại ngưng tụ cơ thể thì tu vi hao tổn nhiều, khó mà tu luyện lại. Diệt! Phong Phi Vân bắn mũi tên, chân đạp trên mũi tên biến thành luồng sáng vàng xuyên qua các tầng trời sao. Trong khoảnh khắc Phong Phi Vân bay qua vạn vạn dặm ngân hà lao vào tiểu linh tiên giới. Phập! Vẫn thánh tiễn xuyên thủng một sinh linh cường đại công kích thần điện. Sinh linh kia nổ tung hóa thành vô số âm hồn xâm nhiễm đất đai mấy trăm vạn dặm. Phong Phi Vân đáp xuống nóc thần điện, cầm lại vẫn thánh tiễn. Phong Phi Vân nhìn sáu lực lượng kinh khủng núp trong hư không, khí thế hung dữ, âm khí đằng đằng, quỷ hú thần khóc. Tuyết Anh Thánh Tổ nói, là thánh linh sát hồn bị nhốt dưới 18 tầng địa ngục, thánh linh hung ác sau khi chết để lại thánh hồn. Trong 18 tầng địa ngục không biết hấp thu bao nhiêu tinh hồn sinh linh, lực lượng cực kỳ kinh thế hãi tục. Là người mộ phủ cố ý thả chúng nó ra đối phó chúng ta. Thủ Hoàng Thánh Tổ ra lệnh. Giết hết. Diệt. Phong Phi Vân vận dụng cửu tử tiễn quyết ngày càng quen tay, uy lực càng lúc càng cường đại. Trong thời gian ngắn Phong Phi Vân liên tục bắn 6 mũi tên, không hụt cái nào. Phong Phi Vân giết hết 6 thánh linh sát hồn thành làn khói. Phong Phi Vân thu thần điện, lại bay lên cao hướng về di tích Thái Cổ. Chỗ đó đã hỗn chiến, giành giật diệt thế thần bia. Nhiều đẳng cấp chí tôn ra tay. Chí tôn các tộc Tây Ngưu Hạ Châu, sinh linh bản xứ tiểu linh tiên giới, quỷ thánh chạy ra từ địa ngục, cổ thần tà thần giới, còn có một số tồn tại cấm kỵ trong mật địa, cấm địa. Đây là mới là chí tôn luận đạo, thiên địa hỗn loạn. Phong Phi Vân cõng cung tên đi tới cây cầu Thái Cổ gãy. Phong Phi Vân đứng trên mây nhìn bầu trời, đất đai cuồn cuộn thánh khí. Quá hỗn loạn, tâm tình thánh linh chỉ đến thế là cùng. Thủ Hoàng Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng. Là do lực lượng diệt thế thần bia quá mạnh. Phong Phi Vân hỏi. Là sao? Thủ Hoàng Thánh Tổ không giải thích, cũng lười giải thích. Tuyết Anh Thánh Tổ nói. Hơi thở diệt thế thần bia âm thầm ảnh hưởng lòng các chí tôn. Trong thánh linh đa số mới chỉ là cảnh giới ngụy thánh, chưa thật sự tu thành thánh tâm, tâm tình dễ dao động, bị diệt thế thần bia ảnh hưởng cũng bình thường. Không uổng là đệ nhất hung binh Thái Cổ, ảnh hưởng được tâm tình thánh linh. Phong Phi Vân dùng mình. Phong Phi Vân hỏi. Giờ nên làm sao? Thủ Hoàng Thánh Tổ nói. Còn làm sao? Giết vào, mang diệt thế thần bia về mộ phủ. Ta chờ xem ai ngăn ta được. Ánh mắt Thủ Hoàng Thánh Tổ ngạo nghễ, người phát ra ánh sáng lam, áp lực mạnh mẽ. Thủ Hoàng Thánh Tổ mới dứt lời có tiếng rồng ngâm vang lên. Growl. Một con rồng to màu xanh từ trên trời bay đến, vảy như tịch, thân hình như dãy núi, tường vân quanh người, phát ra muôn vàn hà quang. Rồng xanh biến hình nam nhân áo xanh. Nam nhân đầu đội ngọc quan, mặc thần bào, đầu có đôi sừng rồng lưu ly. Nam nhân ánh mắt uy nghiêm nói. Tổ Long Vương có pháp chỉ, tạm mang diệt thế thần bia về Long tộc. Nhiều chí tôn tạm dừng lại, không thể bỏ qua pháp chỉ của Tổ Long Vương. Tổ Long Vương được công nhận là sức chiến đấu thần thông đệ nhất thiên hạ, đã đến cảnh giới kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, danh hiệu Thánh Linh Vương, vua trong Thánh Linh. Long tộc anh tài lớp lớp, cường giả như mây, có mấy ai dám đối địch với Long tộc. Một sinh linh cường đại bản xứ tiểu linh tiên giới đứng trên quê hương tan nát, sau lưng có ảo ảnh chín tế đài, vô số vu văn chạy dọc tế đài. Tổ Long Vương thì sao? Một pháp chỉ đã muốn trấn chúng ta. Tổ Long Vương trong mắt không người. Đây là một tồn tại tu vi thông thánh, trong tiểu linh tiên giới được nhiều sinh linh quỳ lạy, đẳng cấp lão tổ nên không thèm để Tổ Long Vương vào mắt. Thanh Long Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng. Đại kiếp nạn sắp đến, sinh linh các tộc nên hợp tác cùng nhau đối ngoại chứ không phải tàn sát nhau vì một khối diệt thế thần bia. Tổ Long Vương không muốn thấy các vị tiếp tục chém giết nên mới can thiệp. Một cổ thần linh của thần giới cầm kích ba mũi. Chán mở thiên nhãn đứng trên bầu trời phương Bắc, pháp tướng cao mấy ngàn dặm. Cổ thần linh nói. Nói thì dễ nghe, Tổ Long Vương chỉ muốn độc chiếm diệt thế thần bia, một mình tìm hiểu bí mật trên diệt thế thần bia. Thanh Long Thánh Tổ liếc đám người. Chỉ là một đám ngụy thánh, bị hơi thở diệt thế thần bia ảnh hưởng tinh thần mà không biết. Nếu để các ngươi có được diệt thế thần bia chắc chắn sẽ trở thành bia nô, trong thiên địa có thêm đại ma đầu diệt thế. Trước khi đại kiếp nạn đến Tổ Long Vương không muốn thấy trong chúng ta sinh ra một ma đầu diệt thế, sẽ cho những diệt thế giả vực ngoại cơ hội.
sinh linh cường đại sau lưng có ảo ảnh chín tế đài hỏi ngược lại. Tổ Long Vương thì có thể áp chế diệt thế thần bia sao? Ánh mắt Thanh Long Thánh Tổ kiêu ngạo nói. Nếu Tổ Long Vương không áp chế diệt thế thần bia được thì trong thiên hạ còn ai có tư cách? Nói nhiều vô ích, muốn được diệt thế thần bia hãy dựa vào bản lĩnh của mình. Ba đẳng cấp thánh linh bay hướng diệt thế thần bia. Tồn tại thứ nhất là cổ thần của thần giới, tay cầm kích ba mũi, trán mở thiên nhãn, thần quang tỏa sáng như chân thần giáng thế. Tồn tại thứ hai là thánh linh bản xứ tiểu linh tiên giới, phu thuật thành đạo, có thể xưng là vu thánh. Chín tế đài trấn áp hư không, phong tỏa này thiên địa này. Tồn tại thứ ba là quỷ thánh, đi ra từ 18 tầng địa ngục, sức chiến đấu mạnh hơn những thánh linh sát hồn bị phong phi vân bắn chết gấp vô số lần. Thánh tắc rũ xuống như xiềng xích quấn quanh người thánh linh này. Một đám ngu xuẩn tự phụ. Thanh Long Thánh Tổ lấy pháp chỉ Tổ Long Vương ra khỏi ống tay áo, pháp chỉ khắc trên miếng vảy rồng bay ra ngoài. Pháp chỉ Tổ Long Vương là một thiên long văn, có 132 chữ. Chữ bay ra khỏi vảy rồng, mỗi chữ ẩn chứa đạo thánh linh vô cùng, rất khiếp người. Ba chữ bay hướng diệt thế thần bia, biến thành ba tổ long trấn áp ba thánh linh, nhốt vào pháp chỉ Tổ Long Vương. Phong Phi Vân đứng ở phía xa nhìn cảnh tượng rung động hồn người. Một chữ trên pháp chỉ Tổ Long Vương có thể trấn áp một thánh linh. Pháp chỉ có chữ, vậy chẳng phải là có thể trấn áp 132 thánh linh. Đây mới chỉ là một pháp chỉ. Thánh linh là tồn tại thành thánh, dễ dàng bị trấn áp vậy sao? Tuyết Anh Thánh Tổ nói. Tổ Long Vương đã bước vào thánh linh đệ thất trọng, một niệm ra chúng sinh triều bái, một pháp hiện ngang hàng trời. Lúc trước có người đến cảnh giới này là Hiên Viên Đế Sư hơn 1.000 vạn năm trước. Thánh linh đệ thất trọng. Đây là cảnh giới mà Phong Phi Vân bây giờ không thể tưởng tượng. Hiện tại một ngụy thánh đều mạnh hơn Phong Phi Vân gấp ngàn vạn lần, hắn phải ngước nhìn chứ đừng nói tồn tại vô pháp vô thiên như Tổ Long Vương. Hèn gì Tổ Long Vương được gọi là đệ nhất nhân trên trời dưới đất, ngang ngửa với Hiên Viên Đế Sư ngày xưa. Hơn 1.000 vạn niên mới ra Hiên Viên Đế Sư, Tổ Long Vương, từ đó thấy được cảnh giới này không dễ. Đến cảnh giới thánh linh mỗi tăng một bước nhỏ cần nhiều thời gian và cơ duyên, thánh linh đệ thất trọng là cảnh giới mà các thánh linh không dám tưởng tượng. Thủ Hoàng Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng. Năm vạn năm không gặp, hắn tiến bộ nhiều. Chờ chân thân của ta hoàn toàn thức tỉnh nhất định sẽ đi gặp hắn, ta muốn xem hắn có đỡ được tên đồ long của ta không. Lực lượng Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Anh Thánh Tổ gia cố trên người Phong Phi Vân chỉ là thánh hồn của bọn họ. Phong Phi Vân không thể đoán được Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Anh Thánh Tổ mạnh đến đâu. Nhưng vô đạo thấy bọn họ còn phải trốn chứng minh hai lão yêu bà này cũng thuộc hàng vô pháp vô thiên. Không còn ai dám khiêu chiến uy nghiêm Tổ Long Vương. Pháp chỉ hiện, chúng xin hy em mờ lặng, như các chư hầu thấy thánh chỉ hoàng đế. Thanh Long Thánh Tổ cười lạnh thu về pháp chỉ Tổ Long Vương. Nếu không có ý kiến gì thì ta mang diệt thế thần bia về Long Tộc. Ta có ý kiến. Áng mây lửa từ trên trời lao đến, đốt đỏ bầu trời, ánh hồng mặt đất. Một con phượng hoàng bay đến biến thành nữ nhân. Lửa bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt nàng, chỉ thấy sợi tóc đỏ dài 10 vạn trương sau lưng nàng, không biết đã bao nhiêu vạn năm chưa cắt. Nữ nhân phát ra uy nghiêm khiến các sinh linh lùi bước. Thanh Long Thánh Tổ không dám cuồng trước mặt nữ nhân, chắp tay cúi đầu nói. Thì ra là phi tiên yêu hậu giá lâm, không biết có gì chỉ giáo. Phi tiên yêu hậu, nghe mấy chữ này Phong Phi Vân lòng máy động nhìn chân trời. Chỉ thấy áng mây đỏ rực, vô số đạo tắc thánh linh, không thể thấy bóng dáng phi tiên yêu hậu. Không biết phi tiên yêu hậu có đứng trong thời không này không? Phi tiên phượng hoàng yêu hậu nói. Bổn hậu mới nhận được tin, nghe nói trên diệt thế thần bia ghi chép tiên tri đại kiếp nạn của thái cổ thần phượng, nơi phòng ấn bản thể bảy linh chu. Trước khi chuyện này điều tra rõ ràng, bổn hậu cho rằng Long tộc không thể mang diệt thế thần bia đi. Thanh Long Thánh Tổ nói. Tổ Long Vương cũng suy nghĩ những điều này nên định mang diệt thế thần bia đi, chờ tìm hiểu rõ bí mật trên diệt thế thần bia sẽ công bố thiên hạ. Phi tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu nói. Đã là nghiên cứu diệt thế thần bia thì đương nhiên là chuyện của tất cả chí tôn trong thiên hạ. Hiện tại là lúc vạn tộc luận đạo, bổn hậu đề nghị chúng ta hợp sức trấn áp diệt thế thần bia rồi đưa đến hỗn độn thiên thành của nhân tộc. Cùng nhau nghiên cứu diệt thế thần bia. Chúng ta sẽ chính thức chí tôn luận đạo, không luận gì khác, chỉ luận diệt thế thần bia. Ý của các hạ thế nào? Thanh Long Thánh Tổ quát.
Yêu hậu, đây là ý của Tổ Long Vương. Một cọng lông Phượng Hoàng quất qua đánh bay Thanh Long Thánh Tổ. Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu nói. Đi kêu Tổ Long Vương nói chuyện với ta, ngươi chưa đủ tư cách. Mọi người ủng hộ đề nghị của Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu. Chỉ có Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu là dám đối địch với Tổ Long Vương, các chí tôn tại đây ai dám làm vậy? Thanh Long Thánh Tổ che ngực, đôi mắt độc ác, gã nghiến răng cố kiềm lòng. Thanh Long Thánh Tổ nói. Không có Tổ Long Vương ra tay, không ai trấn áp được Diệt Thế Thần Bia. Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu nói. Không cần ngươi lo. Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu bay lên bên trên Diệt Thế Thần Bia, mọi người thấy chân thân của nàng, tuy lửa dày đặc che phủ nhưng vẫn có thể thấy thân hình yểu điệu. Tóc Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu dài như thác lửa rũ xuống, vô số đốm sáng bay quanh người nàng. Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu nhìn cây cầu gãy thái cổ, vươn tay ngọc chỉ vào Phong Phi Vân. Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu nói. Ngươi, đến giúp ta một tay. Phong Phi Vân chỉ ngực mình. Ta. Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu gật đầu, ánh mắt sắc bén. Phong Phi Vân rất e ngại Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu, dù sao hắn từng đắc tội phân thân thần niệm của nàng, trời biết Phi Tiên yêu hậu có thừa dịp trả thù không. Có tu luyện đến cảnh giới thánh linh thì vẫn là Phượng Hoàng cái, lợi hại hơn cọp mẹ nhiều. Phong Phi Vân do dự, nhưng vẫn cắn răng bay đi. Dù sao Phong Phi Vân có lực lượng thủ hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ trong người, Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu muốn giết hắn cũng khó. Thanh Long thánh tổ nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Nhi tử của phản đồ long tộc. Cảnh giới thánh linh thường thấy rõ mọi thứ, nên Thanh Long thánh tổ nhìn thấu thân phận Phong Phi Vân ngay. Phong Phi Vân cười với Thanh Long thánh tổ. Ngươi muốn trấn áp ta sao? Vậy hãy hỏi hai vị Hoa hậu đại thánh có đồng ý không? Thanh Long Thánh Tổ toát ra uy nhiếp thánh linh nhưng không hù được Phong Phi Vân. Thánh hồn thủ hoàng Thánh Tổ, Tuyết Anh Thánh Tổ hiện ra sau lưng Phong Phi Vân, lạnh lùng trừng Thanh Long Thánh Tổ, làm gã chùn bước. Vãn bối Thanh Long, kính chào hai vị Thánh Tổ tiền bối. Thanh Long Thánh Tổ bực tức, đầu tiên là chịu nhục trước mặt Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu, giờ gặp hai lão yêu bà. Dù Thanh Long Thánh Tổ cầm pháp chỉ Tổ Long Vương cũng không thể hù sợ đẳng cấp như bọn họ. Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Anh Thánh Tổ, cộng thêm Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu hầu như đại biểu mấy nữ thánh mạnh nhất thiên hạ. Ba người hợp tác có khả năng trấn áp Diệt Thế Thần Bia. Không rảnh nói nhiều, Phong Phi Vân, Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu cùng ra tay trấn áp Diệt Thế Thần Bia. Vô số đạo tắc thánh linh tụ tập vào tay Phong Phi Vân, rót vào Phá Tiên Cung, chảy hướng vẫn thánh tiễn. Trấn. Trấn tự tiễn quyết. Liên tiếp bắn ra bốn mũi tên. Bốn lực lượng đồng nguyên trấn bốn hướng Diệt Thế Thần Bia. Diệt Thế Thần Bia cảm nhận lực lượng binh hồn trấn áp từ vẫn thánh tiễn, nó như hoàng giả bị khiêu khích bật ngược về, phát ra thần duy diệt thế hủy thiên diệt địa, đánh vỡ đất đai thành nhiều vết nước. Bốn mũi vẫn thánh tiễn kêu vù vù ngân vang. Thần Phượng Xào. Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu lấy ra thần xào to lớn, hàng ức sợi lông chim ánh linh bện thành cái ổ, có hàng vạn khối xương phượng phượng hoàng thánh linh khảm trong ổ luyện thành một tổng thể. Đại thừa bất tử Phượng Hoàng thân chỉ có 999 khối phượng cốt, hơn nữa không phải thánh linh phượng cốt. Thần phượng xào này mất hàng vạn khối thánh linh phượng cốt luyện chế ra. Thánh linh dụng cụ thật mạnh. Phong Phi Vân liếc hướng thần phượng xào, lòng thầm giật mình. Không biết tốn bao nhiêu xương và lông chim tổ tiên Phượng Hoàng để luyện chế ra khí thánh linh này. Thần phượng xào chụp xuống Diệt Thế Thần Bia, phong trong ổ. Ầm 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 ầm. Diệt Thế Thần Bia rung bần bật muốn chấn vỡ thánh linh dụng cụ này. Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu nói. Mở đường đi Hỗn Độn Thiên Thành. Bởi vì là vương giả luận đạo nên giữ Hỗn Độn Thiên Thành, tiểu linh tiên giới mở một con đường, có thể tạm thời thông hướng Hỗn Độn Hải. Thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành giang hai tay, chán bắn ra tia sáng. Trong thiên địa hiện ra một cánh cửa to lớn. Phong Phi Vân hét to một tiếng. Mở. Phong Phi Vân đứng dưới thần phượng xào, tay cầm Phá Tiên Cung nâng thần phượng xào lên bay vào cánh cửa. Ánh sáng chợt lóe, cánh cửa biến mất. Trung tâm Hỗn Độn Thiên Thành, Hỗn Độn Hải vô cùng rộng lớn, sương mù mịt. Đột nhiên có cánh cửa trên bầu trời mở rộng, một cái thần xào bốc lửa bay ra, chụp xuống. Một khối thần bia đầy khí diệt thế bay ra khỏi thần xào, rơi vào Hỗn Độn Hải. Rào rào, nước biển cuồn cuộn, sóng to ngập trời. Thiên Viên Kiếm, Phong.
Thủy Nguyệt Đình đứng bên bờ hỗn độn hải, áo trắng như tuyết, kiếm cắm vào ven biển, dùng vô thượng kiếm khí phong ấn nguyên hỗn độn hải. Nếu không có Hiên Viên kiếm phong lại hỗn độn hải thì hơi thở diệt thế thần bia sẽ giết hết tu sĩ trong hỗn độn thiên thành. Trạng thái diệt thế thần bia ổn định lại, Phong Phi Vân thở phào nhẹ nhõm. Phong Phi Vân cất bốn mũi vẫn thánh tiến, nhiệm vụ xem như hoàn thành. Phong Phi Vân nhanh chóng rời khỏi hỗn độn hải, hắn không muốn bị Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu kêu đi hỏi chuyện. Giải tỏa bí mật trên diệt thế thần bia thì Phong Phi Vân không tư cách tham gia, sẽ có chí tôn các tộc lo. Qua hậu miếu, luyện thạch đài. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng bên vách đá treo leo, hai tay nâng lỗ tai đất, mắt nhắm chặt, tập trung tham ngộ đạo thánh linh trong đó. Trong thánh linh nội đan có 468 đạo tắc thánh linh chấp lóe, mỗi đạo tắc thánh linh ẩn chứa thánh lực vô cùng tận. Có đạo của Hoa hậu đại thánh, đạo của hai thánh tổ mộ phủ, có chân lý đại đạo. Mượn thánh hồn của thủ hoàng thánh tổ, tuyết anh thánh tổ khiến Phong Phi Vân cảm ngộ đạo thánh linh sắc bén hơn. Ba ngày ngắn ngủi trong người Phong Phi Vân có thêm 368 đạo tắc thánh linh, tốc độ lĩnh ngộ nghe rùng rợn. Ba ngày trước Phong Phi Vân rời khỏi hỗn độn hải đi đến Hoa hậu miếu. Hai thánh tổ mộ phủ bởi vì thân thể chưa thức tỉnh hoàn toàn nên thánh hồn luôn ở bên cạnh pháp tướng Hoa hậu đại thánh. Không ngờ như vậy lại giúp cho Phong Phi Vân lĩnh ngộ đạo tắc thánh linh tăng vùn vụt. Vù 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 vù. Thần điện màu đen khẽ rung trong tay áo Phong Phi Vân, hắn mở mắt ra. Hoàn toàn thức tỉnh. Phong Phi Vân xòe tay ra, thần điện hiện ra trong lòng bàn tay rồi bay lên. Thần điện biến to khổng lồ, lực lượng dồi dào bay ra từ thần điện. Cùng lúc đó, hai thánh hồn sau lưng Phong Phi Vân bay ra khỏi cơ thể hắn lao vào thần điện, nhập vào tượng đá màu lam. Tượng đá thay đổi, dần sống lại, biến thành hai nữ nhân xinh đẹp, một uy nghiêm, một nhu mì. Hai lực lượng kinh thiên động địa phát ra từ người bọn họ, chấn động hoàn vũ. Sinh linh hỗn độn thiên thành run rẩy, những chí tôn ở hỗn độn hải cũng rùng mình. Biết tồn tại ghê gớm đã thức tỉnh. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng bên vách đá, chịu lực lượng khổng lồ vô biên. Phong Phi Vân vội vận dụng pháp tướng Hoa hậu đại thánh mới miễn cưỡng ngăn cản áp lực này được. Ánh mắt thủ hoàng thánh tổ khiếp người nhìn quét qua, chúng sinh quỳ. Phong Phi Vân, ngươi và mộ phủ có duyên, bản thánh tổ muốn chiêu ngươi tham gia mộ phủ, ngươi có đồng ý không? Mao Ô Quy đứng trước cửa thần điện như rùa chiêu tài to lớn, gục gặc đầu. Mao Ô Quy truyền âm. Đây là kỳ ngộ lớn lao, người ta cầu còn không được. Phong Phi Vân biết mộ phủ cường đại, nhìn tu vi của thủ hoàng thánh tổ, tuyết anh thánh tổ là biết. Nhưng tham gia mộ phủ nghĩa là phải quỳ hành lễ, Phong Phi Vân không thích như thế. Phong Phi Vân nói. Vãn bối trời sinh lười biếng, không muốn tham gia vào bất cứ thế lực nào. Thủ hoàng tiền bối dày yêu, tương lai nếu mộ phủ có chỗ nào cần vãn bối thì vãn bối nhất định sẽ giúp một tay. Tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Thủ hoàng thánh tổ bùng nổ khí thế, một bàn tay đè xuống Phong Phi Vân. Thủ hoàng thánh tổ ít khi xem trọng ai, nếu đã vừa mắt mà người này không theo nàng sử dụng vậy nàng sẽ giết. Bùm! Tuyết anh thánh tổ ra tay đánh nát trưởng ấn của thủ hoàng thánh tổ, vội khuyên. Phong Phi Vân, người có biết làm trái ý chỉ của thánh linh là kết cuộc gì không? Đối với thánh linh thì chúng sinh là con kiến. Phong Phi Vân trả lời. Chết! Tuyết Anh Thánh Tổ lại hỏi. Vậy ngươi biết Thánh Linh làm trái tỉ tỉ của ta có kết cuộc gì không? Phong Phi Vân khựng lại. Tuyết Anh Thánh Tổ nói tiếp. Cũng chết, ngươi nên biết tham gia mộ phủ chỉ có lợi cho ngươi, không hại gì. Hơn nữa ngươi được dương thần thánh thai, bước vào Thánh Linh cảnh là chuyện sớm hay muộn. Tương lai có lẽ ngươi sẽ là chủ mộ phủ, vậy tại sao ngươi từ chối? Phong Phi Vân hỏi. Tham gia mộ phủ rồi ta còn tự do không? Tuyết Anh Thánh Tổ trả lời. Đương nhiên không, mộ phủ có quy tắc của mình. Phong Phi Vân nói. Vãn bối cảm thấy bây giờ rất tốt, vãn bối không cần quy định trói buộc. Thủ Hoàng Thánh Tổ hừ mạnh, thanh âm như sấm sét. Tự cho là đúng. Thủ Hoàng Thánh Tổ nói xong phất tay áo biến mất trong hư không, không xuống tay với Phong Phi Vân, làm hắn khá ngạc nhiên. Tuyết Anh Thánh Tổ lắc đầu khẽ thở dài. Phong Phi Vân, có lẽ ngươi thành kiến với tỷ tỷ, cảm thấy tỷ tỷ quá bá đạo. Nhưng tỷ tỷ ép ngươi tham gia mộ phủ là vì muốn cứu mạng ngươi, tỷ tỷ ra tay với ngươi vì biết ta chắc chắn sẽ cứu. Nay tỷ tỷ không muốn ép ngươi nghĩa là tỷ tỷ rất tức giận,
tỷ tỷ không quan tâm sự chết sống của ngươi nữa. Ta chỉ nói đến đây thôi, hãy bảo trọng. Tuyết Anh Thánh Tổ cũng đi, mang theo Mao Ô Quy, Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong đêm, hơi hiểu ra, nhếch môi cười. Đa tạ ý tốt của hai vị Thánh Tổ, tương lai nếu có cơ hội chắc chắn sẽ tự mình đi mộ phủ bái phỏng. Phong Phi Vân đã hiểu ý Tuyết Anh Thánh Tổ. Phong Phi Vân nhờ Thánh Hồn Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Anh Dương Cung bắn Thánh Linh, khí thế áp Thánh Tổ, đắc tội nhiều chí tôn trong thiên địa. Bây giờ Thánh Hồn Thủ Hoàng, Tuyết Anh rời khỏi người Phong Phi Vân, hắn lại trở về là bán Thánh Vũ Hóa Đệ Bát Trọng. Người bình thường cho rằng tu vi của Phong Phi Vân cao không thể với tới, nhưng trước những chí tôn thiên địa thì hắn chỉ là một con kiến. Thủ Hoàng Thánh Tổ nhìn thấu điều này nên ép Phong Phi Vân tham gia mộ phủ, muốn bảo vệ hắn nhưng bị từ chối. Thủ Hoàng Thánh Tổ tức giận rời đi, mặc kệ Phong Phi Vân chết sống. Con người Thủ Hoàng Thánh Tổ là như thế, dù muốn giúp tiểu bối cũng thể hiện rất mạnh mẽ. Phong Phi Vân cảm thấy hai vị Thánh Tổ không độc ác vô tình như mọi người đã tưởng tượng. Nhưng đúng là Phong Phi Vân đắc tội khá nhiều sinh linh khủng bố, giờ ở trong Hỗn Độn Thiên Thành có lẽ không ai tấn công hắn, chờ ra Hỗn Độn Thiên Thành thì tàn đời. Phong Phi Vân ở trong Hoa Hậu Miếu tìm Đông Phương Kính Nguyệt, nhưng tiểu ni cô bảo 2 năm trước nàng đã đi, không rõ đi đâu. Sắp tới Hỗn Độn Thiên Thành sẽ là gió nổi mây phun, không biết những chí tôn này có nghiên cứu được kết quả gì trên Diệt Thế Thần Bia không? Phong Phi Vân ngồi xếp bằng ngộ đạo trên luyện thạch đài. Ngày thứ 5 một mỹ nữ tuyệt trần đến Hoa Hậu Miếu, lưng cõng cổ kiếm tựa làn gió thổi qua. Mỹ nữ đứng sau lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân mở mắt ra, đôi mắt sáng trong cười nói. Chúc mừng, chúc mừng. Hiên Viên Nhất Nhất hỏi. Chúc mừng cái gì? Da Hiên Viên Nhất Nhất trong suốt, trắng như tuyết, tóc tơ như tranh. Khăn mỏng màu trắng che mặt Hiên Viên Nhất Nhất, tăng thêm vẻ đẹp mông lung. Phong Phi Vân nói. Tiếng chúc mừng thứ nhất là chúc mừng Thánh Nữ Điện Hạ bước vào bán thánh cảnh. Tiếng chúc mừng thứ hai là chúc mừng Thánh Nữ Điện Hạ tìm về tổ binh của đế gia, Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Vậy ngươi còn kém tiếng chúc mừng thứ ba. Phong Phi Vân mở miệng nói. À, Hiên Viên Nhất Nhất tiếp tục bảo. Thánh Thần đã đồng ý hôn sự của chúng ta, đây là hôn sự do Thánh Thần quyết định. Lần này Phong Phi Vân không chúc mừng nổi. Tai tiếng của Phong Phi Vân và Hiên Viên Nhất Nhất vốn là Tây Môn Suy Tiêu nói bậy bạ, gì mà Thủy Nguyệt Thánh Thần xem thường thân phận bán yêu của Phong Phi Vân, gì mà Thủy Nguyệt Thánh Thần không đồng ý hôn nhân. Mấy việc đó toàn do Tây Môn Suy Tiêu bịa đặt. Nhưng bây giờ Thủy Nguyệt Thánh Thần đồng ý, không, đúng hơn là pháp chỉ và ý chí của Thánh Linh. Thủy Nguyệt Đình muốn làm gì? Phong Phi Vân đột nhiên phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu Thủy Nguyệt Đình. Mặt Phong Phi Vân cứng ngắc muốn mếu. Đùa sao? Đôi mắt Hiên Viên Nhất Nhất tĩnh lặng như nước, tóc như suối, khuôn mặt trắng nõn. Hiên Viên Nhất Nhất lạnh nhạt nói. Đi theo ta, Thánh Thần chờ ngươi trong phủ thành chủ Hỗn Độn Thiên Thành. Phong Phi Vân có thể chọn không đi, nhưng hắn vẫn không tin Thủy Nguyệt Đình làm chuyện này. Thế là Phong Phi Vân cùng Hiên Viên Nhất Nhất đi phủ thành chủ, hắn rất muốn biết lý do Thủy Nguyệt Đình ra chỉ lệnh này. Thủy Nguyệt Đình có thân phận gì? Nàng làm sao rảnh quan tâm hôn nhân của Phong Phi Vân và Hiên Viên Nhất Nhất? Nhìn tới nhìn lui thật không bình thường. Địa vị của Thủy Nguyệt Đình trong nhân tộc tựa như hoàng đế, nói chính xác là cao hơn hoàng đế. Hoàng đế chỉ hôn ai dám không theo. Đây là ý chí của Thánh Linh, kẻ phản đối chỉ có con đường chết. Phong Phi Vân dám làm trái ý Thủ Hoàng Thánh Tổ không tham gia mộ phủ vì lúc hỏi chuyện nàng dùng từ. Ngươi có đồng ý tham gia mộ phủ không? Thủ Hoàng Thánh Tổ cho Phong Phi Vân đường lựa chọn, cũng để đường lui cho mình. Phong Phi Vân có thể trả lời là không muốn. Làm như vậy tuy khiến Thủ Hoàng Thánh Tổ tức giận nhưng Phong Phi Vân trả lời đã cho nàng mặt mũi, không ảnh hưởng uy nghiêm chí cao vô thượng của một vị bản quân. Nay Thủy Nguyệt Đình ban pháp chỉ, ban hôn Phong Phi Vân và Hiên Viên Nhất Nhất thành thân. Điều này thì khác hẳn. Đây là ý chí của Thánh Linh, không cho Phong Phi Vân cơ hội lựa chọn, không chừa đường lui cho mình. Nghĩa là nếu Phong Phi Vân không nghe lời tức là đánh mặt Thủy Nguyệt Đình. Đánh mặt Thánh Linh, kết quả quá rõ ràng. Thủy Nguyệt Đình sát phạt quyết đoán không thua gì Thủ Hoàng Thánh Tổ. Phong Phi Vân biết rõ vụ việc nghiêm trọng nên dọc đường đi hắn vắt óc nghĩ cách. Mãi đến phủ thành chủ Phong Phi Vân không nghĩ ra cách nào vẹn toàn,
việc đến hiện giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước, tùy cơ ứng biến. Trong thư phòng bình thường phủ thành chủ Hỗn Độn Thiên Thành, Thủy Nguyệt Đình ngồi sau bàn, thân hình yểu điệu như thần như thánh. Cái bàn làm bằng ngọc xanh đặt một quyển diệt thế bia văn. Thủy Nguyệt Đình đang nghiên cứu nó, tập trung như không thấy Phong Phi Vân và Hiên Viên Nhất Nhất bước vào. Thủy Nguyệt Đình lúc này không có chút uy nghiêm, không có bá đạo của thánh thần. Thủy Nguyệt Đình dịu dàng thướt tha, xinh đẹp tuyệt trần, nàng tựa như thiên kim tiểu thư nhà giàu. Đây là cảnh giới trở lại nguyên trạng, có ai ngờ trong thân thể nữ nhân yếu đuối này có thể bộc phát ra lực lượng hủy diệt một phương thiên địa. Phong Phi Vân thầm nghĩ, tu vi của nàng lại tiến bộ. Phong Phi Vân nhìn Thủy Nguyệt Đình, tuy không thể nhìn thấu cảnh giới tối cao của nàng nhưng thông qua khí thế phán đoán nàng khác với trước kia. Phong Phi Vân, Hiên Viên Nhất Nhất đứng yên chờ đợi. Sau một chén trà, Thủy Nguyệt Đình thở phào, ánh mắt từ diệt thế bia văn rời sang hai người. Thủy Nguyệt Đình nói, đã đến rồi, các ngươi biểu hiện rất tốt trong vương giả luận đạo, là hai người ưu tú nhất thế hệ trẻ nhân tộc. Phong Phi Vân đại biểu nhân tộc lấy được hạng nhất vương giả luận đạo, đây là gốc lượng kiếp cổ dược, phần thưởng cho ngươi. Lượng kiếp cổ dược giúp ích rất lớn cho ngươi trùng kích thánh linh cảnh, nhớ cất kỹ. Một bình sứ bạch ngọc trồi lên từ lòng bàn tay trắng của Thủy Nguyệt Đình, linh quang lấp lánh, bảo khí sáng ngời. Bình ngọc tự động bay vào tay Phong Phi Vân. Thủy Nguyệt Đình nói, trong bình sứ bạch ngọc phong ấn một đại lục viễn cổ. Lúc trước ta tìm gốc lượng kiếp cổ dược kia cũng lấy cả đất đai 80 vạn dặm xung quanh cổ dược phong ấn vào bình ngọc, hình thành thế giới độc lập, chuyên môn cung cấp chất dinh dưỡng cho lượng kiếp cổ dược. Một lượng kiếp pháp lực là 64 ước 8.000 vạn năm. Lượng kiếp cổ dược là cổ dược sinh trưởng một lượng kiếp pháp lực, thọ cùng trời đất, bất tử bất hủ. Thánh linh được một gốc lượng kiếp cổ dược có thể sống thêm một đời, nên lượng kiếp cổ dược còn được gọi là lượng kiếp chuyển thế cổ dược. Nhưng lượng kiếp cổ dược rất hiếm hoi, hiếm còn hơn thánh linh dụng cụ. Đối với thánh linh, lượng kiếp cổ dược là báu vật tối cao vô thượng. Lòng Phong Phi Vân rất kích động, có được gốc kiếp chuyển thế cổ dược này là tài liệu hồi sinh Nam Cung Hồng Nhan đã thu gom đầy đủ, chỉ chờ hắn luyện hóa linh hồn linh thạch là nàng sẽ sống lại, thật sự sống lại. Phong Phi Vân nói, đa tạ thánh thần ban dược. Thủy Nguyệt Đình nói, đây là vốn là thứ của ngươi. Còn một việc muốn cho các ngươi biết, hội luận đạo vạn tộc lần này nhân tộc tỏa sáng rực rỡ, không lâu sau sẽ trở thành thái cổ thánh tộc. Phong Phi Vân, Hiên Viên Nhất Nhất rất có ăn ý liếc nhau, nỗi lòng hưng phấn. Nhân tộc trở thành thái cổ thánh tổ, đây là việc lớn toàn chủng tộc vui mừng, sự kiện sẽ được ghi vào sử sách. Điều này đại biểu chủng tộc tiến bước dài, không tới ngàn năm lãnh thổ nhân tộc sẽ mở rộng gấp 10 lần bây giờ. Đây là quyền lợi chỉ thái cổ thánh tộc mới có. Mở rộng lãnh địa, nhiều tài nguyên hơn, nhiều không gian sống hơn, số lượng nhân tộc sẽ tăng mạnh. Sau này nhân tộc có quyền nói chuyện trong vạn tộc, địa vị đối thoại với đám thái cổ thánh yêu tộc, quyết định hướng phát triển tương lai trong thiên hạ. Đây là chuyện kích động lòng người, thánh linh cũng sẽ khóc. Thủy Nguyệt Đình nói, các ngươi có biết nhân tộc tại sao sốt ruột muốn trở thành thái cổ thánh tộc không? Phong Phi Vân trả lời, đại kiếp nạn sắp đến. Không thể tránh khỏi tai nạn. Nếu nhân tộc trở thành thái cổ thánh tộc thì sẽ có quyền lên tiếng trong đại kiếp nạn, không đến mức thành con tốt thí, có nhiều quyền chủ động hơn. Đúng vậy, đại kiếp nạn lần này có nhiều chủng tộc nhỏ yếu sẽ thành vật hy sinh, bởi vì chúng nó không có quyền lên tiếng, không có thực lực, không có địa vị. Trước mặt thái cổ thánh yêu tộc, chúng nó là dùng để hy sinh. Thủy Nguyệt Đình nói, nhưng bây giờ nhân tộc muốn thăng lên thái cổ thánh tộc còn thiếu một cơn gió. Phong Phi Vân đăm chiêu. Một cơn gió. Thủy Nguyệt Đình nói. Thiếu một sự kiện đẩy thanh thế nhân tộc lên đến đỉnh. Hiện tại nhân tộc thể hiện thực lực ra trước vạn tộc trong thiên hạ. Trong vương giả luận đạo mạnh mẽ áp quần hùng, diệt thế thần bia cũng rơi vào hỗn độn hải. Bây giờ còn thiếu một cơn gió. Từ đầu đến cuối Hiên Viên Nhất Nhất biểu hiện vô cùng bình tĩnh như hoa lan tỏa hương, yên lặng mà không kiều. Phong Phi Vân biết tiếp theo Thủy Nguyệt Đình định nói gì. Thánh thần cho rằng ta và thánh nữ thành hôn sẽ đẩy thanh thế nhân tộc lên đến đỉnh. Thủy Nguyệt Đình nhìn Phong Phi Vân, trong mắt không có uy nghiêm, hỗn tạp. Thủy Nguyệt Đình chỉ nhìn nhưng làm Phong Phi Vân toàn thân bứt rứt. Một lúc lâu sau Thủy Nguyệt Đình đứng dậy, dáng người thướt tha yểu điệu. Thủy Nguyệt Đình quay ưng lại. Ngươi biết thân phận của Nhất Nhất đúng không? Phong Phi Vân nói.
Biết. Vậy ngươi cảm thấy hậu thời đại Thái Cổ, ai có đức cao vọng trọng nhất nhân tộc? Phong Phi Vân trả lời. Đương nhiên là Hiên Viên Đế Sư tiền bối. Thủy Nguyệt Đình hỏi. Nếu để người trong thiên hạ biết hậu nhân của Hiên Viên Đế Sư thành thân với con độc nhất của Thiên Vu Đại Thần, ngươi cảm thấy chuyện này sẽ gây ra chấn động bao lớn? Phong Phi Vân ngập ngừng. Cái này. Trong hậu thời kỳ Thái Cổ, Hiên Viên Đế Sư dẫn dắt nhân tộc đập lộc, không phụ thuộc vào yêu tộc nữa. Hiên Viên Đế Sư xây dựng Trung ương Vương Triều, khiến nhân tộc chính thức hưng thịnh. Công tích vĩ đại như thế dù là nhiều chí tôn mạnh mẽ trong yêu tộc cũng vô cùng khâm phục, gọi Hiên Viên Đế Sư là một trong các thánh giả vĩ đại nhất Tây Ngưu Hạ Châu. Thiên Vu Đại Thần là tồn tại mạnh nhất của nhân tộc trong mấy vạn năm gần đây. Một vạn năm trước Thiên Vu Đại Thần một mình chặn lại đại quân Phượng Hoàng yêu tộc, buộc Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu thua lùi bước. Sau này Thiên Vu Đại Thần mất tích, nhiều người cho rằng cuộc chiến với Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu làm Thiên Vu Đại Thần bị thương nặng không thể chữa trị, đã chết. Nhưng điều này không ảnh hưởng uy danh của Thiên Vu Đại Thần, nhiều chí tôn yêu tộc rất e ngại Thiên Vu Đại Thần. Nếu bây giờ có tin đồn Phong Phi Vân chí tôn thế hệ trẻ là con trai độc nhất của Thiên Vu Đại Thần, tức là Thiên Vu Đại Thần chưa chết. Sự kiện này rung động làm nhiều chí tôn yêu tộc không thể bình tĩnh. Nếu cộng thêm con trai độc nhất của Thiên Vu Đại Thần thành thân với hậu nhân của Hiên Viên Đế Sư, chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn tới đâu? Tuyệt đối khiến thanh thế nhân tộc chướng lớn đến tận cùng, là ngọn gió đông mạnh mẽ thổi nhân tộc thành Thái Cổ Thánh Tộc. Phong Phi Vân không suy tư tại sao Thủy Nguyệt Đình biết Thiên Vu Đại Thần là phụ thân của hắn, chỉ nghĩ kết quả dở khóc dở cười. Phong Phi Vân không thể từ chối cuộc hôn nhân này, từ chối rồi không đơn giản là đắc tội Thủy Nguyệt Thánh Thần mà là chọc nguyên nhân tộc. Ban đầu Thủy Nguyệt Đình đã nói đại nghĩa chủng tộc cho Phong Phi Vân, bây giờ cũng như vậy. Phong Phi Vân liếc hướng Hiên Viên Nhất Nhất, thấy nàng biểu hiện bình tĩnh, cảm xúc không dao động. Có vẻ Thủy Nguyệt Đình sớm khuyên nhủ Hiên Viên Nhất Nhất. Thủy Nguyệt Đình nói, ta đã bàn bạc chuyện này với các chúa tể nhân tộc, thành chủ Hỗn Độn Thành. Mọi người cảm thấy các ngươi có cơ sở tình cảm, sẽ không tổn thương tâm tính tu luyện nên đều cố gắng sắp xếp chuyện này. Sẽ có hôn lễ rầm rộ hiếm thấy trên đời, thời gian rất nhanh sẽ đến. Nhất Nhất, Phong Phi Vân chưa đi đế gia, mấy hôm nay ngươi mang hắn đi gặp trưởng bối của ngươi đi. Ta đã nói chuyện với mấy vị lão tổ đế gia, thừa dịp này sửa danh cho đế gia, lấy lại đế. Gia tộc của Hiên Viên Đế Sư tiền bối không nên chịu uất ức như vậy. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Đa tạ sư tôn. Thủy Nguyệt Đình lại bảo. Tất cả đều là nhân quả. Phong Phi Vân có được truyền thừa của đế chủng tiền bối, bây giờ hắn trợ giúp đế gia lấy lại dòng họ. Mọi chuyện vô hình chung đã định sẵn trước. Các ngươi lùi xuống đi, tương lai nhân tộc thịnh suy đều nằm trong tay các ngươi. Thủy Nguyệt Đình nói câu cuối chặn hỏng Phong Phi Vân từ chối. Phong Phi Vân đi ra phủ thành chủ Hỗn Độn Thiên Thành, đứng trên bậc thang màu ngọc cao cao. Phong Phi Vân khẽ thở dài. Đây chính là thánh linh, không gì không biết, không gì không hiểu. Một niệm biết mọi chuyện, không có gì lừa gạt nàng được. Chuyến này phải đi gặp trưởng bối thật sự sao? Nửa tháng sau, trên tiên cung nổi. Phong huynh, chúc mừng, chúc mừng. Ha ha, trải qua nhấp nhô, sinh tử, Phong huynh và thánh nữ điện hạ rốt cuộc đến bên nhau. Thánh thần cũng không chịu được áp lực buộc phải đồng ý hôn nhân này. Trung Nguyên Nhất Điểm qua không chút khách sáo ngồi xuống đối diện Phong Phi Vân, rót đầy linh tửu. Cái này gọi là người có tình sẽ thành thân thuộc, miễn có bằng hữu trợ giúp thì muôn vàn khó khăn hiểm trở đều có thể vượt qua. Bằng hữu là gì? Cắm đao hai bên, bằng hữu là gì? Là can đảm ủng hộ. Tây Môn Suy Tiêu cũng đến, tay cầm ngọc tiêu, anh tư hiên ngang, tuyệt sắc phong lưu. Tây Môn Suy Tiêu toát ra vẻ nhã nhặn bại hoại, không có khí chất nho nhã như Thiên Toán thư sinh. Con người Phong Phi Vân co rút. Nói vậy là ta phải cảm ơn Tây Môn huynh. Tây Môn Suy Tiêu ngồi xuống, cười tủm tỉm. Ta vì bằng hữu không ngại cắm đạo, can đảm đối đầu, múa bút thành văn, chỉ trích thánh thần. Ha ha ha, vì bằng hữu như Phong huynh, ta dám đắc tội với thánh thần. Tây Môn Suy Tiêu ta đây đương nhiên có gan góc này. Trung Nguyên Nhất Điểm qua nói. Phong huynh đúng là nên cảm ơn Tây Môn huynh. Nếu không có Tây Môn huynh soạn sách tuyên truyền tình cảm đau khổ của Phong huynh và thánh nữ điện hạ thì sao thánh thần chịu áp lực, gả thánh nữ cho Phong huynh. Bây giờ những thế giới phàm tục đều reo vui, phố lớn ngõ nhỏ lan truyền việc này. Tình yêu thật sự vô địch, tình yêu chiến thắng hiện thực,
Câu chuyện tình cảm của Phong Huynh và Thánh Nữ sẽ lưu truyền thiên cổ, đem lại hy vọng cho nam nữ còn trong bể khổ. Thiên Toán Thư Sinh áo trắng như tuyết, khăn nho bay bay, như nho tiên đi vào. Thiên Toán Thư Sinh ngồi xuống nói. Có câu là hỷ sự lâm môn đương phù tam đại bạch. Nhưng có người vui cũng có người buồn. Phong Phi Vân hỏi. Ý của Thiên Toán Huynh là. Thiên Toán Thư Sinh cười nói. Sau khi trở về từ tiểu linh tiên giới, ta biết được 2 năm trước Tất Ninh Soái đã thành thân, một lần cưới 10 thê tử. Phong Phi Vân kinh ngạc, cười nói. Hồng Liên đồng ý thật. Thiên Toán Thư Sinh cười cười. Không đồng ý sao được, ngươi biết không, 10 nữ nhân kia đều có mang cốt nhục của Tất Ninh Soái. Phong Phi Vân há hốc mồm. Mang thai cả 10. Thiên Toán Thư Sinh nói. Đó là chuyện 2 năm trước, bây giờ 11 đứa nhỏ đã được 2 tuổi. Tây Môn Suy Tiêu đập bàn la to. Xác suất trúng thưởng quá cao. Trung Nguyên Nhất Điểm qua nói. Có lẽ vì ăn đu đủ của ta. Phong Phi Vân nhạy cảm phát hiện con số có vấn đề, hỏi. 10 bà bầu, 11 đứa nhỏ, hay Hồng Liên cũng sinh 1 đứa? Bất Tử Bất Quá cười khổ nói. Nếu Hồng Liên cũng sinh được 1 đứa thì Tất Ninh Soái cũng không sống khổ như vậy. Trong 10 bà bầu có 1 sinh đôi, Hồng Liên thì 2 năm nay không có bầu. Phong Phi Vân. Tây Môn Suy Tiêu. Trung Nguyên Nhất Điểm qua. Thần tên bắn 10 phát trúng cả 10, nhưng bắn mãi không trúng sân nhà mình, đây đúng là chuyện làm người ta khó thể chấp nhận. Phong Phi Vân tưởng tượng được bây giờ Tất Ninh Soái dầu sôi lửa bỏng cỡ nào. Phong Phi Vân đồng tình Tất Ninh Soái. Đúng là vui bao nhiêu, sầu bấy nhiêu. Thiên Toán Thư Sinh cười nói. Có người còn sầu hơn hắn. Phong Phi Vân ngạc nhiên. À, Thiên Toán Thư Sinh nói. Chuyện phong lưu của Phong Huynh và Cửu Thiên Tiên Nữ không ít hơn Thủy Nguyệt Thánh Nữ, nhưng bây giờ Tân Nương không phải là nàng. Phong Huynh nói xem Cửu Thiên Tiên Nữ không buồn sao được. Phong Phi Vân dừng một lúc. Ta và Cửu Thiên Cô Nương không như mọi người tưởng tượng. Thiên Toán Thư Sinh buồn bã nói. Nhưng mới gần đây Cửu Thiên Tiên Nữ xuống tóc làm ni cô trong Hoa Hậu Miếu, thề trước bàn Phật là không bao giờ hoàn tục, làm bạn bên ngọn đèn. Dân gian đồn rằng Cửu Thiên Tiên Nữ chọn xuất gia trong Hoa Hậu Miếu vì Tây Môn Huynh hay ngộ đạo ở đây. Cửu Thiên Tiên Nữ chỉ muốn gần Phong Huynh thêm một chút. Dù Phong Huynh không biết nàng làm những chuyện này vì Phong Huynh thì Cửu Thiên Tiên Nữ không oán không hối hận. Trung Nguyên Nhất Điểm qua nói. Câu chuyện đẹp bi thương này ta có nghe nhiều người nhắc trong trà cung gần đây, thật là khiến người tiếc thương. Có người sáng tác tiên nữ phú. Một đêm tiên hư nhiều nhu tình. Cửu Thiên Tiên Nữ rơi hồng trần. Trong chốn hồng trần nhiều khách qua, gió xanh lướt nhẹ không phi vân. Tơ xanh trăm năm đứt một thoáng, trước lầu Phong gia treo lụa mừng. Trong miếu làm bạn bên đèn ngàn năm, chỉ vì cùng lang chung khung trời. Trung Nguyên Nhất Điểm qua nói. Ha ha ha, nhiều người đều đứng về phía Cửu Thiên Tiên Nữ, cảm thấy nàng là nữ nhân si tình, không nên chịu bạc đãi như vậy. Câu chuyện tình cảm của Phong Huynh làm nhiều người đau lòng. Cũng sẽ truyền sướng vạn cổ. Phong Phi Vân nhắm mắt lại, không phản bác, có lẽ hắn thật sự làm tổn thương một nữ nhân si tình. Thiên Toán Thư Sinh nói. Trong thiên hạ không thiếu ví dụ vừa gặp đã yêu, không chỉ nam nhân đối với nữ nhân, mà nữ nhân cũng có tình cảm đó với nam nhân. Phong Huynh là rồng phượng trong cõi người, Cửu Thiên Tiên Nữ vừa gặp Phong Huynh đã trao lòng cũng bình thường. Thánh nhân khổ vì cửa tình, tiên nhân khó chém lục dục, không ai tránh khỏi chuyện này. Tây Môn Suy Tiêu góp lời. Nếu Phong Huynh đi Hoa Hậu Miếu gặp Cửu Thiên Tiên Nữ có lẽ sẽ khiến nàng đổi ý lại. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Không cần, nếu nàng chờ ta đón trở về thì đã không thể trước bàn Phật. Nàng đã thế tức là nói ta đừng đi tìm nàng. Thiên Toán Thư Sinh gật gù, thở dài thườn thượt. Tây Môn Suy Tiêu nói. Ngày vui chúng ta hãy nói lời may mắn đi. Nghe nói Phong Huynh mới vừa cùng Thánh Nữ Điện Hạ về đế gia gặp trưởng bối. Chắc hôn sự sắp tới đến nơi. 5 ngày trước Phong Phi Vân cùng Hiên Viên Nhất Nhất đi đế ra một chuyến, đưa di thể đế chủng về chôn trong tổ lăng. Phong Phi Vân cũng gặp các lão tổ đế ra, trò chuyện với nhau. Tu vi hiện tại của Phong Phi Vân, thân phận truyền nhân của đế chủng đều không cần ngước nhìn bọn họ. Nhưng vì là vãn bối, Phong Phi Vân lễ phép thưa chuyện. Sau khi ra khỏi thiên cung, Phong Phi Vân từ biệt đám người Tây Môn Suy Tiêu, Thiên Toán Thư Sinh. Trung Nguyên Nhất Điểm qua.
Phong Phi Vân quay lại Hoa Hậu Miếu, đứng trên luyện thạch đài nhìn dãy núi phía đối diện, nhìn các miếu thờ ẩn hiện trong sương mù, bên tai nghe tiếng gõ mỏ. Phong Phi Vân buông tiếng thở dài. Người người không giống nhau, không đoán ra được lòng của nữ nhân cũng bình thường. Phong Phi Vân không tính tâm tiếp tục tham ngộ đạo tắc thánh linh mà đi thiên quốc một chuyến. Thiên quốc càng mênh mông hơn, rất nhanh lột xác thành một tòa tiểu thiên thế giới. Thiên quốc hoàn toàn trở thành thế giới độc lập, có thể tự động hấp thu linh khí trong thiên địa. Trong thế giới tự động sinh ra sinh mệnh, sinh ra thiên địa linh tụy, hình thành tiểu thế giới hoàn chỉnh. Mấy năm nay thiên quốc phát triển rất nhanh, Phật miếu đầy rẫy, đệ tử tăng lên gấp chục lần. Phong Khanh Khanh ngự kiếm bay tới trước mặt Phong Phi Vân, bộ dạng ngoan ngoãn. Phong Khanh Khanh vô cùng hưng phấn hỏi. Ca ca, nghe nói ca ca sắp thành thân. Phong Phi Vân hỏi lại. Sao muội biết? Phong Khanh Khanh cười nói. Chuyện này đã truyền khắp thiên hạ, trốn xa xôi như thần Tấn Vương Triều cũng biết tin. Ca ca nói xem ta không biết sao được. Thiên quốc giờ đây không là tiểu thế giới khép kín, Phong Phi Vân thiết lập cổ trận đài ở nhiều chỗ, kết nối nhiều khu vực. Các chúa tể trung ương vương triều tuyên truyền hôn nhân của Phong Phi Vân, hiên viên nhất nhất ra ngoài, dĩ nhiên mọi người đều biết, không thể giấu người trong thiên quốc. Tốt, khi đó muội muội có thể đến uống rượu mừng. Phong Phi Vân ngừng một lúc, hỏi. La Phù, Nạp Lan đã biết chuyện này chưa? Đương nhiên. Phong Khanh Khanh nói. Nhưng ca ca đừng lo cho họ, bọn họ rất tốt, biểu hiện rất bình tĩnh. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Thế thì tốt. Phong Khanh Khanh gật gù. Nạp Lan tỷ tỷ xuất ra, La Phù tỷ tỷ rời khỏi thiên quốc, ta tìm mấy ngày mà không thấy. Trán Phong Phi Vân nổi gân xanh. Cái này mà là bình tĩnh. Phong Khanh Khanh nói. Đương nhiên, bọn họ biểu hiện rất bình tĩnh. Long La Phù mang thai, giờ mất tích làm người ta lo lắng. Nhưng trong bụng Long La Phù có thần thai, không ai bị thương nàng được. Tây Ngưu Hạ Châu giận dỗi nằm trong dự đoán của Phong Phi Vân, hắn cần đi an ủi một chút. Phong Phi Vân xoa trán. May mắn Nam Cung Hồng Nhan chưa sống lại, nếu không nàng sẽ chẳng biểu hiện bình tĩnh như thế. Phong Phi Vân không ở trong thiên quốc lâu, hắn ngưng tụ một phân thân đi an ủi Tây Ngưu Hạ Châu, một phân thân khác đi tìm Long La Phù. Chuyện này để phân thân làm là tốt nhất. Bản tôn mà đi sẽ nhức đầu chết. Phong Phi Vân đã tu luyện đại khôi lỗi thuật đến cảnh giới cực cao, dùng một giọt máu có thể luyện chế ra một phân thân. Lực lượng phân thân rất mạnh, cỡ vũ hóa đệ lục trọng. Bản tôn Phong Phi Vân ra khỏi thiên quốc, lại xuất hiện trên luyện thạch đài. Hiên viên nhất nhất đứng trước luyện thạch đài, đón gió đứng thẳng, áo trắng bay theo gió, nhẹ nhàng xuất trần. Phong Phi Vân bước tới gần sóng vai bên hiên viên nhất nhất. Nàng đã đến. Mắt hiên viên nhất nhất sáng như sao nói. Vốn nên đến. Phong Phi Vân hỏi. Đã định ngày hôn lễ. Hiên viên nhất nhất gật đầu, nói. Hai ngày sau, khi đó chí cường vạn tộc đều đến, trong nhân tộc nhiều chúa tể sẽ tham dự, xem như hôn lễ long trọng nhất mấy vạn năm nay. Cảm giác rất lạ, hai người biểu hiện vô cùng bình tĩnh, tự nhiên như nói chuyện bình thường. Không hỏi đối phương tại sao, không dây dưa tình cảm yêu hay không. Chuyện này thuận theo tự nhiên. Phong Phi Vân nói. Đã xây dựng xong phủ thành chủ thứ 9, rất lớn, rất hùng vĩ. Hôm nay ta có đi xem, tương lai nó là nhà của chúng ta. Sau khi thành hôn nàng có tính toán gì không? Hiên viên nhất nhất mắt sáng răng trắng, thân hình thon dài, tiên khí tinh khiết lượn lờ. Hiên viên nhất nhất nói. Đương nhiên là trợ giúp ngươi tìm cách để bán yêu đột phá vũ hóa cảnh. Trước khi đại kiếp nạn đến. Tập trung bồi dưỡng lực lượng bán yêu. Ta đã tìm dược điểm đột phá. Như thế nào? Sau khi thành hôn sẽ cho ngươi biết. Hiếm khi hiên viên nhất nhất nở nụ cười, rất đẹp. Phong Phi Vân nhìn say mê, có lẽ trong lòng nàng không mâu thuẫn việc cưới nàng. Hiên viên nhất nhất là một trong những nữ nhân đẹp nhất, lượng thiện nhất, hiểu ý người nhất thế gian. Ngày thành hôn đến, tước ra các trung ương vương triều, chủ tiên thành, phủ chủ thánh phủ nhân tộc. Các đại yêu vương, bán thánh lão tổ yêu tộc chạy đến hỗn độn thiên thành trước một ngày. Hôm nay phủ thành chủ thứ 9 hỗn độn thành rất náo nhiệt. Lụa đỏ đầy sảnh, đèn màu treo cao, không khí hân hoan. Này tên kia, là ngươi, nâng vò rượu này qua kia. Ngươi, ngươi, bên này, để ta nếm bàn linh quả đó trước. Sáng tinh mơ, sắc trời mới tờ mờ sáng Mao Ô Quy, huyết dao,
Tất Ninh soái đã bẩn tối mắt tối mũi. Bọn họ giúp bày tiệc mừng hôm nay. Thật ra đêm qua đã xong hội trường, Mao Ô Quy, Huyết Giao, Tất Ninh soái rảnh quá nên chỉ huy bậy. Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Anh Thánh Tổ với thế xám xét đã quét sạch nội loạn Mộ Phủ. Mao Ô Quy rảnh rỗi sinh nông nỗi, xin hai vị Thánh Tổ cho nghỉ phép đi Hỗn Độn Thiên Thành. Mao Ô Quy tuyên bố góp sức cho Phong Phi Vân. Tu vi của Mao Ô Quy rất mạnh, đã đến cảnh giới chuẩn thánh, lại là huyền vũ trong bốn yêu tộc, đẳng cấp lão tổ. Phong Phi Vân cho Mao Ô Quy nhiệm vụ tiếp đãi. Có lão huyền vũ canh trước cửa, dù là tiên hiền chí tôn các yêu tộc đến cũng sẽ không thấy mình bị xem nhẹ. Tất Ninh soái nghe nói Phong Phi Vân thành hôn, đêm trước dẫn theo vợ con đến phủ thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành. Tất Ninh soái đòi hỗ trợ, giờ gã và Tà Hồng Liên đang chạy tới chạy lui trong hội trường. Lúc thì Tất Ninh soái quát kêu nô bộc nâng vào rượu, một chốc lại kêu người bày lại bàn ghế, cảnh tượng rất náo nhiệt. Phong Phi Vân đang ở sâu trong các tầng điện vũ, nghênh tiếp một khách quý từ xa đến. Đó là một lão nhân ăn mặc mộc mạc, lão nhân tóc bạc phơ, đi đường run run nhưng cho cảm giác sâu không lường được. Phong Phi Vân nâng lão nhân. Mời Lưu Gia Gia ngồi. Lưu quản gia cười hiền. Không đơn giản, mới qua hơn 20 năm, thiếu gia thì một ác thiếu gia Phong gia lột xác thành nhân kiệt tuyệt thế vô song. Nhưng không được quá kiêu ngạo. Cảm ngộ đạo thánh linh là con đường rất dài, có thể nói bây giờ thiếu gia còn ở ngoài cửa. Phong Phi Vân kính yêu Lưu quản gia từ tận đáy lòng, hơn cả gia gia ruột. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Đa tạ Lưu gia gia dạy bảo, Phi Vân nhất định khắc ghi trong tim. Lưu quản gia vừa lòng gật đầu, cười nói. Thiếu gia có biết tại sao ngày xưa ta và phụ thân của thiếu gia nhìn thiếu gia từng bước xa đọa mà không kéo thiếu gia lại không? Phong Phi Vân trả lời. Phi Vân không biết. Lưu quản gia nói. Phụ thân của thiếu gia cho rằng người bình thường cần người ta dạy dỗ mới trưởng thành được. Nhưng quỷ thần thiên kiêu thật sự dựa vào bản thân mới có thể vô địch thiên hạ. Nuôi trong lồng và thả rông khác biệt ở chỗ người được nuôi thả có dã tính, sức sống càng mạnh mẽ hơn. Phong Phi Vân nói. Đoa hao được người tỉ mỉ chăm sóc không dễ sống như hoa dại mọc trên vách đá. Không trải qua sa đọa, lừa gạt. Phản bội thì làm sao hiểu cuộc đời hiểm ác. Ngày xưa ta nhìn thiếu gia từng bước lún xuống vực sâu sa đọa, lòng cũng rất bất nhẫn. Ta nhiều lần tìm phụ thân của thiếu gia năn nỉ chuyện thiếu gia. Ta cảm thấy thôi thì kéo thiếu gia lại đi, để thiếu gia thành chúa tể một phương thần tấn vương triều cũng đủ rồi, có lẽ không nên mong đợi thiếu gia cao như thế. Nhưng phụ thân của thiếu gia không trả lời, cứ chờ mãi. Cho đến khi số lệnh luân hồi thái cổ thần phượng trong đầu thiếu gia thức tỉnh, được chút ký ức kiếp trước, có cảm ngộ tu luyện kiếp trước thì thiếu gia mới bắt đầu hiểu chuyện. Sau khi xuống đáy vực lại bay lên trời, ta toát mồ hôi thay thiếu gia. Phong Phi Vân nói, ta muốn biết là ta thật sự là chuyển thế của thần Phượng Đại Nhân. Lưu quản gia gật đầu, lại lắc đầu nói. Có thể nói là vậy, một tàn niệm của thần Phượng Đại Nhân phong tại Đồng Lô Sơn, bảo vệ thứ quan trọng. Tàn niệm khác chắc luân hồi chuyển thế vào thiếu gia. Ta không rõ ràng tình huống cụ thể, chắc ngày xưa phụ thân của thiếu gia và thần niệm thần Phượng Đại Nhân có hiệp ước gì đó. Phong Phi Vân nói, thần Phượng Đại Nhân đã chết ở Thái Cổ nhưng còn một ít số mệnh tồn tại trên đời. Nên một phần thần hồn của thần Phượng Đại Nhân luân hồi chuyển thế vào người ta, muốn ta chém những số mệnh này. Có lẽ không phải chém đứt mà là chấp nhận. Lưu quản gia thở dài thườn thượt. Thiếu gia đừng quan tâm mấy chuyện này. Nếu đã được gọi là số mệnh thì số mệnh sẽ tìm đến thiếu gia, khi đó chém hay giữ lại do thiếu gia quyết định. Nước đến đất ngăn, binh đến tướng chặn. Tu vi của Phong Phi Vân đến cảnh giới bây giờ lòng đã tĩnh lặng, mỉm cười nói. Mẫu thân của ta và Lưu Gia Gia thật sự từng đính ước từ bé. Lưu quản gia cười tủm tỉm. Đúng vậy, Thâm Vũ là đứa trẻ ngoan, mẫu thân của thiếu gia rất thích nàng. Chờ mẫu thân của thiếu gia trở về từ tương lai sẽ nhắc đến. Phong Phi Vân hơi biến sắc mặt nói. Mẫu thân đi tương lai làm gì? Lưu quản gia trầm ngâm thật lâu, truyền âm vào tai Phong Phi Vân. Mẫu thân của thiếu gia đi tương lai thay đổi vài thứ. Phụ thân thiếu gia đi quá khứ tìm hiểu sự thật, ta không rõ ràng cụ thể, tóm lại là chuyện rất nguy hiểm. Đến cảnh giới như bọn họ cũng có nguy cơ sẽ chết. Phong Phi Vân trầm ngâm. Ngoài cửa vang tiếng bước chân, một thanh âm không chút khách sáo vang lên. Phong Phi Vân, bên ngoài đã có nhiều khách đến,
ngươi còn không đi tiếp đãi, trốn ở chỗ này làm gì? Sợ thành hôn sao? Chủ nhân thanh âm là Lưu Tô Tử, nàng và Hiên Viên Nhất Nhất chơi từ nhỏ, khi biết Hiên Viên Nhất Nhất sẽ gả cho Phong Phi Vân thì nàng phản đối kịch liệt nhất. Lưu Tô Tử cho rằng đây là cóc với Thiên Nga, càng nhìn Phong Phi Vân càng làm nàng khó chịu. Nhưng đêm trước ngày thành hôn Lưu Tô Tử vẫn đến giúp. Phong Phi Vân cười khổ, quận chúa Lưu Ly gia tộc thật khó hầu hạ. Phong Phi Vân đứng dậy cúi đầu hướng Lưu quản gia. Hôn nhân đại sự liên quan suốt đời, phụ mẫu không ở bên cạnh, Phi Vân muốn xin Lưu gia gia làm trưởng bối chứng hôn. Lưu quản gia cười gật đầu, nói. Có thể ngồi cùng với thánh thần là vinh hạnh. Trưởng bối bên Hiên Viên Nhất Nhất đương nhiên là Thủy Nguyệt Thánh Thần, chỉ có đẳng cấp như thế mới chấn được tình hình hôm nay. Phong Phi Vân, chưa chịu cút ra. Đến liền. Phong Phi Vân mở cửa, thấy Lưu Tô Tử anh tư tha thướt đứng ở khúc cua hành lang. Nàng mặc áo lụa tím, đầu bới kiểu tiên nữ, eo cột dây tơ xanh, mặc váy hao dài. Lưu Tô Tử mặc áo rộng nhưng không che giấu được dáng người gợi cảm. Đôi chân dài, ngực to, mông vêu. Vóc dáng bốc lửa thế này nếu Lưu Tô Tử mặc đồ nam là tự tìm đường chết. Phong Phi Vân gãi mũi trêu. Quận chúa mặc nữ trang thật hấp dẫn. Cổ Lưu Tô Tử trắng dài, mắt mong lung, môi đỏ mọng, mắt lạnh lùng nói. Ngươi còn dám nhìn nữa có tin cuộc sống sau hôn nhân của ngươi rất thê thảm. Phong Phi Vân cười nói. Quận chúa sao có thể ảnh hưởng sinh hoạt sau hôn nhân của ta? Phong Phi Vân ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói. Quận chúa và Nhất Nhất là tỷ muội tốt, quận chúa làm vậy sẽ bị thế nhân khinh bỉ. Lưu Tô Tử biết Phong Phi Vân nghĩ bậy, nghiến răng ken két. Phong Phi Vân vội bỏ chạy, không trêu Lưu Tô Tử thêm, sợ nàng nổi khùng. Tất Ninh Soái đi trên con đường nhỏ gần đó đang ngâm nga ca dao chẳng biết học từ đâu. Ăn một miếng đu đủ, dáng người cao. Đột nhiên một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, Tất Ninh Soái bị đè nằm sấp dưới đất, người bốc khói đen. Tất Ninh Soái hét chói tai. Chết tiệt, ai làm? Ngày càng nhiều khách khứa đến, số lượng ngàn vạn, nối liền không dứt. Một số bán thánh, chuẩn thánh cũng đến, mỗi người là đại nhân vật xưng hùng một phương. Phượng Hoàng Thiên Nữ đến. Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu không dự tiệc nhưng phái Phượng Hoàng Thiên Nữ thay mặt đến chúc mừng. Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu tặng một gốc phượng huyết cổ dược sinh trưởng một vạn cái nguyên hội, giá trị đứng sau lượng kiếp cổ dược. Hôn lễ của nhân tộc kinh động Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu thì đã rất ghê gớm. Bạch Hổ Hoàng tử bất quá đến. Bất tử bất quá nâng cái dương to vào, cười nói. Chúc mừng, chúc mừng. Đây là Bạch Hổ Đại Đế kêu ta tặng lễ vật. Mọi người giật mình, ngay cả Bạch Hổ Đại Đế cũng phái hoàng tử đến tặng quà. Mao Ô Quy nhận dương to, mở một cái khe. Ánh sáng rực rỡ bắn ra ngoài, một khối thần thạch màu trắng to cỡ đầu người lơ lửng bên trong. Có vô số đạo tắc thánh linh đan sen trên thần thạch màu trắng. Bất tử bất quá cười nói. Đây là một cái răng Bạch Hổ Đại Đế nhổ xuống, vừa để thay răng vừa chúc mừng tân lang quan tối nay có thể hùng, hổ, bắt giữ tân nương. Hổ đè thánh nữ, ha 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 ha. Huyết Giao hỏi. Vậy sao không có hổ tiên? Tặng một cái đi. Bất tử bất quá cười nói. Cái này, đi vội quá nên quên hỏi Đại Đế có chữ tồn nó không? Mọi người cười phé lên. Bạch Hổ Đại Đế nhổ một cái răng làm quà tặng, đây là tín hiệu rất nhạy cảm, ý nghĩa rất đặc biệt. Đám chí tôn yêu tộc rung động thầm nghĩ. Có Huyền Vũ yêu tộc, Phượng Hoàng yêu tộc hòa Bạch Hổ yêu tộc ủng hộ, sau hôn lễ chuyện nhân tộc thăng lên Thái Cổ Thánh tộc là cái chắc. Đương nhiên có người không cho rằng như thế. Dù sao Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu và Thiên Vu Đại Thần có xích mích, dù phái Phượng Hoàng Thiên Nữ đến tặng quà rất có thể là hình thức. Phong Phi Vân bước tới trò chuyện với Phượng Hoàng Thiên Nữ, bất tử bất quá, nói về hướng đi tương lai của vạn tộc. Mao Ô Quy nhìn chúa tể thánh đình xinh đẹp, nó ngây người nửa ngày rồi vội truyền âm cho Phong Phi Vân. Chúa tể, thánh đình trung ương vương triều thứ 6, đến. Phong Phi Vân chạy ra ngoài cửa, thầm tò mò chúa tể thánh đình trung ương vương triều thứ 6 là ai mà khiến Mao Ô Quy hoảng hốt như vậy. Phong Phi Vân mới bước tới cửa lớn thì đối diện chúa tể thánh đình trung ương vương triều thứ 6. Phong Phi Vân hóa đá. Thương Nguyệt. Biểu tình Phong Phi Vân phức tạp, khá bất ngờ. Nhưng Linh Giác sớm nói cho Phong Phi Vân thân phận chúa tể trung ương vương triều thứ 6, nên vẻ mặt hắn rất phức tạp. Vóc dáng Long Thương Nguyệt cao kiều, chắp hai tay sau lưng,
mặc áo vàng, tràn ngập quý khí. Mắt Long Thương Nguyệt chứa ý cười nói. Chúc mừng, chúc mừng. Phong huynh cưới được thánh nữ Kỳ Lân Vương, thật khiến toàn nam nhân trong thiên hạ hâm mộ chết. Long Thương Nguyệt cử chỉ ưu nhã, khí thế uy nghiêm chỉ người ngồi bề trên lâu mới nuôi dưỡng được. Phong Phi Vân đứng thẳng tắp, nhìn Long Thương Nguyệt chằm chằm, nặn nụ cười. Chúa tể đại nhân bận rộn nhiều việc còn tự mình đến tham gia hôn lễ của Phong ta, làm Phong ta rất vinh hạnh. Không biết chúa tể đại nhân có thể nói chuyện riêng một chút được không? Long Thương Nguyệt giơ tay nói. Mời. Mao Ô Quy ngoái đầu nhìn hai bóng người đi xa, ánh mắt nó phức tạp, khẽ thở dài. Chuyện đời khó đoán, oan nghiệt. Phong Phi Vân, Long Thương Nguyệt đi song song, dọc đường im lặng. Hai người vào điện vũ, cánh cửa tự động đóng lại. Bên trong chỉ có Phong Phi Vân và Long Thương Nguyệt. Ánh sáng tối sầm, yên lặng thật lâu. Phong Phi Vân mở miệng nói. Đã lâu không gặp, không ngờ nàng trở thành chúa tể thánh đình, quản lý một tộc nhân loại, quý không thể tả. Chuyện đời thật khó đoán, có thể nói cho ta biết mấy năm nay nàng sống như thế nào không? Quý không thể tả, ha ha ha, sao bằng ngươi là vương giả chí tôn thế hệ trẻ nhân tộc? Long Thương Nguyệt ngừng một lúc, kể cho Phong Phi Vân nghe chuyện mấy năm nay, không che giấu gì. Long Thương Nguyệt có nhắc đến thần thiên tước gia. Phong Phi Vân hỏi. Thần thiên tước gia đã chết. Long Thương Nguyệt nói. Một năm trước đã chết, thần thiên tước gia muốn vào cung chúa tể thánh đỉnh giết ta, không ngờ rơi vào cục ta và hộ hánh chiến thần bày ra. Mối họa lớn nhất Trung ương Vương Triều thứ 6 nay đã chết. Phong Phi Vân nói. Vậy ta yên tâm, nếu thần thiên tước gia không chết ta sẽ tự tay giết. Thần thiên tước gia từng là vô thượng chúa tể Trung ương Vương Triều thứ 6, bắt giữ thiên tử lệnh chư hầu. Tu vi đỉnh vũ hóa đệ bát trọng, khiến Phong Phi Vân nhìn được không với tới được. Bây giờ Phong Phi Vân muốn giết thần thiên tước gia không hề khó khăn. Long Thương Nguyệt cười nói. Hôm nay là ngày vui của ngươi lại một mình ở chung với nữ nhân khác, ngươi không sợ bị người ta nói. Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói. Không sợ. Phong Phi Vân lại bảo. Nàng thay đổi. Long Thương Nguyệt hỏi ngược lại. Thay đổi. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Trước kia nàng tuyệt đối không bình tĩnh như vậy, càng không cười thản nhiên như thế. Trước kia, có lẽ quá ngây thơ, hoặc nên nói người ở trong lòng ta không nặng như ta đã tưởng. Ngươi, làm gì đó? Phong Phi Vân ôm chặt Long Thương Nguyệt, tay luồn qua kẽ tóc. Phong Phi Vân hôn nàng. Long Thương Nguyệt vùng vẫy, nhưng cuối cùng quên hết tất cả say đắm trong nụ hôn, như muốn trút ra tình cảm đè nén. Nếu hôm nay không phải ngày Phong Phi Vân thành hôn có lẽ hai người đã lăn giường. Tiểu biệt thắng tân hôn. Thật lâu sau. Môi tách ra. Long Thương Nguyệt dùng tay áo lau môi, ai oán nhìn Phong Phi Vân. Long Thương Nguyệt nhớ đến trước kia. Con người luôn phải trưởng thành, có vài thứ học cách giấu trong lòng. Phong Phi Vân như không có việc gì xảy ra, cảm nhận mùi thơm đọng lại trong miệng. Nên mới nói nàng thay đổi nhiều. Long Thương Nguyệt bảo. Không nói mấy chuyện buồn phiền này nữa. Nghe nói tân nương đẹp như tiên, chuyến này ngươi lời to. Phong Phi Vân cười cười. Đúng là nàng rất đẹp, một nữ nhân không tệ. Nói thật là ta thấy mình hơi không xứng với nàng ấy. Phong Phi Vân đứng đàng hoàng không tái máy. Rầm. Cửa đại điện bị người vỗ nát, bóng sáng bay vào chiếu ra thân hình yểu điệu dưới đất. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân đứng trước cửa, thấy nhức đầu. Sao lại là nàng? Lưu Tô Tử nhìn Phong Phi Vân, ánh mắt gay gắt. Hay cho Phong Phi Vân, ngay hôm thành hôn mà ngươi dây dưa với nữ nhân khác. Ta đi nói cho Nhất Nhất, vạch bộ mặt thật của ngươi. Ngươi hãy giải thích với nàng đi, ta nờ đi cùng chúa tể khác bàn bạc chuyện sau khi nhân tộc trở thành thái cổ thánh tộc. Long Thương Nguyệt đi tới bên cạnh Lưu Tô Tử, đứng lại nhìn nàng. Long Thương Nguyệt cười nói. Ngươi là người thừa kế cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh đúng không? Tính cách hơi kém, thiếu điềm tĩnh. Long Thương Nguyệt nói xong phất tay áo bỏ đi. Lưu Tô Tử nghiến răng ken két. Dám nói tính cách ta kém, tiện nhân kia là ai? Phong Phi Vân cười nói. Nàng là chúa tể thánh đỉnh Trung ương Vương Triều thứ 6, tương lai nếu nàng trở thành cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh, có được phong tước hay không sẽ do chúa tể thánh đỉnh quyết định. Lưu Tô Tử xì hơi bong bóng. Phong Phi Vân nhẹ vỗ vai Lưu Tô Tử. Chúng ta đang bàn chuyện phân phối ích lợi sau khi nhân tộc trở thành thái cổ thánh tộc. Đây là bí mật chủng tộc,
nàng đừng nói lung tung ra ngoài. Phong Phi Vân hít sâu, cười nói. Thơm quá, ngày càng có hương vị nữ nhân. Ngươi muốn chết. Lưu Tô Tử tức giận chỉ tay vào Phong Phi Vân nhưng tấn công hụt, hắn đã biến mất khỏi điện vũ. Giữa trưa, khách khứa các tộc đã đến, toàn là đẳng cấp chí tôn, có sứ giả một số thánh linh. Hôn lễ long trọng thế này thật hiếm thấy, đã chấn động thiên hạ. Những trưởng bối đế gia cũng đến, ngồi xuống ghế. Một số đại nhân vật bán yêu minh đến, bán yêu chi thần mỗi trung ương vương triều cũng có mặt. Hai công chúa mộ phủ đại biểu hai vị thánh tổ đến chúc mừng, nhưng không thấy mặt bọn họ có vẻ gì là chúc mừng. Hai nàng nhị oán phụ ngồi trong góc, chỉ có thánh thực quả đang chọc bọn họ cười. Sứ giả quỷ thị tôn hoàng giáng lâm. Mặc dao dao mặc hồ cừu màu trắng, ôm con chó sư tử trắng, quyến rũ xinh đẹp, hấp dẫn nhiều ánh mắt. Không chỉ vì sắc đẹp của mặc dao dao, còn vì thân phận của nàng đặc biệt. Sứ giả quỷ thị tôn hoàng. Phong Phi Vân mặc áo đỏ tự mình đi nghênh đón, từ xa chắp tay cúi đầu. Phong Phi Vân cười nói. Phong Phi Vân có tài đức gì mà có thể kinh động đến tôn hoàng lão nhân gia? Da mặc dao dao trắng hơn cả tuyết, nàng cười mỉm chi, quyến rũ hấp dẫn, thanh âm nũng nịu. Con trai độc nhất của thiên vu đại thần kết liền cành, thiên hạ đều biết chuyện lớn này. Tôn hoàng cũng muốn đến uống ly rượu mừng, bất đắc dĩ lão nhân gia không thích lộ mặt, đành phái ta đưa lễ tặng. Phong Phi Vân cười nói. Sao không thấy mặc cô nương mang quà tới? Mặc dao dao nói. Ta tặng mình cho ngươi, có dám nhận không? Mặc dao dao môi hồng răng trắng, mặt hoa da phấn, nụ cười làm nhiều chí tôn lòng lâng lâng. Đây mới là quyến rũ tuyệt sắc. Dám nói lời đó ngay trong ngày tân lang thành hôn, nhiều người toát mồ hôi hột. Lại xem vẻ mặt mặc dao dao, may mắn không đến phá rối. Phong Phi Vân vẫn cho rằng mặc dao dao chính là nữ nhân của quỷ thị tôn hoàng, hắn không dám nói đùa theo, giữ im lặng. Mặc dao dao cười nói. Quà của tôn hoàng là một câu nói. Lão nhân gia bảo nếu ngươi có rắc rối gì thì cứ đến tìm tôn hoàng có thể giải quyết rắc rối cho ngươi một lần. Phong Phi Vân hiểu ý nghĩa câu nói này, quý trọng hơn thiên kim vạn ngân. Lễ vật này quá nặng, Phong Phi Vân đa tạ tôn hoàng dày yêu. Đây là tuyên bố với người trong thiên hạ quỷ thị tôn hoàng chống lưng cho Phong Phi Vân. Những người muốn đụng vào Phong Phi Vân trước khi ra tay phải đắn đo xem mình có chịu nổi thánh uy của quỷ thị tôn hoàng không. Câu nói này rất nặng ký, các đại nhân vật chủng tộc lần nữa cảm giác núi dựa sau lưng Phong Phi Vân khổng lồ, quỷ thị tôn hoàng cũng làm chỗ dựa cho hắn. Không lâu sau chân thân Thủy Nguyệt Thánh Thần đến, lực lượng thần thánh hùng hồn lấy phủ thành chủ thứ 9 hỗn độn thành làm trung tâm khuếch tán nguyên hỗn độn thiên thành. Trong khoảnh khắc này ức vạn sinh linh trong hỗn độn thiên thành cảm giác tu vi của mình tăng mảng lớn, có một số thăng lên một cảnh giới. Lòng Phong Phi Vân rung động, cảnh giới của Thủy Nguyệt Đình khủng khiếp quá. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Thánh niệm ra, chúng sinh đều thành. Chẳng lẽ đây là một người thành thánh, gà chó lên trời trong truyền thuyết? Một mình Thủy Nguyệt Đình khiến các sinh linh trong hỗn độn thiên thành tăng tu vi mảng lớn. Ý là, khắp trốn vui mừng, chỉ thánh linh mới có thủ đoạn nghịch thiên như thế. Mặc dao dao nhìn Thủy Nguyệt Đình chằm chằm, nhếch môi cười. Mặc dao dao thật tự nhiên nói. Mau vậy đã đến cảnh giới vô lượng chân thánh, xem ra nhân tộc thăng lên thái cổ thánh tộc là chuyện ván đóng thuyền. Các chí tôn yêu tộc càng rung động, một số quỳ xuống đất lạy. Bọn họ dập đầu lạy Thủy Nguyệt Đình như vái thánh nhân, nói chính xác thì đây vốn là quỳ lạy thánh nhân. Dù tu vi của ngươi cao đến đâu, có là chuẩn thánh khi thấy thánh linh đều phải quỳ lạy. Đây là một loại lễ tiết, như ngươi vào miếu thờ sẽ lạy thần linh. Đương nhiên ngươi có thể chọn không quỳ, bình thường thánh linh sẽ không tức giận vì điều này. Nhưng làm vậy là để lại ấn tượng xấu trong lòng người khác, cảm thấy ngươi không tôn trọng thánh nhân, cuồng vọng tự đại. Trưởng bối của tân nương đã đến đủ, mọi người phong chờ trưởng bối bên tân lang. Khá nhiều người mong thiên vu đại thần trong truyền thuyết sẽ xuất hiện. Phong Phi Vân dìu một lão nhân ra. Vị tiền bối này trông chừng Phi Vân từ nhỏ đến lớn, đủ làm trưởng bối chứng hôn. Nhiều người lộ vẻ thất vọng, so với địa vị vô thượng của Thủy Nguyệt Thánh Thần thì lão nhân dường như không có tư cách ngồi ngang hàng với nàng. Không đúng. Có người nhận ra không tầm thường. Lão nhân lõm khỏm, bước chân loạng choạng nhưng mỗi bước rất có quy luật, tiết tấu cực kỳ chính xác. Mỗi bước chân như đạp trên quy luật thiên đạo. Thủy Nguyệt Thánh Thần nhìn lão nhân, tâm tình bình tĩnh, nhẹ gật đầu chào lão.
Nhiều người thấy động tác này thì rất rung động, hay lão nhân là tồn tại ghê gớm. Có thể biểu hiện ung dung trước ánh mắt của Thủy Nguyệt Thánh Thần sao là người bình thường được. Lưu quản gia ngồi xuống ghế trên, ngang hàng với Thủy Nguyệt Thánh Thần. Lưu quản gia phát ra thánh uy, mơ hồ thấy lửa xanh hừng hực bốc cháy trên bầu trời. Lão nhân tuổi già sức yếu bỗng chốc tinh thần quắc thước, mắt sáng rực rỡ. Nhiều sinh linh lại quỳ xuống. Lưu quản gia cười nói. Hôm nay là ngày Phi Vân tân hôn, phụ mẫu của hắn không có bên cạnh. Lão hủ trông Phi Vân đến lớn, xem như một nửa người thân. Hôm nay để ta làm chủ hôn cho Phi Vân, có thể cùng thánh thần chứng hôn cho bọn họ là vinh hạnh vô cùng. Xung quanh Thủy Nguyệt Thánh Thần tràn ngập khí lưu hỗn độn, cảm giác như nàng không có trong thời không này. Giờ đây cơ thể Thủy Nguyệt Thánh Thần ngưng tụ lại, thanh âm minh mông. Có thể cùng lão phủ chủ Thanh Loan Thánh Phủ chứng hôn cho bọn họ cũng là vinh hạnh của ta. Thanh Loan Thánh Phủ, một số đại yêu vương thái cổ thánh yêu tộc sợ hết hồn. Bọn họ biết rõ Thanh Loan Thánh Phủ đại biểu cho cái gì, là nơi thần thánh hơn cả Hỏa Loan Đế Cung. Các chí tôn yêu tộc giấu đi lòng kiêu ngạo, nhiều người quỳ xuống vái lạy Thanh Loan Thánh Tổ ngồi trên cao. Đúng vậy, Lưu quản gia chính là Thanh Loan Thánh Tổ. Năm xưa Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu tấn công nhân tộc. Hỏa Loan yêu tộc là thái cổ thánh yêu tộc gần gũi với Phượng Hoàng yêu tộc nên cũng góp sức. Khi ấy Thanh Loan Thánh Tổ là cường giả số một Hỏa Loan yêu tộc, dẫn dắt đại quân Hỏa Loan yêu tộc đi theo Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu chinh chiến, quyết diệt sạch nhân tộc. Nhưng Thanh Loan Thánh Tổ bị Thiên Vu Đại Thần đánh bại, Thiên Vu Đại Thần không giết Thanh Loan Thánh Tổ. Hai người nảy sinh cảm giác không đánh nhau không quen biết, anh hùng thích anh hùng. Sau này Thiên Vu Đại Thần đánh nhau với Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu. Hai bên bị thương. Thiên Vu Đại Thần bỏ chạy. Sau khi Thiên Vu Đại Thần bị thương trốn đi gặp Diệt Thế Giả vực ngoại Vô Đạo bày ra cục này. Thiên Vu Đại Thần bị thương nặng đương nhiên không đánh lại Vô Đạo. Thanh Loan Thánh Tổ ra tay giúp đỡ nhưng không đấu lại Vô Đạo. Cuối cùng Thiên Vu Đại Thần chết, Thanh Loan Thánh Tổ bị thương nặng. Hai người không nói rõ cụ thể trận chiến ấy, nhưng Phong Phi Vân đoán Thiên Vu Đại Thần vì cứu Thanh Loan Thánh Tổ nên mới chết. Bởi vậy tình cảm của hai người càng bền chặt hơn. Sau đó mẫu thân của Phong Phi Vân cứu hai người, Thiên Vu Đại Thần vào luân hồi lộ, chuyển thế trọng sinh. Long tộc xảy ra chút chuyện, mẫu thân của Phong Phi Vân phải về tộc giải quyết, mời Thanh Loan Thánh Tổ đến bảo vệ Phong Phi Vân và Thiên Vu Đại Thần chưa lấy lại tu vi. Hơn 10 năm đó Thanh Loan Thánh Tổ đổi tên thành Lưu Quản Gia, ở trong Phong Phủ. Mãi khi Phong Phi Vân chính thức trưởng thành, Lưu quản gia yên lòng rời khỏi thần tấn vương triều, xem như hoàn thành phó thác của phụ mẫu Phong Phi Vân. Có thể nói Thanh Loan Thánh Tổ không bao giờ là người hầu của mẫu thân Phong Phi Vân, đúng hơn là quan hệ bạn bè với phụ mẫu của hắn. Nhìn chuyện chỉ phúc vi hôn cho Phong Phi Vân, Thanh Loan Thánh Nữ thì biết quan hệ thật sự của Lưu quản gia và phụ mẫu Phong Phi Vân. Tôn nữ của người hầu làm sao chỉ phúc vi hôn cho nhi tử của chủ nhân được. Thanh Loan Thánh Tổ đến chứng hôn. Đây là chấn nhiếp chí tôn các yêu tộc. Bản tôn thánh tổ giáng lâm chứ không phải phái sứ giả, cũng không phải phân thân. Từ đó thấy được Thanh Loan Thánh Tổ rất yêu thương Phong Phi Vân, sau này ai dám đụng vào hắn sẽ phải hứng lấy cơn giận của Thanh Loan Thánh Tổ. Tất Ninh Soái kích động nói. Nếu ta có thể nhận ra gia nuôi như thế thì tuyệt vời, sau này có đi địa bàn thái cổ thánh yêu tộc cũng không sợ gì. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Lưu Tô Tử nâng tân nương đi đến. Bốn thần nữ tế tự áo trắng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh theo phía sau. Bốn người hôm nay mặc áo đỏ vui mừng. Tân nương mặc áo uyên ương đỏ, đầu trùm khăn nhưng không thể che giấu vô thượng tiên tư. Cổ trắng ngần, tóc đen lắc lư, xinh đẹp khó tả. Nghi thức hôn lễ hoàn thành trong không khí vui vẻ tốt đẹp. Lại thiên địa, lại trưởng bối xong đôi tân nhân bị đưa vào động phòng. Đương nhiên bây giờ chưa tới lúc động phòng, tân lang bị đám tây môn suy tiêu. Trung Nguyên Nhất Điểm qua kéo đi chuốc rượu, lại bị các trưởng bối chuốc say. Lúc Phong Phi Vân về phòng thì đã xỉn mắt quáng gà. Trong lòng Phong Phi Vân không ghét cuộc hôn nhân này, chỉ thấy có lỗi với Đông Phương Kính Nguyệt, Nam Cung Hồng Nhan. Nhưng Phong Phi Vân kiềm nén mấy chuyện nhức đầu này, chờ tương lai rồi tính. Đêm nay là đêm động phòng hoa trúc, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Hiên Viên Nhất Nhất ngồi trên giường không biết đã bao lâu, quần áo không nhàu chút nào. Đầu vẫn đội khăn trùm. Phong Phi Vân đóng cửa lại, mắt say lờ đờ. Thánh linh nội đan vận chuyển bài trừ một nửa men rượu ra ngoài, đầu óc choáng váng tỉnh táo hơn một chút. Phong Phi Vân nói,
đã để nàng đợi lâu. Hiên Viên Nhất Nhất dịu dàng nói. Ngày thành hôn ngươi nên cùng khách nhân lâu một chút. Lòng Phong Phi Vân rất bình tĩnh, hắn cầm gậy trên bàn đi tới bên giường. Dưới ánh nến, áo cưới trên người Phong Phi Vân đỏ thắm. Phong Phi Vân cười nói. Nàng tu luyện là tâm ngữ tính tâm kiếm điển, bây giờ nàng không còn là Thủy Nguyệt Thánh Nữ mà là Kiều Thê Phong Gia. Lòng nàng còn có thể bình tĩnh không? Tâm tĩnh đương nhiên tĩnh, tâm nhiễu thì tất nhiên nhiễu. Thủy Nguyệt Thánh Nữ hay thê tử của Phong Gia cũng chỉ là danh hiệu. Chẳng lẽ gả cho ngươi rồi ta không phải là Hiên Viên Nhất Nhất sao? Cảnh giới đạo tâm của Hiên Viên Nhất Nhất cao hơn Phong Phi Vân tưởng tượng, nàng nói ra lời đó khiến hắn yên lòng. Phong Phi Vân dùng gậy đẩy khăn trùm đầu, khuôn mặt tinh xảo tuyệt trần lộ ra, môi đỏ au, da trắng bóc, mũi dọc dừa, mắt như làn nước, rèm mi dài như lá liễu. Hiên Viên Nhất Nhất ngồi trên giường, dưới ánh đèn da thịt tựa ngọc sáp, đôi mắt trong sáng nhìn Phong Phi Vân đứng trước mặt. Phong Phi Vân cũng nhìn Hiên Viên Nhất Nhất. Bốn mắt nhìn nhau, ăn ý vô cùng. Có câu nữ nhân mặc áo mới là lúc đẹp nhất, bây giờ Hiên Viên Nhất Nhất đẹp còn hơn tiên nữ. Có thể cưới mỹ nhân như thế, làm trượng phu còn cầu gì nữa. Phong Phi Vân từng nói trước khi Nam Cung Hồng Nhan sống lại hắn sẽ không cưới nữ nhân nào. Phong Phi Vân chưa từng nghĩ rằng nữ nhân thứ nhất gả cho hắn sẽ là Hiên Viên Nhất Nhất. Giờ phút này, Phong Phi Vân không hề hối hận. Nếu đã cưới Hiên Viên Nhất Nhất thì Phong Phi Vân sẽ yêu nàng suốt đời, bảo vệ nàng không bị tổn thương chút gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Còn các nữ nhân Nam Cung Hồng Nhan, Đông Phương Kính Nguyệt, Phong Phi Vân sẽ cho bọn họ một lời giải thích. Phong Phi Vân đã nói mà không làm được, hắn phải gánh vác hậu quả thất hứa. Hiên Viên Nhất Nhất nằm trên giường, hai tay đặt trước ngực, không kiềm được hỏi. Ngươi yêu ta không, dù chỉ một chút. Hiên Viên Nhất Nhất không muốn hỏi vấn đề này, nhưng nàng cảm thấy giờ đã là thê tử của Phong Phi Vân, nàng nên hỏi ra. Phong Phi Vân nằm thẳng bên cạnh Hiên Viên Nhất Nhất, chóp mũi ngửi mùi thơm từ người nàng. Phong Phi Vân trêu ghẹo. Thánh nữ điện hạ mà cũng hỏi câu tục vậy sao? Hiên Viên Nhất Nhất trả lời. Thủy Nguyệt Thánh nữ sẽ không hỏi vấn đề này, nhưng Hiên Viên Nhất Nhất, thê tử của Phong Phi Vân sẽ hỏi. Phong Phi Vân trầm tư giây lát, nghiêm túc nói. Lúc ở Cửu Uyên Tiên Thành ta nói rồi, ta rất thích nàng. Phong Phi Vân nói. Khi ấy ngươi chỉ là kẻ xấu xa bụng dạ khó lường. Không không, ta thật sự thích nàng. Lần đầu tiên gặp nàng ở Cửu Tiêu Tiên Thành cứ tưởng thấy tiên nữ giáng trần, thầm nghĩ đời này nếu có thể nói một câu với Thủy Nguyệt Thánh Nữ là hạnh phúc nhất đời. Gặp lại nàng trong mộ Bạch Chu Thánh Tổ, ta bắt đầu có hảo cảm với nàng. Tư chất tuyệt đỉnh, đẹp như tiên Nga. Thân phận cao đẳng lại chưa từng giết người. Ta chưa bao giờ gặp nữ nhân như thế. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Hèn gì ngươi có nhiều hồng nhan chi kỷ, cái miệng của ngươi có khi nên bị may lại. Phong Phi Vân nói. Ta không phải loại nam nhân miệng lưỡi trơn tru, ta toàn nói lời thật lòng. Nàng không biết mình ưu tú bao nhiêu đâu. Đừng nói kẻ tục như Phong Phi Vân, dù là thánh nhân cũng sẽ yêu nàng đến quên mất lối về. Nữa rồi, hết nghe nổi. Hai người nằm chung một chiếc giường, nhìn nóc nhà nói mấy câu bâng quơ qua đêm tân hôn. Ngày hôm sau, mặt trời chưa dâng lên từ chân trời, một luồng huyết quang hiện ra trên bầu trời. Ánh sáng đỏ lan tràn bao phủ nguyên thiên địa, hỗn độn thiên thành, lãnh tô ỏ nhân tộc, Tây Ngưu Hạ Châu, bâu ơ gồm tiểu linh tiên giới, bầu trời thần giới. Tất cả đỏ như máu. Bầu trời đổ mưa máu, nước sông ngòi trong vòng một ngày tốc độ đỏ máu, đấm cát bị nhuộm đỏ. Đây là thiên triệu. Toàn thiên hạ, mỗi sinh linh ngước nhìn bầu trời, biết đại kiếp nạn đã đến. Mưa máu đổ 7 ngày, sau đó các tộc không giấu kín chuyện diệt thế giả vực ngoại nữa. Thật ra có muốn giấu cũng không được. Vì sóng diệt thế giả vực ngoại thứ nhất đã đến bầu trời bên trên Tây Ngưu Hạ Châu. Một trời sao bị hủy diệt, khí thế bẻ gãy nghiền nát ập hướng Tây Ngưu Hạ Châu. Quân tiên phong diệt thế giả vực ngoại sớm bị thánh linh chấn giữ trong trời sao tiêu diệt. Nhiều diệt thế giả vực ngoại chết nên bầu trời mới phản chiếu màu máu, đổ mưa máu 7 ngày. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Như thánh giả các tộc tiên đoán, sinh linh mỗi chủng tộc nghe tin diệt thế giả vực ngoại liền trở nên phập phồng lo sợ. Mưa máu đổ 7 ngày, bầu trời đỏ máu, có nơi sinh ra sát khí, có nơi nuôi ma đầu. Đại thế chìm trong hỗn độn, cường giả các tộc quản lý loạn thế. Phong Phi Vân đứng dưới mái hiên nhìn trời sao mông lung.
tâm tình rất tệ. Ầm 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 ầm. Đột nhiên trung tâm hỗn độn thiên thành truyền đến khí thế hùng hồn khiếp người, hỗn độn hải sôi trào. Sóng to ngập trời, vô số diệt thế bia văn rơi ra khỏi thần bia. Diệt thế bia văn lơ lửng trên bầu trời, sắp hàng tổ hợp hình thành từng vòng thiên hư thần văn. Các thánh giả đứng bên bờ hỗn độn hải, nhìn mặt biển hiện ra thiên thư thần văn, thánh uy trên người lắng đọng. Nhiều người buông tiếng thở dài. Khí diệt thế truyền khắp hỗn độn thiên thành, nhiều cảnh tượng diệt thế chiếu trên bầu trời, khiến người nhìn rét run. Phong Phi Vân nói, bí mật trong diệt thế thần bia đã bị giải. Phong Phi Vân nhìn hướng hỗn độn hải, thấy các chữ bay trong không trung, xếp hàng rồi lại bị đánh tan, lặp lại. Tiếng thánh linh than thở truyền ra, vang vọng chín tầng mây. Sinh linh ngàn vạn dặm nghe rõ mồn một, cảm nhận trong lòng thánh linh vô tận yêu thương. Các thánh linh đã nhìn thấy gì? Không ai biết, các thánh linh không nói ra. Hiên Viên Nhất Nhất đứng bên cạnh Phong Phi Vân, bình tĩnh như nước nói. Chúng ta cũng nên xuất phát. Phong Phi Vân gật đầu. Phong Phi Vân, Hiên Viên Nhất Nhất sắp đi cổ địa xa xôi, tìm cách giúp bán yêu đột phá vũ hóa cảnh. Mao Ô Quy, Huyết Giao, Thánh Thực Quả cũng đi theo. Phong Phi Vân hỏi. Lão Mao không về mộ phủ sao? Mao Ô Quy cười nói. Hai vị thánh tổ từng điểm hóa ta, nói chỉ khi ta đi cùng ngươi mới gặp cơ duyên đột phá tiên tiên cảnh, nên duyên phản của hai ta chưa dứt. Đoàn người đi vào hiên cực cổ trận đài trong hỗn độn thiên thành. Tòa hiên cực cổ trận đài này nhiều năm chưa bị khởi động, linh thạch trong cổ trận đài đã tiêu hao hết. Phong Phi Vân chỉ có thể tự mình bỏ linh thạch vào. Cổ trận đài chia làm 4 đẳng cấp, hoàng cực cổ trận đài, huyền cực cổ trận đài, địa cực cổ trận đài, thiên cực cổ trận đài. Thiên cực cổ trận đài có thể đánh nát không gian, xuyên suốt thời gian, vượt qua khoảng cách không gian từ 10 vạn tiên nhân nhảy trở lên. Đương nhiên bày ra thiên cực cổ trận đài không dễ dàng, cần có tu vi thánh linh mới làm được. Huyết Giao hỏi. Phong gia, chúng ta sẽ đi đâu mà cần dùng thiên cực cổ trận đài? Phong Phi Vân đặt các viên long linh thạch vào chỗ lõm, liên tục bỏ 108 viên long linh thạch vào thiên cực cổ trận đài. Phong Phi Vân trả lời. Tây Ngưu Tây Cực. Huyết Giao hút ngụm khí lạnh, mắt xoa tròn. Huyết Giao nhỏ giọng nói. Hỗn độn thiên thành cách Tây Ngưu Tây Cực khoảng 30 vạn tiên nhân nhảy, phải xuyên qua mấy trăm đại giới, hèn gì cần sử dụng thiên cực cổ trận đài. Không có chuyện gì đến chỗ đó làm chi. Tây Ngưu Tây Cực rất gần với hồng hoang cổ hải. Trung ương vương triều thứ 6 xem như giới rất to, được gọi là giới thứ 6, nhưng đông tây cách nhau chỉ khoảng 1.200 tiên nhân nhảy. Đám người Phong Phi Vân sắp đến chỗ tận cùng phía Tây Tây Ngưu Hạ Châu, cách hỗn độn thiên thành mấy chục vạn tiên nhân nhảy. Nếu không có thiên cực cổ trận đài, dù Phong Phi Vân điều khiển thanh đồng cổ thuyền bay ngày đêm không ngừng nghỉ cũng cần mấy chục năm mới đến. Phong Phi Vân nói, nếu ngươi không muốn đi thì ở lại hỗn độn thiên thành cũng được. Phong Phi Vân đặt xong linh thạch, kích hoạt thiên cực cổ trận đài. 108 cột sáng bắn ra từ cổ trận đài, mỗi cột sáng hình dạng như thần long. Phong Phi Vân, Hiên Viên Nhất Nhất bước vào thiên cực cổ trận đài. Mao Ô Quy, Thánh Thực Quả cũng vào theo. Trong mắt Huyết Giao xoay tròn, vào phút cuối nó bay vào trong thiên cực cổ trận đài. Ánh sáng chợt lóe, đám người biến mất khỏi thiên cực cổ trận đài. Một tháng sau, tận cùng phía Tây Tây Ngưu Hạ Châu, một hồ nước lớn sôi trào. Hồ nước ngưng tụ thành trận văn to lớn, nước kết băng tinh cứng rắn. Ánh sáng lóe sáng. Đám người Phong Phi Vân xuất hiện trên mặt hồ. Vù 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 vù. Bên cạnh hồ nước lớn toàn là cây cối cổ hoàng, dây leo to cỡ miệng chén bay ra khỏi thân cây mang theo hơi thở máu me cuốn Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất lấy thiên nhai thước ra, ngọc thước chỉ hướng dây leo. Bầu trời và thiên địa hình thành bình chướng, dây leo đập vào bình chướng vang tiếng nổ điếc tai. Bình chướng dao động vằn nứa. Hiên Viên Nhất Nhất không muốn bị thương nó. Nhưng lực phản chấn từ thánh linh dụng cụ làm dây leo thành bột phấn. Trong núi non chập trùng tuyền ra thanh âm hùng hồn. Nhân loại, nơi đây là lãnh thổ thụ tông, dù là thánh linh đến Tây Ngưu Tây Cực cũng phải có phép tắc. Một gốc thần thụ to lớn phá đất bay ra, càng lớn càng cao. Cuối cùng thân cây bay vào tầng mây, lá cây to cỡ ngọn núi, các rễ cây lơ lửng trong không trung. Huyết Giao nhỏ giọng nói. Thụ tông tụ tập 1.875 cường giả thực vật yêu tộc trong thiên hạ. Cao thủ như mây, cường giả như mưa.
658 đại giới phía Tây Tây Ngưu Hạ Châu đều là lãnh thổ của Thụ Tông. Thái cổ thánh yêu tộc cũng không muốn trêu chọc chúng nó. Tu sĩ yêu tộc loài thực vật bởi vì hạn chế thân thể, tu luyện khó khăn, ít ai thành đạo. Chúng nó không như nhân tộc, thú tộc có thể tùy ý rời khỏi chỗ mình tu luyện nên luôn thuộc chủng tộc yếu thế. Những tu sĩ yêu tộc này tập hợp thành lập Thụ Tông, miễn tu vi đến thiên mệnh cảnh là yêu tộc loài thực vật có thể tham gia Thụ Tông, đến lãnh đại Thụ Tông tu luyện. Lúc ban đầu Thụ Tông thành lập chỉ chiếm cứ một giới, gọi là tổ thụ giới. Sau này Thụ Tông không ngừng khuếch trương, thành viên càng lúc càng nhiều. Trải qua mấy trăm ức năm, nay Thụ Tông đã có 658 đại giới. Tuy diện tích lãnh thổ của Thụ Tông chỉ bằng một thái cổ thánh yêu tộc nhưng số lượng tu sĩ thì nhiều hơn thái cổ thánh yêu tộc gấp ngàn, vạn lần. Số lượng cường giả Thụ Tông hơn hẳn Long tộc, nhưng Thụ Tông có hơn 1.000 chủng tộc, sống rải rác, không phân chia đẳng cấp thống trị nghiêm khắc như Long tộc, vì vậy sức ảnh hưởng thua Long tộc. Trước khi Phong Phi Vân đến Tây Ngưu Tây Cực đã tra cứu tư liệu, hiểu biết Thụ Tông. Tại đây không thể đi tùy thích, nếu không sẽ bị vây công mãi không dứt. Phong Phi Vân bình tĩnh nói. Tại hạ là Phong Phi Vân của nhân tộc, đặc biệt đến viếng tang Mô Lão Tổ. Không biết vị tiền bối này có thể dẫn tiến cho không? Cổ thụ to lớn đổi giọng thân thiện hơn. Phong Phi Vân, chí tôn vương giả thế hệ trẻ. Hóa ra là ngươi, tang Mô Lão Tổ từng dặn nếu ngươi đến Thụ Tông thì trực tiếp đưa đi tổ thụ giới. Cổ thụ biến nhỏ, hóa thành một nam nhân áo xanh bay đến bên hồ to. Bản thể nam nhân áo xanh là một gốc cổ thị thụ, đã sinh trưởng gần trăm vạn năm. Nhưng nam nhân áo xanh ngưng hình hóa thể khoảng 8.000 năm trước, vì vậy chỉ tính 8.000 tuổi. Đối với yêu tộc loài thực vật tuổi thọ rất lâu dài, dù sống mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm cũng không có gì lạ. Nếu chọn ngưng hình hóa thể thì tối đa chỉ có tuổi thọ mấy vạn năm. Trừ phi tu luyện đến cảnh giới thánh linh thì tuổi thọ mới tăng lên. Đương nhiên yêu tộc loài thực vật nếu không ngưng hình hóa thể thì sức chiến đấu rất thấp. Thực vật sinh trưởng 100 vạn năm có lẽ chỉ tương đương với sức chiến đấu tu sĩ nhân loại thiên mệnh cảnh. Có được thì có mất mới có được. Đây chính là thiên đạo, dư bù đắp cho thiếu. Phong Phi Vân cười nói. Tang Mô Lão Tổ biết trước ta định đến tìm lão nhân ra. Cổ Kỳ nói. Lão Tổ tuổi thọ lâu dài, trí tuệ mênh mông như tinh hải. Trong thiên địa bất cứ biến đổi gì cũng không gạt được lão tổ. Phong công tử hãy cùng ta đi tổ thụ giới. Phong Phi Vân gật đầu, đi theo Cổ Kỳ lại bước vào cổ trận đài. Trước thái cổ bán yêu có thể đột phá vũ hóa cảnh, nhưng sau thái cổ thì không thể đột phá vũ hóa cảnh. Chuyện này chắc chắn liên quan đến hoàn cảnh thiên đạo Tây Ngưu Hạ Châu hiện tại. Dựa theo tài liệu Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thu thập, hiên viên nhất nhất nêu ra một phỏng đoán. Trước thái cổ thiên hạ chia làm cửu châu. Mỗi một châu hoàn cảnh thiên đạo khác nhau. Có lẽ trên đại lục này bán yêu có thể đột phá vũ hóa cảnh, trong lục địa khác bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh. Tây Ngưu Hạ Châu là lục địa bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh. Ban đầu Phong Phi Vân nghe suy đoán của hiên viên nhất nhất cảm thấy rất khó tin, nhưng ngẫm kỹ lại cảm thấy rất có thể là vậy. Thiên đạo quy tắc khác nhau tùy theo không gian và thời gian. Ví dụ một số đại giới trong Tây Ngưu Hạ Châu mặc cho tu sĩ cố gắng tu luyện cỡ nào, được bao nhiêu thiên tài địa bảo nhưng không thể đến cảnh giới Niết Bàn, như bị lực lượng thiên đạo vô hình đè chết dưới cảnh giới Niết Bàn. Nơi như thế gọi là mảnh đất thiên đạo bần cùng. Đồn rằng Long tộc có một lãnh địa, dựng dục ấu Long trong chỗ đó vừa sinh ra liền có tu vi cảnh giới Niết Bàn. Tư chất khác nhau tu luyện trong lãnh địa ca thì tốc độ tu luyện nhanh hơn nơi khác gấp 10 lần. Chỗ như vậy gọi là vùng đất thiên đạo ban ơn. Điều này chứng minh một vấn đề, đại vực chênh lệch, thiên đạo quy tắc cũng khác biệt theo. Nhưng thiên đạo quy tắc biến đổi ẩn hình, người bình thường không cảm nhận được. Ngay cả thánh linh chỉ tu luyện đạo thánh linh của mình, thấy thiên đạo quy tắc tồn tại. Nhưng muốn hiểu rõ biến đổi thiên đạo quy tắc thì đa số thánh linh không làm được. Nhưng trong thiên địa có một sinh linh cảm nhận rõ rệt thiên đạo quy tắc tồn tại, thậm chí biết thay đổi ẩn hình. Sinh linh đó chính là Tang Mô Lão Tổ của Thụ Tông. Không ai biết Tang Mô Lão Tổ sống bao lâu, có người nói Tang Mô Lão Tổ là hóa thạch trong thiên địa. Có người nói tuổi của Tang Mô Lão Tổ chắc ngang ngửa với lượng kiếp cổ dược. Có người nói vòng tuổi trong thân thể Tang Mô Lão Tổ nhiều còn hơn thiên đạo quy tắc. Phong Phi Vân đặc biệt đến thăm Tang Mô Lão Tổ, hắn cứ nghĩ bối phận của mình thấp, khó mà được gặp mặt Tang Mô Lão Tổ. Nên trước đó Phong Phi Vân xin Lưu quản gia viết phong thư giới thiệu,
chẳng ngờ Tang Mô lão tổ đã biết trước hắn sẽ tới. Phong Phi Vân thầm nghĩ, lần này tìm đúng hướng rồi. Tổ thụ giới nằm ở biên giới Tây Ngưu Hạ Châu, gần Hồng Hoang Cổ Hải. Nơi này núi cao còn hơn cả trời, nham thạch tồn tại xa xưa hơn cả đất đai. Chốn này là thiên đường của thực vật, tùy thời trông thấy nhiều giống lời kỳ lạ. Một gốc bội lân thụ rực cháy ngọn lửa, gió thổi qua lá cây tóe lửa, phát ra tiếng kỳ lân gầm giống. Trên bầu trời lơ lửng muôn vạn kỳ hoa, giữa các hoa xuyên qua tia chớp. Chính giữa kỳ hào có một nữ nhân ngồi xếp bằng, mở mắt hờ hững liếc đám người Phong Phi Vân một cái rồi nhắm lại. Cổ kỳ nói, đó là Phạn Hoa Lôi Tổ, tu vi đến cảnh giới chuẩn thánh, đức cao vọng trọng trong thụ tông, từng nghe Tang Mô lão tổ tông giảng đạo. Cổ kỳ dẫn đám người Phong Phi Vân xuyên qua biển xét đi vào dãy núi viễn cổ. Khắp nơi là khí thế hùng hồn, một gốc cây ngọn cỏ đều có lực lượng bán thánh. Phong Phi Vân nói, chỗ này không uổng là mảnh đất vĩnh hằng tồn tại từ thái cổ, số lượng cường giả thụ tông chắc vượt xa bên ngoài phỏng đoán. Cổ kỳ cười nói, Phong huynh là nhân loại thứ nhất có tư cách vào tổ thụ thần lĩnh. Bên ngoài xem chúng ta như thế nào không quan trọng, chúng ta chỉ muốn tìm chỗ yên ổn để sống, không muốn tranh giành tài nguyên, đánh giết với ai. Phong Phi Vân gật gù. Yêu tộc loại thực vật không cần nuốt linh dược, chẳng cần linh thạch, chỉ cắm rễ vào đất là có thể hấp thu khí đất đai tăng cao tu vi. Cổ kỳ nghiêm túc nói. Phong huynh nói sót một điều. Chúng ta không chỉ có thể hấp thu khí đất đai, còn có thể phản hồi nhiều thứ cho thiên địa, không phải luôn cướp lấy. Phong Phi Vân nói. Có một chuyện ta không hiểu. Yêu tộc loại thực vật sử dụng tài nguyên không xung đột với nhân tộc, thái cổ thánh yêu tộc. Tại sao không trực tiếp cắm rễ trong lãnh thổ nhân tộc, yêu tộc, thú tộc? Cổ kỳ nhìn Phong Phi Vân, cười nói. Trước khi Hiên Viên Đế Sư xuất hiện thì tộc phụ thuộc vào các đại yêu tộc, làm phụ thuộc chưa chắc sống nổi. Tại sao Hiên Viên Đế Sư dẫn dắt nhân tộc khai sáng ra lãnh thổ ỏ của riêng mình? Thành lập vương triều nhân loại. Phong Phi Vân cười cười. Đã hiểu. Cổ kỳ mỉm cười nói. Đến nơi. Phong Phi Vân đứng bên vách đá treo leo, nhìn xuống mây mù mịt, tầng tầng lớp lớp, mênh mông khó lường. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng không thấy đáy vực. Ầm, một rễ cây đen thui cổ xưa từ đáy vực sâu leo lên, xuất hiện trên vách đá. Rễ cây hiện khuôn mặt người già nua, cằm và đỉnh đầu là rễ cây, mặt đầy khe rãnh. Cổ kỳ nói, bái kiến lão tổ tông. Phong Phi Vân khom người hành lễ. Bái kiến Tang Mô lão tổ. Tuy chỉ là một khúc rễ cây nhưng khí thế quá khổng lồ, làm người ta kính sợ. Đây là thụ hánh cổ xưa, không ngưng thể biến hóa đã thành thánh. Giọng Tang Mô lão tổ ra nua nói. Phong Phi Vân, khi lão hủ phá vỡ nguyền rủa vũ hóa cảnh liền biết sớm muộn gì ngươi sẽ đến đây. Cổ kỳ, ngươi lui xuống đi. Cổ kỳ lại cúi đầu hướng Tang Mô lão tổ, đi xuống. Phong Phi Vân nói. Xin Tang Mô tiền bối chỉ điểm bến mê. Tang Mô lão tổ điều chỉnh hình dạng, rễ cây biến hình giống người nhưng chỉ hơi giống, không phải ngưng hình hóa thể. Kết cấu thân thể vẫn bằng gỗ, đầu và cằm đầy rễ. Tang Mô lão tổ nói. Chúng ta hãy nói từ ban đầu đi. Phong Phi Vân, ta hỏi ngươi, có biết tên của đại thế giới này? Phong Phi Vân cung kính nói. Tây Ngưu Hạ Châu, không, Cửu Châu. Tang Mô lão tổ lắc đầu, nói. Cửu Châu là 9 khối đại lục nổi trên mặt biển, diện tích không đến 1/10 đại thế giới này. Nhiều nơi trong đại thế giới bị nước biển phủ lên, diện tích đại dương vô biên vô hạn, xa không lường được. Dù là thánh linh chưa chắc bay đến tận cùng đại dương. Phong Phi Vân rất rung động, nhưng hắn không nghi ngờ lời của Tang Mô lão tê. Nếu bình loạn trí gải số 1 Tây Ngưu Hạ Châu thì khỏi bầu chọn gì, trí tuệ của Tang Mô lão tổ là số 1, không ai nghi ngờ điều này. Tang Mô lão tổ tiếp tục bảo, sinh linh trong biển cả nhiều còn hơn trên đại lục, khủng bố hơn. Phía tây Tây Ngưu Hạ Châu, Hồng Hoang Cổ Hải, phía nam Tây Ngưu Hạ Châu, Côn Bằng Thần Hải, phía đông Tây Ngưu Hạ Châu, Chí Tuế Tiên Hải, phía bắc Tây Ngưu Hạ Châu, Vô Cực Băng Hải. Diện tích 4 đại dương quanh Tây Ngưu Hạ Châu, mỗi một đại dương hơn Tây Ngưu Hạ Châu rất nhiều. Sinh linh trong biển đáng sợ hơn rồng, phượng. Thời kỳ thái cổ thế giới có cách gọi 9 châu 84 biển, gọi chung là Di Châu Đại Lục. Di Châu Đại Lục trời tròn đất vuông, hình dạng như một tòa đại lục lơ lửng trong trời sao. 90% Di Châu Đại Lục bị nước biển bao phủ,
chỉ có 9 hòn đảo lộ ra ngoài nước biển. 9 hòn đảo này Thái Cổ gọi là Cửu Châu, Di Châu Đại Lục. Trước kia Phong Phi Vân không cho rằng mình là ếch ngồi đáy giếng, nhưng bây giờ hắn phải thừa nhận điều này. Trước kia Phong Phi Vân như con ếch ngồi trong giếng, cho rằng Tây Ngưu Hạ Châu là hình dạng nguyên thế giới. Giờ Phong Phi Vân mới biết Tây Ngưu Hạ Châu chỉ là một hòn đảo lộ ra trên mặt biển Di Châu Đại Lục. Tồn tại như con kiến tầm mắt chỉ thấy xa một tấc, làm sao biết thế giới này lớn cỡ nào. Tang Mô Lão Tổ tiếp tục bảo. Di Châu Đại Lục cộng ước vạn ngôi sao xoay quanh trong vũ trụ cấu thành hệ thống thế giới trời sao to lớn, gọi là Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Trong trời sao có mấy ngàn, vạn Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới chỉ là một trong số đó. Cái gọi là diệt thế giả vực ngoại tức tu sĩ bảy Hỗn Nguyên Đại Thế Giới rất gần với Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Phong Phi Vân hỏi, tại sao tu sĩ bảy Hỗn Nguyên Đại Thế Giới khác công kích Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới? Tại sao trong thời gian ba lượng kiếp pháp lực bọn họ không ra tay mà phải chờ đến bây giờ mới tấn công? Tang Mô Lão Tổ chậm rãi nói. Cái này lát sẽ nói, chúng ta bàn về bán yêu trước. Ngươi cũng biết khu vực khác nhau thì thiên đạo quy tắc cũng sẽ biến đổi kỳ diệu đúng không? Chịu thiên đạo quy tắc ảnh hưởng, giống loài mỗi khu vực hình dạng khác nhau. Hoàn cảnh khu vực khác, nhiệt độ, mật độ linh khí, mức độ đất đai phì nhiêu tùy vùng. Khu vực cách gần thì loại ảnh hưởng này rất xa, khu vực cách xa nhau ảnh hưởng càng lớn. Không chỉ ức chế độ cao tu vi vài sinh vật mà còn ảnh hưởng sinh tồn của giống loài đặc biệt. Phong Phi Vân nói. Ta hiểu rồi, Tang Mô Lão Tổ đang nói đến Long tộc và Phượng tộc. Tang Mô Lão Tổ gật đầu, nói. Tây Ngưu Hạ Châu vốn không ở khu vực biển này, nhưng bị một chiếc linh chu đụng tới đây, lệch khỏi khu vực cũ 50 vạn tiên nhân nhảy. Đương nhiên đây không phải nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng Long tộc, Phượng tộc. Lý do chính là vì Tây Ngưu Hạ Châu khiến Long tộc chỉ có nam giới, Phượng tộc chỉ có nữ giới. Phong Phi Vân hỏi. Chẳng lẽ Long tộc, Phượng tộc không muốn tìm khu vực thích hợp cho sinh mệnh sinh sản trong biển cả? Tang Mô Lão Tổ khẽ thở dài. Lúc đại kiếp nạn mới qua, vạn tộc điêu linh, thánh linh gần như chết hết. Các chủng tộc trốn đến Tây Ngưu Hạ Châu. Không lâu sau nữ giới Long tộc chết hết. Nam giới Phượng tộc cũng chết. Hai chủng tộc khủng hoảng, cứ tưởng bị vực ngoại nguyền rủa diệt tộc. Nhưng trong rồng Phượng tộc ra hiền tài, tìm thấy cách truyền thừa chủng tộc. Dùng tinh huyết ngưng tụ thai trứng, cách này nhìn như đơn giản nhưng tồn tại vô số sắp hàng phức tạp. Không biết qua bao nhiêu tiên thánh cải tiến mới khiến Long, Phượng tộc truyền thừa. Khi đại thế bình tĩnh lại, Long, Phượng tộc nghĩ thông nguyên nhân thì hai tộc đã chấp nhận cách sinh sản mới. Không ai muốn đi vượt biển tìm sinh mệnh nguyên địa, hơn nữa phái hệ cổ hủ tồn tại. Rồng nào dám đi tìm vùng đất Thái Cổ Long tộc sinh sản sẽ bị gọi là phản nghịch. Phong Phi Vân hỏi. Chẳng lẽ phụ thân của ta cũng sinh ra như vậy? Tang Mô Lão Tổ nói. Trứng rồng của mẫu thân ngươi tìm thấy ở hải ngoại, nhưng không sinh ở hậu thời kỳ Thái Cổ mà là trứng rồng có từ Thái Cổ. Trồng quýt ở phía nam gọi là quất, nhưng quýt rồng ở phương bắc thì gọi là cam. Cái này là vì chênh lệch địa vực, nhiệt độ khí hậu, ảnh hưởng hình dạng sinh vật, cái này mới lệch mấy ngàn dặm. Trong tiểu thuyết hở chút là lệch ức dặm, hàng vạn ức dặm. Nên lệch địa vực, thiên đạo thay đổi, ảnh hưởng cách Long, Phượng tộc sinh sản là hợp lý. Phong Phi Vân hỏi. Vậy nghĩa là bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh cũng do bị thiên đạo quy tắc ảnh hưởng. Tang Mô Lão Tổ nói. Cái này không liên quan gì đến Tây Ngưu Hạ Châu di chuyển. Bởi vì trước Thái Cổ bán yêu quanh năm sinh hoạt ở Tây Ngưu Hạ Châu cũng không thể đột phá vũ hóa cảnh. Bán yêu là thể sinh mệnh đặc biệt, gần như không được thiên đạo chấp nhận, bị thiên đạo ức chế cũng bình thường. Nhưng trước Thái Cổ có một lục địa thích hợp cho bán yêu sinh tồn. Nếu bán yêu tu luyện trên lục địa đó thì tốc độ mau kinh người, khá nhiều bán yêu sức chiến đấu lợi hại hơn cả rồng phượng. Lục địa đó gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, một trong Cửu Châu. Trước Thái Cổ một nửa sinh linh trên Nam Thiệm Bộ Châu là bán yêu, tính thực lực tổng thể lục địa thì Nam Thiệm Bộ Châu xếp hàng đầu trong Cửu Châu, Tây Ngưu Hạ Châu xếp chót. Tiếc rằng trong trận chiến cuối thời kỳ Thái Cổ, Nam Thiệm Bộ Châu chìm vào đáy hồng hoang cổ hải. Phong Phi Vân hỏi, ở trong Nam Thiệm Bộ Châu bán yêu có thể đột phá vũ hóa cảnh, có nguyên nhân gì không? Tang Mô Lão Tổ gật đầu, nói, có, vị Hoa Hậu Đại Thánh ở Nam Thiệm Bộ Châu lấy thân bổ thiên đạo. Biến mất trong thiên địa. Nam Thiệm Bộ Châu có đạo tắc thánh linh đậm đặc nhất của Hoa Hậu Đại Thánh,
nếu bán yêu ở Nam Thiệm Bộ Châu có thể đến vũ hóa cảnh, thậm chó là cảnh giới thánh linh. Nam Thiệm Bộ Châu, hoa hậu hóa đạo, lấy thân bổ thiên. Những sự tích này chỉ để lại vài câu ít ỏi trong truyền thuyết thần thoại. Thủy Nguyệt Đình thi triển thánh pháp thánh linh trong hỗn độn thiên thành khiến sinh linh trong thành tăng tu vi mảng lớn. Hoa hậu đại thánh là thân đại thánh, tu vi cao hơn Thủy Nguyệt Đình biết bao nhiêu lần. Sau khi hoa hậu đại thánh hóa đạo ảnh hưởng tự nhiên càng lớn, khiến Nam Thiệm Bộ Châu thành thiên đường cho bán yêu. Bởi vậy miễn là tìm được Nam Thiệm Bộ Châu bị chìm tương đương tìm thấy cách bán yêu đột phá vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân nói, xin Tang Mô tiền bối chỉ điểm làm cách hòa tìm được vị trí Nam Thiệm Bộ Châu chìm. Tang Mô lão tổ hỏi lại, tìm thấy thì làm sao, nguyên lục địa chìm vào đáy biển, dù là thánh linh cũng không thể nâng lục địa lên. Một tòa lục địa vô cùng minh mông, bao gồm vô số giới. Lực lượng của một thánh linh chỉ có thể chống một giới. Trừ phi là đại thánh xuất thế mới sử dụng lực lượng chống lục địa trong biển cả, đó là đại pháp lực, đại thần thông. Hoặc Phong Phi Vân có thể tu luyện thành vạn thú thánh chiến thể, phát huy ra lực lượng một vạn vị thánh linh mới chống lục địa từ đáy biển trồi lên. Nhưng từ xưa đến nay không ai tu luyện thành vạn thú thánh chiến thể. Phong Phi Vân hiểu đạo lý này, nhưng hắn không cam lòng. Phong Phi Vân nói, thời kỳ thái cổ thánh giả vạn tộc có thể đưa bảy lục đại di châu hỗn nguyên đại thế giới vào trời sao, vậy chắc chắn sẽ có cách khiến lục địa chìm vào đáy biển nổi lên mặt nước. Tang Mô lão tổ khen ngợi gật đầu, bàn tay khô quát thò xuống vực sâu. Một miếng lá cây vàng dài hơn vạn dặm bay ra khỏi mây mù. Lá cây che lấp bầu trời, mỗi mạch văn như dãy núi lớn. Phong Phi Vân nhìn lá cây màu vàng. Đây là một tiểu thế giới, có hàng ức sinh linh sống trong tiểu thế giới này. Không đúng, trong tiểu thế giới có vô số đạo tắc thánh linh, khí sinh mệnh cực kỳ đậm đặc. Chẳng lẽ là... Phong Phi Vân giật mình nhìn Tang Mô lão tổ. Tang Mô lão tổ gật đầu, nói. Bản thể của ta là một gốc Tang Mô thụ, tổng cộng dài 8 ước 4.000 vạn mảnh lá cây. Mỗi cách mỗi 81 nguyên hội là lá sẽ rụng một lần. Cách 81 nguyên hội lá cây lại mọc ra. Đây là một mảnh lá trong 8 ước 4.000 vạn mảnh lá cây. Cũng là chiếc lá sức sống thịnh vượng nhất, sẽ giúp được ngươi tìm kiếm Nam Thiệm Bộ Châu. Một mảnh lá cây là một thế giới. Trong thế giới lá cây 81 nguyên hội là một kỷ nguyên, một lần luân phiên sinh mệnh sinh diệt. Thế giới thánh linh thật là khó đoán biết. Đa tạ tiền bối ban lá cây. Phong Phi Vân duỗi tay ra, năm ngón tay bắn ra linh quang. Lá cây dài vạn dặm nhỏ dần, biến thành thu nhỏ cỡ bàn tay. Linh quang sáng rực, thánh quang lấp lánh. Lá cây vàng bay xuống, sức nặng lá cây có thể đè chết tu sĩ dưới vũ hóa cảnh. Tang Mô lão tổ ngước nhìn trời, một ngọc phù xé gió bay tới. Ngọc phù rơi vào tay Tang Mô lão tổ, nó xem nội dung xong cười tủm tỉm. Tang Mô lão tổ nhìn Phong Phi Vân, nói. Đây đúng là may mắn, ông trời đều giúp ngươi. Phong Phi Vân hỏi. Tiền bối lại được tin tức gì? Tang Mô lão tổ gật đầu, nói. Phủ chủ bốn phủ mộ phủ. Hải phủ, thiên phủ, lục phủ cùng phát ra vạn thánh tập kết lệnh, gọi thánh linh nguyên di châu hỗn nguyên đại thế giới đi tiểu linh thiên giới. Thánh linh trong đại thế giới đều đi hết, với tu vi hiện tại của ngươi có đi hồng hoang cổ hải cũng không sợ bị thánh linh trong biển nuốt. Giờ lão hủ xuất phát đây, mong tiểu hữu bảo trọng. Vạn thánh tập kết lệnh. Vậy chẳng phải là thánh linh nguyên di châu hỗn nguyên đại thế giới đều rời đi. Triệu tập toàn bộ thánh linh chắc có chuyện lớn kinh thiên động địa cần làm. Lòng Phong Phi Vân rất rung động. Vạn thánh rời đi, di châu hỗn nguyên đại thế giới tự nhiên an toàn hơn nhiều. Không bao nhiêu tồn tại có thể uy hiếp an toàn mạng sống của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân có kiềm nén nỗi lòng phập phồng, hỏi. Trong lòng vãn bối còn một đề hy vọng lão tổ giải đáp cho, vấn đề này lúc trước vãn bối đã hỏi. Tang Mô lão tổ trầm ngâm giây lát, nghiêm túc trước giờ chưa từng có. Diệt thế giả vực ngoại công kích di châu hỗn nguyên đại thế giới không đơn giản vì cướp tài nguyên, có lẽ liên quan đến chu nẻ thần thoại hoa hậu bổ thiên. Đồn rằng thở đầu thái cổ có một tiên hà từ vân chi tiên giới rơi xuống, đánh nát thiên đạo quy tắc thủng một lỗ to. Lỗ hổng nằm ở di châu hỗn nguyên đại thế giới. Sau này cách ba lượng kiếp pháp lực là lỗ hổng sẽ mở một lần, có lẽ liên quan đến chuyện này. Đây chỉ là suy đoán của lão hủ, đừng xem là thật. Tang Mô lão tổ nói xong đuổi Phong Phi Vân đi, nó cưỡi mây rời đi, lĩnh vạn thánh tập kết lệnh đến tiểu linh thiên giới.
Mao Ô Quy kinh ngạc hỏi. Cái gì? Vạn thánh tập kết lệnh. Chỉ có bốn phủ chủ cùng ra tay mới ngưng tụ thành, triệu hoán thánh linh trong thiên hạ, không ai dám không nghe. Trong hậu thời kỳ thái cổ vạn thánh tập kết lệnh chỉ xuất hiện hai lần. Đoàn người Phong Phi Vân đã ra khỏi tổ thụ thần lĩnh, xuất phát đi hồng hoang cổ hải. Phong Phi Vân hỏi. Phải rồi, ta chưa hỏi ngươi. Rốt cuộc bốn phủ là gì? Sao trước kia ta chưa từng nghe nói qua? Mao Ô Quy nói. Nếu ngươi trở thành chúa tể hay thánh linh nhân tộc thì sẽ biến chuyện bốn phủ. Trước kia tu vi của ngươi quá thấp, làm sao biết bí mật cao cấp trong Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới? Tử phủ tức là thiên phủ, hải phủ, lục phủ, mộ phủ. Trong đó thiên phủ xây dựng tại tiểu linh tiên giới, quản lý sinh linh trên tiểu linh tiên giới. Phủ chủ lục phủ là tổ long vương mỗi đời. Đôi khi phượng hoàng yêu tộc, bạch hổ yêu tộc, huyền vũ yêu tộc sinh ra trí cường thì cũng có thể trở thành phủ chủ lục phủ. Lục phủ quản lý Tây Ngưu Hạ Châu, bí cảnh, tiểu thế giới, đại vị diện, các sinh linh trong trời sao đầy rẫy. Hải phủ xây dựng trong biển cả mênh mông, quản lý sinh linh trong biển. Mộ phủ thì quản lý phức tạp, trên quản thần giới, dưới quản quỷ môn địa phủ. Có một số thế giới dưới lòng đất cấm kỵ cũng thuộc mộ phủ quản lý. Phong Phi Vân nói tiếp. Phủ chủ là hai vị thánh tổ thủ hoàng, Tuyết Anh đúng không? Mao Ô Quy lắc đầu, nói. Thủ hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ là phi tử của phủ chủ mộ phủ. Phủ chủ mộ phủ còn có phi tử khác. Tỷ muội Quý Gia là hậu đại của hai vị thánh tổ. Sau khi hai thánh tổ mất tích thì mẫu thân của Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô bị phi tử trong mộ phủ hãm hại. Hai vị thánh tổ trở về mộ phủ đã bắn chết tiện nhân kia. Phủ chủ không có lời nào để nói, dù sao là tiện nhân kia có lỗi. Phong Phi Vân cảm thán rằng, thủ hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ chỉ là phi tử của phủ chủ mộ phủ, vậy phủ chủ mộ phủ là nhân vật ghê gớm đến đâu? Trong mắt Phong Phi Vân thì thủ hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ đã rất lợi hại, tay cầm phá tiên cung bắn ra vẫn thánh tiễn, trong thiên địa số người chặn lại được bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mao Ô Quy cười gian. Phủ chủ tu luyện chưa đến 300 năm đã thành thánh, sau này có dương thần thánh thai, tu luyện hơn 10 vạn năm. Ngươi cảm thấy trong thiên địa này có mấy người đấu lại phủ chủ. Đương nhiên hai vị thánh tổ cũng rất mạnh, ngay trước mặt bao người bắn chết phi tử của phủ chủ. Dưới vẫn thánh tiễn, phủ chủ cũng không thể che chở tiễn nhân kia. Phong Phi Vân nói. Rất oai. Mao Ô Quy cười nói. Tuy nguyên Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới do bốn đại phủ quản lý, nhưng bốn phủ chỉ có tác dụng điều tiết, khống chế đại thế thiên hạ, không thể một tay che trời. Như Tổ Long Vương, tuy là chủ lục phủ nhưng chỉ khi gặp sự kiện lớn mới ban pháp chỉ, ra vài quyết định. Nếu Tổ Long Vương không làm việc công bằng thì những thánh linh sẽ không tâm phục khẩu phục. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Bốn phủ tồn tại có tác dụng là theo dõi thế cục thiên hạ. Mao Ô Quy gật gù. Bốn phủ tồn tại là bí mật cao cấp nhất Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, chỉ có chí tôn mỗi tộc biết. Cảnh giới không đủ mãi mãi không thể chạm đến tầng này. Nếu tu vi của Phong Phi Vân vẫn còn ở cảnh giới Niết Bàn thì Mao Ô Quy, Tang Mô Lão Tổ tuyệt đối không nói mấy thứ này cho hắn biết. Huyết Giao mở miệng hỏi. Phong gia, rốt cuộc chúng ta sẽ đi đâu? Đã đến bên cạnh hồng hoang cổ hải, Phong Phi Vân đứng bên bờ biển nhìn sóng cuốn trời trôi đất. Phong Phi Vân nói, vào trong biển, tìm một lục đại chìm từ thái cổ. Vù 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 vù. Thanh đồng cổ thuyền bay ra khỏi người Phong Phi Vân biến thành thần hạm to lớn dài mấy ngàn dặm. 18 thần buồm vải sắt cổ xưa mà rách dưới phát ra tiếng bùm bùm đinh tai trong gió. Thân tàu loang lổ rỉ sét, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Thanh đồng cổ thuyền đáp xuống hồng hoang cổ hải như dãy núi sắt. Tựa mũi tên rời cung dương buồm rẽ sóng lao vào hồng hoang cổ hải. Một lát sau không thấy Tây Ngưu Hạ Châu sau lưng đâu. Huyết Giao đứng trên sàn tàu nhìn biển cả mênh mông, ngây ngốc. Má ơi, hồng hoang cổ hải, mẫu thân ta nói trong biển có thái cổ hung ngư chuyên môn ăn giao. Mao Ô Quy ưỡn ngực, cười nói. Yên tâm, đã theo ta thì sẽ không để ngươi chịu thiệt, ca sẽ che chở ngươi. Trước khi biết có vạn thánh tập kết lệnh, Mao Ô Quy tuyệt đối không dám xông vào hồng hoang cổ hải. Nhưng bây giờ, dưới thánh linh có bao nhiêu người giết được nó? Có câu là thiên hạ không thánh linh, con rùa làm đại vương. Nghe nói trong hồng hoang cổ hải có rất nhiều thiên tài địa bảo, lão tử giàu rồi.
Mao Ô quy định bụng thừa dịp thánh linh đi tiểu linh tiên giới sẽ bứng mấy hang ổ thánh linh trong hồng hoang cổ hải. Mao Ô quy càng nghĩ càng thích thú. Đây là cuộc hành trình trên biển dài dòng, Phong Phi Vân ngồi xếp bằng ở mũi thuyền, lỗ tai đất lơ lửng trước mặt. Phong Phi Vân tham ngộ đạo thánh linh. Hiên Viên Nhất Nhất cũng ngồi xếp bằng, tay cầm thiên nhai thước, tay kia cầm hiên viên kiếm. Vô số đạo tắc thánh linh bay ra từ hai thánh linh dụng cụ, bao bọc người Hiên Viên Nhất Nhất lại. Mao Ô Quy lấy ra bức tranh rách, bên trên vẽ khu vực biển, có chỗ đánh dấu. Huyết giao, thánh thực quả vây quanh Mao Ô Quy, xì sầm thảo luận. Chúng nó đang bàn chuyện gì đó, dường như nhằm vào thánh cung của một vị thánh linh trong biển. Sóng vỗ mặt biển, sóng nước như bức tường, thuyền nhỏ bình thường tới đây sẽ bị sóng đập nát. Phong Phi Vân tóm thánh thực quả, ánh mắt âm trầm hỏi. Chúng nó đã đi đâu? Cơ thể thánh thực quả như con rùa nhỏ, bị ngón tay Phong Phi Vân kẹp chặt mai rùa. Thánh thực quả nuốt nước bọt khan, đôi mắt tì hí nhìn Phong Phi Vân, lắc đầu nguầy nguậy. Phong Phi Vân uy hiếp. Có nói không, có tin là ta ném ngươi vào biển cho cá ăn. Thánh thực quả gật đầu lia, nhưng không chịu khai thật. Hiên Viên Nhất Nhất mặc áo trắng thướt tha bước tới, nói. Đừng khó xử tiểu Mao, ta biết lão Mao và huyết giao đi đâu. Chúng đi đâu? Hiên Viên Nhất Nhất trả lời. Trong khi người bế quan tham ngộ đạo thánh linh thì chúng ta bàn về thánh cung của Sa Hoàng Thánh Tổ, chắc đã đi cướp báu vật trong thánh cung. Thanh đồng cổ thuyền đã lướt đi 2 năm trên hồng hoang cổ hải, cách Tây Ngưu Hạ Châu 2 vạn ức dặm, rất xa xôi. Trong 2 năm nay Phong Phi Vân luôn tham ngộ đạo thánh linh, đạo tắc thánh linh đã nhiều đến 854 cái. Hôm trước Mao Ô Quy đến tìm Phong Phi Vân, than thở khóc lóc nói. Phong ca, lúc gia gia của ta chết có bảo ta từng để lại di vật huyền vũ nhân tộc trong khu vực biển này, kêu ta khi còn sống phải tìm về. Đây là nguyện trọng trước khi chết của gia gia ta. Lúc ấy Phong Phi Vân đang tu luyện, chỉ có một thần thức ở ngoài cơ thể nên không nghĩ nhiều đã dừng thanh đồng cổ thuyền lại. Mao Ô Quy, huyết giao choàng vai bá cổ chạy đi lấy di vật, nguyên một ngày chưa thấy về. Phong Phi Vân nhận ra không thích hợp, hắn bừng tỉnh lại, suy tính ngay. Phong Phi Vân cứ nghĩ Mao Ô Quy, huyết giao gặp nguy hiểm. Nhưng trên hồng hoang cổ hải có hải thần tự nhiên, ngăn lực lượng thiên đạo của sinh linh trên đất liền. Phong Phi Vân chỉ có thể suy tính mọi thứ trong phạm vi 1 ức dặm. Trong 1 ức dặm không có dấu vết sinh mệnh của Mao Ô Quy, huyết giao. Với tu vi hiện tại của Mao Ô Quy, dưới thánh linh khó gặp địch thủ, sao có thể bị người làm thịt. Phong Phi Vân biết ngay Mao Ô Quy, huyết giao kéo nhau đi làm chuyện xấu, nên bắt thánh thực quả tra hỏi. Thánh cung của Sa Hoàng Thánh Tổ, chúng nó thật to gan. Tuy thánh linh rời đi nhưng trận pháp để lại vẫn có thể giết chuẩn thánh. Phong Phi Vân không yên tâm, vội điều khiển thanh đồng cổ thuyền lướt hướng khu vực thánh cung Sa Hoàng Thánh Tổ. Thanh đồng cổ thuyền mới đến khu vực đó thì mặt biển dâng lên sóng hơn tận trời, cao mấy ngàn thước, đánh sát tầng mây. Huyết giao hóa thành bản thể, người nó như dãy núi đỏ máu. Huyết giao trợn mắt dữ tợn, thanh âm như rồng. Huyết giao bơi trong nước biển bay qua thanh đồng cổ thuyền. Mao Ô Quy ngồi trên lưng huyết giao, tay cầm vỏ sò tử tinh to cỡ bánh xe. Mao Ô Quy hét to. Mau, mau lên, Phong Phi Vân tới đón chúng ta. Bằng hữu tốt có khác, mau lên. Tên trộm kia đừng trốn, để lại Thiên Châu thần bối, nếu không sẽ chết. Một đám lão nhân trồi lên mặt biển, có lưng đầy vảy, có vỏ rùa, yêu khí dày đặc, khí thế khổng lồ. Hơn 10 lão nhân là tu vi bán thánh, cùng đánh ra thần quang, mưa ánh sáng công kích huyết giao. Huyền vũ thiên đồ. Móng vuốt Mao Ô Quy vạch hư không vẽ ra huyền đồ cuốn trời quét đất. Vô số tia chớp xẹt qua huyền đồ, đánh bay hơn 10 bán thánh yêu tộc. Huyết giao, Mao Ô Quy đáp xuống thanh đồng cổ thuyền, cười với Phong Phi Vân. Phong gia đến rất đúng lúc, giờ chúng ta đi mau. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền nhìn biển dậy sóng, nói. Muốn đi, sợ là không dễ vậy. Ầm 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 ầm. Đáy biển bay ra một đống tu sĩ yêu tộc bao vây thanh đồng cổ thuyền, ngàn vạn bóng yêu xuất hiện trong không trung và mặt biển, chiến kỳ che trời, từng đoàn sát khí tụ lại thành muôn vàn. Một tu sĩ yêu tộc cầm loa pháp to thổi kèn, thanh âm vang vọng ước vạn dặm khu vực biển. Càng nhiều tu sĩ nhân loại tụ tập lại đây. Tên trộm to gan, dám xông vào trận pháp thánh tổ, phá hủy Sa Hoàng Thánh Tổ, người bị tội gì?
Nó đã trộm đi Thiên Châu thần bối, phải giữ chúng lại. Giết! Vô số tu sĩ nhân loại lao vào thanh đồng cổ thuyền, rậm rạp che trời, khắp nơi là bóng yêu, che kín tầm mắt. Hai tay Phong Phi Vân đặt ở vị trí thánh linh nội đan, miểu quỷ ban chỉ trên ngón cái vận chuyển nhanh sinh ra liên kết với Long Mã Hà Đồ thanh đồng cổ thuyền. Long Mã Hà Đồ xoay tít sinh ra lực lượng mạnh mẽ hất bay tu sĩ yêu tộc dám đến gần thanh đồng cổ thuyền. Đi! Thanh đồng cổ thuyền lắc mạnh, đụng vỡ hơn 10 đại trận giam cầm do tu sĩ yêu tộc bày ra. Thế yêu tộc nào dám ngăn cản thanh đồng cổ thuyền đều sẽ bị lực lượng thuyền cổ này đụng nát thành huyết phụ. Bùm 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 bùm. Mấy giây sau, thanh đồng cổ thuyền lao ra vòng vây đến cách ngàn vạn dặm, tiến sâu vào đại dương. Mao Ô Quy cười to bảo. Ha 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 ha, phong ra quá uy vũ, dễ dàng lao ra trùng vây, có phong độ giống ta lúc còn trẻ. Mao Ô Quy mở mai rùa ra, vô số báu vật bay ra ngoài, lấp đầy thanh đồng cổ thuyền. Có thần tài luyện khí, có đan dược thập thất phẩm, thập bát phẩm, có vô số linh khí cao phẩm, có ngàn vạn nguyên hội cổ dược. Những cái này là báu vật thánh linh cất chứa, rậm rạp bắn thần quang, báu vật vô giá. Món nào cầm đi lãnh thổ nhân loại đều sẽ gây ra chấn động lớn, nếu thế lực như Lưu Ly gia tộc, Cửu Tiêu Tiên Thành có được sẽ xem như báu vật chấn tộc. Mao Ô Quy, huyết giao thu hao rất phong phú. Phong Phi Vân nhìn những kỳ trận dị bảo trước mặt, bình thường hiếm thấy một món nhưng nơi này lại nhiều không đếm xuể. Nếu Sa Hoàng Thánh Tổ mà biết chắc chắn sẽ tức điên. Các ngươi thật sự đi đánh cướp bảo khố thánh linh. Mao Ô Quy cười ngoác mang tai. Lão Mao ta bình thường không phải loại người thích ăn mảnh. Phong ca, núi to này là của ngươi. Núi to này là của thánh nữ điện hạ. Mao Ô Quy bò trên núi báu chia chác, không chia từng món mà tính bằng núi. Nếu bán thánh khác biết chắc chắn sẽ hết hồn. Báu vật tại đây mỗi một món đều là thứ bán thánh thèm muốn. Thành thật, phần của ngươi thì ta sẽ tạm giữ giúp. Huyết giao, ngươi thì. Mao Ô Quy dùng vuốt gãi cổ, tìm trên núi báu nửa ngày moi ra một khúc xương cá thánh linh trong kẽ hở. Mao Ô Quy vừa lòng gật gù. Huyết giao, đây là phần của ngươi. Đừng trợn mắt, nhận đi. Ta biết ngươi chưa từng thấy báu vật đẳng cấp như vậy, không sao, quy ra ta rộng rãi. Xương cá thánh linh có giá trị không nhỏ, rất hiếm thấy, bán thánh đều hiếm lạ. Nhưng so với kỳ chân dị bảo nguyên một núi thì nó không bắt mắt chút nào. Huyết giao nhăn nhó nói. Cái kia, quy ra xem ta và quy ra ra sống vào chết, sông thánh trận, hủy thánh cung, không có công lao cũng có khổ lao. Nhóm phong ra không ra sức bao nhiêu đã được một đống núi báu, tại. Tại sao ta chỉ có một khúc xương cá? Mao Ô Quy thấm thía nói. Huyết giao, đây là xương cá thánh linh, vạn cổ khó gặp. Huyết giao uất ức nói. Xương cá chứ có gì lạ? Mao Ô Quy lắc đầu than thở. Ra bao nhiêu sức được bấy nhiêu báu vật, phong ca mang chúng ta lao ra vòng vây, nên được núi báu. Thánh nữ điện hạ cho ta mượn hiên viên kiếm, nếu không có hiên viên kiếm thì sao công phá trận pháp thánh linh được. Thánh nữ điện hạ cũng có công lớn, đương nhiên xứng nhận núi báu. Còn ngươi, từ đầu đến cuối ngươi không ra sức gì, chỉ việc chở ta bay đi. Gì, ngươi gom báu vật, chuyện này thành thật cũng làm được, tại sao ta không mang nó đi? Bởi vì ta muốn rèn luyện ngươi, để ngươi thấy trường hợp lớn. Sao ngươi không chịu hiểu nỗi khổ tâm của ta? Báu vật là vật ngoài thân, rèn luyện và kinh nghiệm mới là thứ quý giá nhất. Ai, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cầm đi, khúc xương cá thánh linh này có thể giúp ngươi lĩnh ngộ đạo thánh linh. Mao Ô Quy giáo dục huyết giao, Phong Phi Vân thì đưa mắt nhìn hiên viên nhất nhất. Phong Phi Vân cười bí hiểm. Thì ra nàng âm thầm ủng hộ chuyện này. Hiên viên nhất nhất dùng khăn tay lau hiên viên kiếm, ngón tay thuôn dài, mắt mông lung. Lão Ngoa là bằng hữu thân thiết của ngươi, ta không thể không cho nó mượn. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Thật là gần mực thì đen, Mao thành thật vốn thành thật nhất thiên hạ trở nên không thành thật. Thánh nữ điện hạ băng thanh ngọc khiết nhất thiên hạ có vẻ cũng bị ảnh hưởng. Cổ nhân thành, không ta khi, vật họp theo loài, người theo đàn. Hiên viên nhất nhất lau khô hiên viên nhất nhất. Cầm kiếm trong tay, kiếm khí bắn lên 9 tầng trời. Khi gả cho ngươi thì ta đã không phải thánh nữ gì, ta chỉ là thê tử của Phong Phi Vân, một nữ nhân bình thường. Là thê tử tất nhiên suy nghĩ cho nam nhân của mình. Ta biết tham ngộ Phong Phi Vân sẽ tổng hợp lại toàn bộ bán yêu, cần có nhiều tài nguyên và báu vật mới đào tạo bán yêu chính thức hùng mạnh.
Phong Phi Vân nhìn Hiên Viên nhất nhất chằm chằm. Đôi khi thấy một nữ nhân lặng lẽ giúp đỡ mình, suy nghĩ vì mình, phân ưu cho mình cũng là chuyện hạnh phúc. Mao Ô Quy cướp thánh cung của Sa Hoàng Thánh Tổ được vô số báu vật, nhưng thứ đáng giá nhất là vỏ sò màu tím to cỡ bánh xe. Mao Ô Quy nói nếu không có Hiên Viên kiếm thì nó không lấy được Thiên Châu thần bối, nó bị dựng dục trong Mốt Ảo Thánh. Thiên Châu thần bối bị mở ra. Trong vỏ sò bắn ra hàng ước đạo tắc thánh linh, ánh sáng rực rỡ bắn thẳng lên trời sao. Ánh sáng quá chói mắt, rực rỡ hơn cả ánh sáng hành tinh, khổng lồ hơn năng lượng hành tinh. Mọi người hốt hoảng nhanh chóng thụt lùi. Ánh sáng trong Thiên Châu thần bối bao phủ nguyên hải vực, vô số đạo tắc thánh linh xuyên qua, mỗi đạo tắc thánh linh như thần long lao vào nước biển dậy sóng to. Khu vực biển xô y trào. Trong ánh sáng có năm ngôi sao mông lung lấp lánh, hà khí như sóng, có vô số tinh vụ vòng quanh ngôi sao. Mao Ô Quy kích động run rẩy, miệng nhễu nước miếng. Má ơi, là thánh đan, thánh đan, là thánh đan trong truyền thuyết. Huyết Giao hưng phấn suýt xỉu, hít thở nặng nề. Thánh đan tỏa ra khí thánh linh rất đậm đặc, hít vào liền cảm giác cơ thể thay đổi nghiêng trời lệch đất, như thể người đã thành thánh. Đây là thánh vật vô thượng. Thánh đan là thứ trong truyền thuyết, nó giống như thánh linh dụng cụ, vô cùng quý giá, chỉ ngộ chứ không thể gặp. Thời gian luyện chế thánh đan lâu dài hơn thánh linh dụng cụ. Mỗi viên thánh đan do thánh dược tế luyện ra, cần mấy nguyên hội uẩn dưỡng. 5 viên thánh đan đã được uẩn dưỡng trong Thiên Châu thần bối ít nhất cỡ trăm vạn năm, qua hơn 10 đời Sa Hoàng rèn luyện. Thiên Châu thần bối là thánh vật của mạch Sa Hoàng Thánh Tổ. Trước khi Sa Hoàng Thánh Tổ đi thánh đan lại ra cố trận pháp, chặt chẽ giam cầm Thiên Châu thần bối, uẩn dưỡng trong thánh trì. Sa Hoàng Thánh Tổ phái hơn 10 vị bán thánh đến trấn thủ vì sợ bị người cướp. Về mặt lý luận trong tình huống Di Châu hỗn nguyên đại thế giới không có thánh linh hầu như không ai phá được thánh trận. Sa Hoàng Thánh Tổ tính tới tính lui nhưng không tính đến báu vật bị Mao Ô Quy nhắm trúng, cộng thêm uy lực Hiên Viên kiếm, trong thời đại thiên hạ không thánh thì không ai địch nổi. Giá trị mỗi viên thánh đan ngang ngửa thánh linh dụng cụ. Nỗi lòng Phong Phi Vân kích động, đây là thánh dược trong truyền thuyết. Rất nhanh Phong Phi Vân bình tĩnh lại. Đồn rằng thánh đan xuất thế sẽ dẫn đến thánh kiếp hủy đan. Hiện tại thánh kiếp chưa đến nghĩa là 5 viên đan dược chưa được uẩn dục thành thánh đan. Còn kém chút năm. Mao Ô Quy bình tĩnh nói. Đúng là chưa ngưng tụ thành thánh đan thật sự, cần uẩn dưỡng thêm mấy chục vạn năm nữa. Nhưng 5 viên đan dược thế là đã rất ghê gớm, có thể xưng là nửa bước thánh đan. Nếu nuốt vào một viên có lẽ ta có thể trùng kích đến cảnh giới thánh linh. Mao Ô Quy không kịp chờ đợi thò móng vuốt, vuốt biến to ra chộp một viên nửa bước thánh đan. Nửa bước thánh đan tỏa ánh sáng chói lòa. Một tia chớp hình người bay ra khỏi đan dược đánh nát vuốt to của Mao Ô Quy. Nửa bước thánh đan đã thông linh, sinh ra ý thức và linh hồn. Nửa bước thánh đan cảm giác có nguy hiểm nên phát ra thần thông phản kích. Nếu là thánh đan thật sự sẽ sinh ra trí tuệ không thua con người, sức chiến đấu ngang bằng thánh linh. Nếu thánh đan thoát khỏi tay người luyện đan khống chế thậm chí giết ngược lại kẻ luyện đan, thế thì thánh đan sẽ lại được thăng hoa biến thành hình người, gọi là đan thánh. Có thể nói may mắn lò đan dược này chưa thông thánh, không thì đám người Phong Phi Vân đã bị đan dược luyện ngược lại. Bà nội nó, lợi hại như vậy, hôm nay lão phu chơi với ngươi tới cùng. Mao Ô Quy bay lên đấu với nửa bước thánh đan, lúc thì lên trời, bay trên tầng mây, đôi khi lao vào đáy biển. Cuối cùng Mao Ô Quy dùng tu vi cường đại trấn áp nửa bước thánh đan, nuốt nó vào miệng. Mao Ô Quy ngồi trên thanh đồng cổ thuyền tu luyện. Toàn thân Mao Ô Quy tỏa thánh quang. Đạo tắc thánh linh vô song vòng quanh người nó, khí thế càng lúc càng kinh khủng. Phong Phi Vân, Hiên Viên nhất nhất nhìn chúng một viên nửa bước thánh đan. Hai người bay vào thánh quang, thu phục nửa bước thánh đan. Huyết Giao xoa tay, nhưng nó mới bay vào thánh quang đã bị ánh sáng nửa bước thánh đan đánh văng ra, té cái bịch xuống sàn tàu, xỉu. Tu vi của Huyết Giao hơn hẳn Nheo Đại Yêu Vương, nhưng vẫn kém hơn nửa bước thánh đan. Phong Phi Vân liên tục trấn thu 3 viên nửa bước thánh đan, giao một viên cho Huyết Giao, một viên uẩn dưỡng trong tam vị chân hỏa lô, tự mình nuốt một viên. Phong Phi Vân bắt đầu tu luyện. Phong Phi Vân giữ lại một viên nửa bước thánh đan có lẽ cho Đông Phương Kính Nguyệt hoặc Long La Phù. Huyết Giao được nửa bước thánh đan thì mừng muốn khóc, kêu mấy trăm tiếng, phong gia vạn tuế. Huyết Giao quá cảm động, quá hạnh phúc, làm người như thế mới đúng. Huyết Giao nuốt nửa bước thánh đan.
bắt đầu tu luyện. Hiên viên nhất nhất sử dụng hiên viên kiếm, thiên nhai thước, hợp uy lực hai thánh linh dụng cụ thu phục viên nửa bước thánh đan cuối cùng. Hiên viên nhất nhất nuốt đan dược, ngồi xếp bằng. Hiên viên nhất nhất như tiền nữ áo trắng, toàn thân là thánh hà màu trắng. Còn thánh thực quả thì nó là thiên địa linh tụy, trong người dựng dục đạo tắc thánh linh ngang ngửa với thánh đan thật sự nên không có dùng nửa bước thánh đan. Vỏ thánh thực quả quá cứng, chỉ có thánh linh mới lột ra nó ra được, nên người bình thường không ăn nó nổi. Nếu thánh thực quả mở linh trí hoàn toàn, tâm trí viên mãn là có thể lập địa thành thánh, hóa thành quả thánh. Tức là thánh thực quả đã có thân thể thánh linh, chỉ còn thiếu cơ hội kích phát ra tiềm năng cơ thể. Khi cơ hội đến thì không ai có thể ngăn cản thánh thực quả trở thành thánh linh. Một thần thức của Phong Phi Vân điều khiển thanh đồng cổ thuyền dương buồm căng gió. Lại qua 3 năm, thanh đồng cổ thuyền lướt đi 3 vạn ức dặm trên hồng hoang cổ hải. Mao Ô Quý trước tiên luyện hóa xong nửa bước thánh đan, mỗi tấc da trên người nó di chuyển đạo tắc thánh linh. Khí tràn ra từ lỗ chân lông Mao Ô Quý như các con huyền vũ thần linh. Khí thế của Mao Ô Quý hùng hồn hơn 3 năm trước mấy chục lần, thở nhẹ một cái sẽ có tiếng sấm nổ. Quần thánh đại viên mãn. Mao Ô Quý mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai luồng thánh quang, phá tan mây mù đâm thẳng Than Minh, nổ nát hai ngôi sao trong vũ trụ. Năm cảnh giới tu thánh, ý niệm, đạo thai, thai động, uẩn thánh, thánh linh. Ngưng tụ ra ý niệm có thể đạt đến vũ hóa đệ bát trọng, bán thánh cảnh. Ngưng tụ đạo thai thì là vũ hóa đệ cửu trọng, cảnh giới chuẩn thánh. 3 năm trước cảnh giới của Mao Ô Quý là sơ kỳ uẩn thánh. Sau khi luyện hóa nửa bước thánh đan bước vào đại viên mãn uẩn thánh. Chuẩn thánh khác muốn từ sơ kỳ uẩn thánh tu luyện đến đại viên mãn cần tốn 1 vạn năm. Đương nhiên dược lực của nửa bước thánh đan không chỉ có thế, nhưng Mao Ô Quý không cách nào tăng tiến cảnh giới thêm được. Nếu tăng lên một chút sẽ dẫn đến thánh kiếp, sở còn sót lại hơi thở đan dược bị Mao Ô Quý bài trừ ra ngoài người, nó không cần những đan khí này. Tức là nếu Phong Phi Vân độ qua thánh linh kiếp thì sẽ thành thánh ngay bây giờ. Nhưng thánh linh kiếp vô cùng nguy hiểm, Mao Ô Quý không nắm chắc 100%, nó cần tìm thêm cơ hội. Cho nên Mao Ô Quý tán đi đan khí, củng cố tu vi là đại viên mãn uẩn thánh. Tu vi của Mao Ô Quý tăng thêm gấp mấy chục lần so với 3 năm trước, dưới thánh linh không có đối thủ. Bây giờ Mao Ô Quý là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới. Nếu Mao Ô Quý mượn hiên viên kiếm thì có tư cách khiêu chiến với một số ngụy thánh. Giờ phút này, cơ thể Phong Phi Vân cũng xảy ra thay đổi. Vô số đạo tắc thánh linh ngưng tụ trong thân thể Phong Phi Vân, khoảng 1 vạn. Mỗi đạo tắc thánh linh thô to như cột chống trời, chống thánh linh nội đan. Thánh linh nội đan đang lột xác, ngưng tụ thành thai trứng to cỡ trứng chim cút. Đạo thai. 1 vạn đạo tắc thánh linh khuếch tán trong cơ thể Phong Phi Vân biến thành thai nhi nhỏ xíu ngủ say trong thai trứng. Từ đạo tắc thánh linh ngưng tụ thành hình người, hóa thành thai nhi. Đây chính là đạo thai. Ngưng tụ ra đạo thai nghĩa là Phong Phi Vân đến vũ hóa đệ cửu trọng, cảnh giới chuẩn thánh. Dược lực nửa bước thánh đan khuếch tán, đạo tắc thánh linh trong đạo thai ngày càng nhiều hơn, rất nhanh qua 2 vạn, 3 vạn, 10 vạn đạo tắc thánh linh. Số lượng thánh đan đã hơn 30 vạn nhưng đạo thai chưa máy thai. Phong Phi Vân biết muốn thai động thì phải tự mình lĩnh ngộ, chỉ dựa vào nửa bước thánh đan là vô dụng. Tu sĩ bình thường vừa đến cảnh giới chuẩn thánh thì đạo hai trong cơ thể chỉ có 1 vạn đạo tắc thánh linh. Trong đạo thai của Phong Phi Vân có đến 30 vạn đạo tắc thánh linh. Phong Phi Vân mới hao phí 1% đan khí, hắn không đánh tan số đan khí khác như Mao Ô Quý đã làm. Phong Phi Vân rót hết đan khí vào 1 vạn linh thú chiến thể, trợ giúp chúng nó ngộ đao. Vô số đan khí uấn dưỡng cơ thể Phong Phi Vân, khiến xương cốt liên tục biến thành phượng cốt. Bùm 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 bùm. Có nửa bước thánh đan uẩn dưỡng, liên tục sinh thành phượng cốt, tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến toàn thân Phong Phi Vân bốc cháy. 400 khối phượng cốt, 410, 420 khối, 430. 500 khối xương phượng, 510, 520. 600 khối phượng cốt. Cuối cùng trong cơ thể Phong Phi Vân ngưng tụ ra 732 khối phượng cốt mới dừng lại, dược lực nửa bước thánh đan đã bị luyện hóa hết. Phong Phi Vân đứng dậy, không gian rung rinh theo, khí lưu chui ra từ lỗ chân long N hư con rồng nhỏ. Vạn thú chiến thể. 1 vạn linh thú chiến thể bay ra khỏi người Phong Phi Vân, mỗi linh thú chiến thể tăng trưởng to lớn,
hầu như trong cơ thể mỗi con dựng dục 3.000 đạo tắc thánh linh. Linh thú chiến thể nhiều nhất sinh ra tận 6.000 đạo tắc thánh linh. Tất cả linh thú chiến thể bước vào vũ hóa đệ bát trọng. Cộng thêm đạo tắc thánh linh của 10.000 linh thú chiến thể, bây giờ số đạo tắc thánh linh trong người Phong Phi Vân nhiều cỡ 4.800 vạn. Mao Ô Quy phun nước miếng. Chết tiệt, Phong Phi Vân, sao ngươi biến thái quá vậy? Ngươi mới tới cảnh giới đạo thai mà tại sao đạo tắc thánh linh trong người có đến ngàn vạn cái? Ta đã là uẩn thánh đại viên mãn, đạo tắc thánh linh trong người mới chỉ được 800 vạn. Cảnh giới đạo thai, trong cơ thể có 100 vạn đạo tắc thánh linh đã là siêu. Bây giờ Phong Phi Vân có ngàn vạn đạo tắc thánh linh, oai hơn uẩn thánh đại viên mãn. Phong Phi Vân nói, cộng thêm đạo tắc của 10.000 linh thú chiến thể, trong người ta có tổng cộng 4.800 vạn đạo tắc thánh linh. Cái gì? Mao Ô Quy sợ đứng tim. Nếu ngươi tiếp tục tu luyện chẳng phải là dám đối đầu với thánh linh. Mao Ô Quy cứ nghĩ nó đã rất oách, uẩn thánh đại viên mãn, tu luyện ra 800 vạn đạo tắc thánh linh, vượt qua chuẩn thánh bình thường gấp 800 lần. Nhưng so với Phong Phi Vân thì Mao Ô Quy cảm giác nó lại hèn. Phong Phi Vân siết chặt hai nắm tay, mắt nhìn trời, khí thế không ngừng trướng lên. Tu thành vạn thú hoàng chiến thể. Hoặc đại thừa bất tử phượng hoàng thân là ta có năng lực đối chọi với thánh linh. Không phải thánh linh lại có thể chiến đấu với thánh linh. Thanh đồng cổ thuyền lướt đi trên hồng hoang cổ hải 10 năm, rất khó tính toán đã rời Tây Ngưu Hạ Châu bao xa. O tầm lại là đi xa đến mức người bình thường không thể tưởng tượng. Tu vi chuẩn thánh muốn bay luyện hóa cần mát trăm năm. Nếu có tu vi vũ hóa đệ nhất trọng thì sẽ tốn mấy vạn năm, thậm chí chết già trên biển cũng không về được. Hiên viên nhất nhất, huyết giao chưa tỉnh lại. Dược lực nửa bước thánh đan quá mạnh, không thể hấp thu trong phút chốc. Chính bản thân Phong Phi Vân phải mất 3 năm mới hoàn toàn hấp thu. Tu vi của hiên viên nhất nhất, huyết giao tăng trưởng rất lớn. Tu vi của hiên viên nhất nhất đã vượt qua vũ hóa đệ bát trọng, ngừng tụ đạo thai, đến cảnh giới chuẩn thánh. Hiên viên nhất nhất vẫn đang tiếp tục tu luyện, kiếm khí bao phủ toàn thân, như thần nữ kiếm tiên ngồi ở mũi thuyền. Huyết giao cũng đến vũ hóa đệ bát trọng, cho nó tu luyện thêm vài năm không chừng một hơi xông vào vũ hóa đệ cửu trọng. Mấy năm nay lướt đi trên biển Mao Ô Quy, Mao Thành thật lại đánh cướp hai thánh cung của thánh linh trên biển, mang về nhiều báu vật, món nào cũng giá trị liên thành. Trong bảo khố của thánh linh có quá nhiều báu vật, nhiều lúc một tòa tiểu thế giới toàn để chứa báu vật. Đa số báu vật bỏ vào giới linh thạch, có báu vật lực lượng quá mạnh, tự thông linh trí không thể bỏ vào giới linh thạch. Đành ném trên thanh đồng cổ thuyền, từ lực lượng thanh đồng cổ thuyền trấn áp. Mao Ô Quy nói, vạn thánh tập trung không biết đi làm gì, 10 năm còn chưa quay về ha ha ha, nhưng thế cũng tốt, thừa dịp cướp mấy kho báu thánh linh. Có thể tích lũy tài nguyên cho ta trùng kích cảnh giới thánh linh. Phong Phi Vân nói, có lẽ không phải chuyện tốt, vạn thánh rời đi, nếu lúc này diệt thế giả vực ngoại vào Di Châu hỗn nguyên đại thế giới. Dù chỉ một thánh linh đến cũng sẽ là tai họa lớn cho Di Châu đại thế giới. Mao Ô Quy nói, yên tâm, bốn phủ chủ tất nhiên cũng lo đến chuyện này, chắc chắn có sắp xếp riêng. Mấy năm nay Phong Phi Vân luôn tu luyện đạo thai, muốn bước vào cảnh giới thai động. Nhưng đạo thăng yên lặng như cục đá mãi không nhúc nhích. Đạo thai bất động, muốn tu vi nhích thêm một bước đã khó càng khó thêm. Nhưng về tu luyện bất tử phượng hoàng thân thì Phong Phi Vân tiến bộ rất lớn. Đã tu luyện ra 806 khối phượng cốt, cách đại thừa ngày càng gần. Phong Phi Vân nói, tính sơ thì Nam Thiệm Bộ Châu chìm ở vị trí 12 vạn tiên nhân nhảy phía tây Tây Ngưu Hạ Châu. Hiện tại chúng ta đã đi khoảng 10 vạn tiên nhân nhảy, về mặt lý lo nạ chắc đã đến khu vực Nam Thiệm Bộ Châu chìm. Phong Phi Vân cầm lá cây tang ngô, chiếc lá màu vàng tỏa thánh huy nhàn nhạt. Càng gần Nam Thiệm Bộ Châu thì lá cây tang ngô càng tỏa sáng rực rỡ. Sóng nước cuồn cuộn, nước biển dâng lên thành bóng người màu lam, cao 800 thước, nước biển ngưng tụ thành. Mình người đuôi rắn, tóc dài bay bay, hình dạng nữ nhân xinh đẹp. Mao Thành thật kêu lên. Hải thần. Mắt Mao Thành thật sáng rỡ, rất muốn lao lên quỳ lạy nữ nhân. Mao Ô Quy chừng Mao Thành thật. Hải thần khỉ gì, chỉ là giao nhân tu vi không tệ. Mao Ô Quy cảm thấy Mao Thành thật thiếu kiến thức, làm nó mất mặt. Phong Phi Vân hỏi, sao trong biển có bán yêu? Mao Ô Quy nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có hai suy đoán. Một là đại kiếp nạn cuối thời kỳ Thái Cổ,
sinh linh trong biển bị ảnh hưởng nhỏ hơn, nhiều giống loài thái cổ sống sót. Bán yêu trong biển chắc là truyền thừa từ thái cổ đến bây giờ. Vì thái cổ có truyền thuyết giao nhân, mà giao nhân thì được gọi là hải nhân, nhân ngư. Nhưng bọn họ luôn sống ở vùng biển xa xôi nên tu sĩ Tây Ngưu Hạ Châu không biết. Thứ hai là Nam Thiệm Bộ Châu chìm vào đáy biển, bán yêu sống trên đất bằng cũng chìm theo. Những bán yêu sống lâu trong biển, qua hàng ước năm lột xác đã biến thành bán yêu trong biển. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Hai loại đều có khả năng. Phong Phi Vân nhìn giao nhân to 800 thước, tu vi của nàng rất mạnh, trên người có khí thế sắc bén, tu vi chắc cỡ vũ hóa đệ tứ trọng. Phong Phi Vân cực kỳ kích động. Nàng đã thành tựu vũ hóa cảnh, xem ra Nam Thiệm Bộ Châu chìm trong khu vực này. Sắp tìm thấy lục địa chìm xuống. Giao nhân chỉ vào mặt biển, bức tường nước cao mấy chục vạn thước dâng lên, ngăn lại thanh đồng cổ thuyền. Tác Phỉ Hải Đế sư thân hình nước biển nói. Nơi này là hải lĩnh hải thần, không ai được phép xâm nhập. Thanh âm như người khổng lồ, sấm sét đánh vào màng tai. Phong Phi Vân chắp tay nói. Tại hạ là Phong Phi Vân của Tây Ngưu Hạ Châu, đến để tìm lục địa thái cổ thất lạc dưới đáy biển, không phải đến khiêu khích uy nghiêm hải thần. Tác Phỉ Hải Đế sư nói. Lục đại thái cổ đã chìm, dù ngươi tìm được thì sao? Phong Phi Vân trả lời. Ta muốn nâng nó từ dưới đáy biển lên mặt biển, trở thành vùng đất cho bán yêu sinh tồn. To gan, còn nói là không khiêu khích uy nghiêm của hải thần. Ngươi làm vậy là xâm lược lãnh địa của hải thần. Tác Phỉ Hải Đế sư phất tay áo, sóng biển từ bốn phương tám hướng dâng lên, sóng cuộn biển gầm ập vào thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân đứng thẳng, không ra tay. Mao Ô Quy Hăng Thiết Gá vỗ một trưởng thành móng vuốt to đánh nát thân nước của Tác Phỉ Hải Đế sư. Mạnh quá! Tác Phỉ Hải Đế sư bị thương, nhanh chóng chạy trốn. Ong 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 ong! Ong 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 ong! Mặt biển vang tiếng thần loa. Thần lao vang rất xa, cách ức dặm vẫn nghe rõ thanh âm. Thần lao thông báo cho sinh linh trong biển có cường địch tấn công. Giao nhân trong khu vực biển biết chuyện đều kéo nhanh đến gần thanh đồng cổ thuyền. Mao Ô Quy chửi thề. Tổ cha nó. Mao Ô Quy biến thành luồng sấm lao vào sâu trong khu vực biển, một lát sau Tác Phỉ Hải Đế sư bị nó bắt về. Tác Phỉ Hải Đế sư như mỹ nhân ngư bị ném lên sàn tàu. Tác Phỉ Hải Đế sư rất đẹp, tóc màu lam, da trắng, đuôi cá. Khi lên mặt đất thì đuôi cá tự động biến thành chân ngọc, bàn chân ngọc ngà trắng trẻo. Tác Phỉ Hải Đế sư cầm thần loa, ánh mắt sợ hãi nhìn Mao Ô Quy. Con rùa này quá cường đại, dễ dàng chấn áp nàng, bắt nàng đến đây. Tác Phỉ Hải Đế sư có tu vi vũ hóa đệ tứ trọng. Tác Phỉ Hải Đế sư hỏi. Các ngươi là ai? Xông vào lãnh địa hải thần sẽ bị trời phạt. Mao Ô Quy xoa vuốt cười nói. Hải thần không rảnh quan tâm tộc giao nhân các ngươi, tiểu muội, hay nàng cùng phong ca nhà ta vui chơi một chút. Đáng ghét. Tác Phỉ Hải Đế sư lấy ra viên linh châu công kích Mao Ô Quy. Mao Ô Quy không thèm né, há mồm ngậm linh châu, nuốt cái ực. Linh châu cường đại bị Mao Ô Quy nuốt vào bụng. Tác Phỉ Hải Đế sư trợn mắt há hốc mồm, bị hù sợ. Con rùa quá biến thái. Tác Phỉ Hải Đế sư thua xa Mao Ô Quy, nàng không chống cự lại nổi. Phong Phi Vân nói, cô nương giao nhân tộc, chúng ta chỉ đến tìm Nam Thiệm Bộ Châu bị chìm, không định xâm lược lãnh địa của các người. Tác Phỉ Hải Đế sư nói, lục địa thái cổ bị chìm chính là lãnh địa của chúng ta. Phong Phi Vân nhìn khu vực biển xa xăm. Hèn gì các người có thể đột phá vũ hóa cảnh. Yêu khí ngút trời, ngàn vạn tu sĩ giao tộc kéo đến bên này. Trong đó có mấy tồn tại siêu cường đại. Từ khi Mao Ô Quy đến Uẩn Thánh Đại Viên Mãn thì rất hiếu chiến, bây giờ nó xoa tay hỏi. Có chiến không, giết bọn họ không chừa một manh giáp. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Tạm thời đừng gây thù hằn lớn, chúng ta rút đi. Thanh đồng cổ thuyền ba y lên cao lao vào tầng mây, chớp mắt đã rời khỏi khu vực biển. Phong Phi Vân cất thanh đồng cổ thuyền, đoàn người đáp xuống đảo biển cách xa ngàn vạn dặm. Thiên Viên Nhất Nhất. Huyết Giao còn đang tu luyện nhưng đã sắp thức tỉnh. Hơi thở nửa bước thánh đàn yếu dần, Hiên Viên Nhất Nhất, Huyết Giao sắp hấp thu hoàn toàn, M Mao Ô Quy, Mao Thành thật thì đi đáy biển tìm hiểu tin tức. Trên hải đảo, chỉ còn lại Phong Phi Vân và Tác Phỉ Hải Đế sư mỹ nhân tộc giao nhân. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân xinh đẹp, im lặng thật lâu nói.
ta cũng là bán yêu, trong người vừa chảy dòng máu nhân loại vừa chảy dòng máu yêu tộc. Ánh mắt Tác Phỉ Hải Đế Sư hằn học nói. Vậy thì sao, ngươi chảy dòng máu đê tiện, giao nhân tộc chúng ta là huyết mạch của hải thần vĩ đại. Sinh linh trong biển gọi hải thần ý chỉ Hoa Hậu Đại Thánh. Cùng một nhân vật thần thoại được tên gọi khác hua trong câu chuyện của các chủng tộc. Như Địa Hoàng Đại Thánh, sinh linh trong biển gọi là Thiên Thần Đại Đế. Cửu Tiễn Đại Thánh là Thần Tiễn. Thần Tiễn, Thiên Thần, Hải Thần, ở trong mắt sinh linh biển thì Hải Thần mạnh nhất. Bọn họ cho rằng Hải Thần là tổ tiên của sinh linh biển, mỗi sinh linh biển đều tôn kính Hoa Hậu Đại Thánh như thần linh. Dòng máu đê tiện. Phong Phi Vân nhíu mày, ngón tay kết pháp ấn. Vô số đạo tắc trong thiên địa tụ tập vào Phong Phi Vân, ngưng tụ pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh to lớn trên đầu hắn. Tu vi của Phong Phi Vân bây giờ rất cao, pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh thực chất, thần thánh hơn trước kia, như chân thân hiện thế, làm người ta sinh ra tôn sùng. Đây là thánh uy của Đại Thánh. Trời, là hải thần hiển thánh. Tác Phỉ Hải Đế Sư thấy pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh liền quỳ dưới đất, hai tay chắp trước ngực, vô cùng cung kính với Phong Phi Vân. Bái kiến nhi tử của hải thần. A, sao ta biến thành nhi tử của hải thần rồi? Phong Phi Vân triệu hoán pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh vốn là vì giành hảo cảm của giao nhân tộc, bớt cản trở trong việc tìm kiếm Nam Thiệm Bộ Châu, không ngờ được thêm một danh hiệu. Đứng lên rồi nói. Tác Phỉ Hải Đế Sư quỳ dưới đất, không mảnh vải che thân, trắng như ngọc. Xin nhi tử của hải thần đừng trách tội Tác Phỉ mới rồi bất kính, xin nhi tử của hải thần tha thứ. Nếu không Tác Phỉ không dám đứng dậy. Một đường đi tới Phong Phi Vân nghe mắng nhiếc đến nhàm tai, tu vi của hắn bây giờ sao dễ dàng bị người nói một câu chọc giận.